ngày hôm nay các chị mình nha Hôm nay thì vẫn như thường lệ sẽ có em Hoài này Và bạn Như sẽ đồng hành cùng em trong livestream ngày hôm nay Nhưng mà hôm nay là một cái livestream rất rất là đặc biệt các chị mình nha Nên là nếu như chị yêu nào đã vào livestream cùng nhà Mark rồi Thì nhanh tay tương tác này comment cùng em Hoài và Như thật nhiều nha dạ rồi nè em như xin chào tất cả các chị nha chúc các chị có một buổi trưa nè thật đúng là vui rồi. vẻ nè à, chắc là bây giờ mọi người đang chuẩn bị để mà ăn cơm đúng không không biết là mọi người uh, đã chuẩn bị xong cái bữa cơm nhà mình chưa thì em mong là các chị sẽ ăn uống đầy đủ này giữ gìn sức khỏe thật là tốt nha để mà có thể mà bữa nào nè uh, khi mà thời gian trở lại mọi người có thể tự tin nè khoe những cái sản phẩm mà bữa giờ mình đã săn được tại nhà mát à hôm nay là em như bật mí cho mọi người nha những sản phẩm này em nhìn vào là em thấy tràn đầy sức sống rất là nhiều màu sắc kiểu như là hôm nay không chỉ là có ít tông màu mà tông màu nào trong cái bảng màu sắc cũng có trong cái tủ đồ của các chị yêu như mình luôn. Và đặc biệt là giá ngày hôm nay cực kỳ hấp dẫn cho các chị yêu nhà mình. Đúng ừ. rồi, mức giá thành hôm nay chỉ từ 89k thôi các chị ừ. mình nhá. Và hôm nay mình mua hóa đơn trên 300k thì nhà mắc vẫn free ship cho các chị em mình đấy ạ. Mua hóa đơn từ 495k sẽ được tặng thêm voucher là 50 000 các chị mình nhá. Kèm là free ship này. Mua hóa đơn trên 695 000 mình sẽ được giảm trực tiếp 100 000 và kèm thêm free ship nữa ạ. Mua đơn trên 995 ngàn Các chị nhà mình sẽ được giảm trực tiếp 200 ngàn Và còn được free ship các chị mình nha Hôm nay thì uh, em và Như này sẽ lên các chị mình đồ đi chơi, đồ công sở, chân váy, váy đầm và kể là quần cũng có nha Nhưng điều đặc biệt là hôm nay Hoài muốn mang đến một cái món quà đầu live rất là bất ngờ cho các ừ. chị mình Thì bây giờ Hoài và Như chắc sẽ công bố luôn cái món quà Tại vì là Hoài nghĩ là các chị nhà mình cũng đang rất là hào hứng Tại vì đầu live bình thường thì nhà mắc luôn luôn tổ chức chơi game đúng không ạ? Dạ đúng rồi, thì uh, bây giờ này, ui hôm nay cái Đây. món quà cực kỳ xuất sắc luôn siêu phẩm đúng chung mọi người tại vì bình thường á cái mẫu cái mẫu này nè em gọi là một cái best seller đúng của nhà rồi. máy luôn bán rất rất là nhiều mà ngày hôm nay hình như là số lượng cũng không có nữa mà tại sao nhà máy lại đem lên đây để mà gửi thành gọi là tặng quà cho các chị yêu nhà mình luôn đây hoài sẽ thêm mức giá của sản phẩm này nhá 445 trăm là chiếc đầm hoa này ừ. và hôm nay hoài và như sẽ đem cái món quà này ra để tặng cho các chị mình nhưng mà có lẽ là mẫu món quà này á thì các chị nhà mình cứ comment tương tác của em hoài thật nhiều nha khi nào lượt chia sẻ mình chắc là phải đủ năm trăm cơ thì hoài mới có thể tặng được. Nên các chị nhà mình hiện tại mà đang xem livestream này tương tác chia sẻ livestream cùng em thật nhiều. À, tại vì là xíu nữa thì chắc là Hoài sẽ lướt sau, còn bây giờ thì mình sẽ để một vài phút để các chị mình tương tác và chia sẻ. Nếu như tầm 5 phút ừ. mà các chị nhà mình chia sẻ đủ Hoài tặng luôn. Còn không thì chắc là Hoài, sẽ, Hoài và Như sẽ mở bán sản phẩm trước tại vì là sản phẩm hôm nay rất là nhiều và sẽ cố gắng là lên sản phẩm này sau đó mà lượt chia sẻ mình ok thì Hoài sẽ tặng quà sau. Nhưng mà không sao nếu như 5 phút mà đầy đủ lượt chia sẻ thì tặng luôn các chị ha dạ đúng rồi cái chị ơi cái thể lệ chơi game á là nhà mát đã đăng lên trước cho các chị rồi là một lát nữa khi mà mọi người đầy đủ cái lượt chia sẻ rồi. rồi thì nhà mát ngày hôm nay quay có số. một cái à, gọi là cái phần mềm để mà quay số trúng thưởng luôn giống như là các chị sẽ comment một con số nha rồi một lát nữa cái con mọi người quay số á, mọi người có biết chơi trò đó chưa ta quay trên gọi là tự nhiên giống như là đúng. sổ số các chị nó dừng lại con số nào mà chị đã trúng cái con số đó thì là gọi là nhận được phần quà cho nên là ngày hôm nay các chị phải cố gắng là comment thật là nhiều con số với những cái con số mà mình yêu thích nhất nha. Rồi bây giờ là phải chia sẻ giúp em ít nhất là ba lần ở chế độ công khai giùm em như. Sau đó mình vào like mình comment cho em những con số mà mình yêu thích và tag giúp em ba người bạn vào like giúp em. Còn ừ. bây giờ thì chắc là em với chị Hoài sẽ bắt đầu like luôn. Khi nào mà mọi người đủ được cái target là lượt chia sẻ 500 lượt chia sẻ thì mình sẽ bắt đầu quay số. Tại vì sao mọi người ơi hôm nay cái phần quà cực kỳ giá trị luôn. Một cái chiếc váy hoa xinh xắn rất là thích hợp cho mùa hè này đúng không cả nhà? Với cái giá này. Bình thường các chị mua gần 500 000 mà ngày hôm nay các chị được tặng quà không, không tốn đồng. đúng rồi không tốn bất kỳ một cái phí nào luôn nha cả nhà nha. Còn à. bây giờ thì để em giao lưu với mọi người xíu nè. Đúng rồi. Em chào chị Thảo Hân nha. Em thấy chị uh, Trang Thảo này đã comment con số rồi nè. Mà em thấy là các chị ơi nó chưa hiển thị lên là logo là người chia sẻ nè các chị. Cho nên là mọi người phải chia sẻ mà hiển thị logo là người chia sẻ giúp em nha. Bây giờ nè mọi người ơi, em đã có cái chương trình rồi mọi người comment cho em đúng cái cú pháp là như thế này nè mát live stream cộng với một con số bất kỳ nha mọi người. Ba con số giúp em nha, ba con số có chữ số từ à, ví dụ như là 001 cho đến là 999. Nói chung là mọi người comment cho em là ba con số nha mọi người nha. Ba con số giúp em tăng 5 người bạn vào mini game và share bài viết dưới dạng công khai hashtag giúp em là MassFashion Fashion and Mas Fashion VN giúp em nha. Cái thể lệ này là đã có đăng ở trên à, gọi là trên cái tube live đúng, đúng không? Rồi. À, có nghĩa là tại vì là nó hơi khó để các chị mình nhớ một xíu ừ. là hoài và như sẽ hướng dẫn mình đó là mình vào livestream của nhà nhé Bây ừ. giờ Hoài sẽ vào livestream của bác này. Ừ. À, và mình sẽ thấy ngay cái đầu livestream là em đã có để cái thể lệ chương trình mini Đúng game rồi. rồi các chị mình. Nên là mình cứ làm theo cái cú vắt về cho em nha tại vì quà rất là nhiều. Không phải là tặng một đầm đâu các chị Đúng mình có tới 3 4 ừ. đầm luôn nếu như tương tác các chị mình ok. Đây là cái hashtag nhà em đưa ra các chị mình nhá. Để Hoài xem nào. Đây là cái like, đang comment và cái mẫu này thì nhà em sẽ à cái này không có để ở trên này rồi. Ủa vậy ở đâu ta? các chị nhà mình có thể là hỗ trợ hoài ghim lên cũng được nhá tại vì là nh... sợ các chị mình không có nghe kịp, và bây giờ hoài sẽ đọc lại cách ừ. chơi game nha. Bây giờ mình sẽ comment giống chị Thảo Hân này, mark live stream cộng ba chữ số từ 000... À, 000 cho tới 999 là được các chị mình nhá Ba con số giúp hoài và tác năm người bạn vào xem live stream. Rồi bây giờ thì xíu nữa um, tới 11 một giờ, ok. Các chị nhà mình nhớ mình cứ comment trên hoài thật là nhiều ha. Rồi bây giờ là hiện tại là bao nhiêu rồi ta? Hiện tại là đã 11 giờ 06 phút rồi nha các chị yêu nha. Thì các chị yêu ơi, bây giờ mọi người tan cho em là comment ví dụ như chị hỏi comment là 033 đi nha mọi người nha. Chị tôi hỏi comment là 033 Max Fashion 033 tan thêm cho em 5 người bạn vào. Lúc đó mọi người chia sẻ like, mọi người hashtag giúp em là kiểu như là mọi người thăng dấu thăng á, gửi cho em là Max Fashion và Max Fashion VN. Nha mọi người nha cho tại vì Facebook bây giờ nó bị bóp tương tác quá phải lên gọi là đánh dấu chủ quyền Đúng á rồi. thì nó mới hợp lệ chứ mà mọi người chặn mà không có 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 lên nó là nó sẽ bị chặn cái comment gọi là chặn cái cái facebook của mọi người luôn á nha. Cho nên là cố gắng mình hashtag vô để mình vừa chơi game mà bảo vệ được cái an toàn kênh Facebook của mình luôn các chị yêu ha. À, chị Phương Phương và chị Lê biết ơi, Hoài đang thấy là mình comment rất là nhiều ừ. nhưng mà mình chưa có tag ba người bạn vào xem livestream này. Năm. Nên là à năm người bạn vào xem livestream nên mình cố gắng là mình ghi số nhưng mà mình phải tag bạn vào xem livestream của em nha. Và nhớ là chia sẻ cho em 3 đến 5 lần lên trang cá nhân chỉ được công khai để các chị mình ha. bây giờ thì hiện tại là chắc là Hoài sẽ kiểm tra lại lượt chia sẻ một lần này nếu như lượt chia sẻ của mình chưa ok thì chắc là khi nào lượt chia sẻ ok mình sẽ chơi game sau các chị nha cứ đạt cho em Hoài đó là 500 lượt chia ừ. sẻ thì mình sẽ tặng quà Các chị mình ơi bây giờ đang là 105 rồi Hoài nghĩ 500 thì chắc cũng không có phải là quá xa ừ. vời đâu Nên là mình cố gắng mình chia sẻ và tương tác cùng Mark thật nhiều nha Quà hôm nay Hoài giới thiệu lại một lần nữa này Đây là món quà là một chiếc váy kiểu dạng hoa nhí rất là đẹp của nhà mát Và là một trong những sản phẩm gọi là best seller của nhà em luôn Với mức giá gốc của em này là 445 ngàn các chị yêu ha Bây giờ chị nào mà quan tâm mẫu này thì bây giờ mình không cần mua nữa Các chị ơi chỉ cần chơi big game với mức giá đó là không đồng và không cần tốn bất cứ chi phí nào để mình nhận hàng nha. Dạ rồi các chị yêu em thấy là mọi người đã đúng cái thể lệ rồi nè mọi người comment á Những chị nào mà chưa biết cái cách á mọi người có thể nhìn những chị mà đã comment đúng rồi, rồi nè. Mình rồi mình comment giúp em như nha. Chỉ rồi cần em... có mình là Mark livestream cộng đúng 3 rồi. con số và tắt 5 người bạn vào và chia sẻ livestream với hashtag đó là uh, Mark, Mark, Light... Mark, Mark, fashion, Mark fashion hoặc là Mark, Mark fashion VN, vn là được các chị mình ha. Rồi bây giờ chắc là em như sẽ nhường lại cho chị Hoài được like luôn rồi. nha mọi người nha. Còn một lát nữa nếu mà em như vào mà đủ được cái lượt chia sẻ rồi em như sẽ bắt đầu tặng quà cho mọi người luôn. Còn bây giờ thì mọi người tập trung chú ý vào màn hình luôn nha mọi người ha. Ừ, tại vì là cái chương trình mini game của nhà em sẽ là quay một con số bất kỳ nên là mình cứ comment liên tục giúp em có nghĩa là khi tại vì là trong tới là ba con chữ số nên là nếu như mà mình comment tới khi nào mà mình có cái con số mà trùng với cái con số xíu nữa em sẽ lướt tặng các chị mình á thì chắc chắn là mình sẽ trúng quà nhá nên là mình không có cần là giới hạn lượt comment khi hoài đang bán sản phẩm mình vẫn có thể comment được nhá tại vì là con số ví dụ như hoài lướt trúng con số 15 đi chẳng hạn thì chị nào có con số 15 thì chị đã sẽ nhận được quà nhá rồi ok bây giờ thì hoài sẽ mở bán sản phẩm trước các chị ha bình thường là nhà em sẽ là chơi minh game xong thì mới mở bán sản phẩm nhưng mà tại vì hôm nay sản phẩm nhiều quá mà đẹp quá nên là hoài sẽ mở bán trước nha đầu tiên hoài sẽ lên luôn một chiếc đầm như em đang mặc ạ à. Quá xinh luôn đúng các chị mình ơi Đầm hoa với thiết kế chị em hoài này Form dài rất là đẹp luôn Thì mẫu này em không để các chị mình chờ lâu Em báo mã và báo giá luôn nhé Mã sản phẩm cho hoài sẽ là AA1 các chị mình ha Đầm hoài đang mặc là AA1 Với mức giá là 695 ngàn Và được, đang được giảm trực tiếp Còn 449 ngàn đầm này thôi Và em đầm này thì hoài đang có đầy đủ size Để các chị mình săn Đối với cái sản phẩm này thì hoài nghĩ là mình mặc đi chơi cũng được này Đi làm cũng được, đi dạo phố cũng được Và mình chỉ cần biết mát cho em hoài đồ với một chiếc túi này Một đôi giày nhỏ nhỏ xinh xinh giống như em đang mặc thôi Sẽ rất là xinh rồi Và chị nào mà muốn mặc đầm này đi du lịch, đi chơi, đi biển Thì mình phối cho em hoài thêm mũ cũng được các chị mình nha Chốt ngay cho em mã AA1 kèm thoại với mức giá cho hoài là 449 ngàn Trời ơi đầm này xinh lắm Nên là chị nào mà chưa sở hữu đầm này là trong cái livestream này là phải sở hữu ngay giúp em Đây bây giờ hoài sẽ giới thiệu sâu vào sản phẩm để các chị nhà mình có thể là ngắm rõ này Hoặc là có thể là cảm giác là các sản phẩm này có phù hợp với mình hay là không Thì đối với sản phẩm đầm của Hoài đang mặt phía trước thì em này á các chị nhà mình sẽ kết hợp cho hoài cái phần rúm ngực nhá, không phải rúm ngực mà gọi là chéo ngực ở phía trước để tạo điểm nhấn và làm cho vòng một của mình tròn đầy hơn. Nên là chị nào mà có vòng một hơi khiêm tốn nhẹ thì mình không ngại việc mặc đầm hơi khoét cổ như thế này các chị nhá. Tại vì điểm nhấn của đầm này đã làm cho vòng một của mình tròn đều hơn rất là nhiều rồi. Tay cho hoài thì sẽ là tay dáng bồng các chị mình nha. Tay dáng bồng và em này sẽ là bo cứng không phải là bo chun. Họa tiết cho hoài thì là nền kem và hoa đỏ là xanh các chị ha. Nhìn rất là bắt mắt luôn này. Nhưng mà cũng không kém phần nhẹ nhàng và thanh lịch cho các chị em mình. Với lại là đầm thiết kế của nhà Mark lên thì đầm này sẽ là form dáng dài quá gối và em này hoài có tới tận hai màu để các chị xem đấy ạ. Bây giờ hoài sẽ giới thiệu tên màu tiếp theo nhé. Đây là cái tông màu tiếp theo để các chị mình lựa chọn đây. Đấy hai tông màu rất là đẹp. Nếu như chị nào mà thích cái tông màu kiểu như nóng hơn một xíu hoặc là nhìn nó tươi hơn một xíu thì mình có thể lựa ngay cái tông màu cam đỏ đỏ cam cam giống hoài đang mặc. Chị nào thích tươi mới nhẹ nhàng hơn một xíu mình lựa ngay tông màu xanh. Hoài thấy cái hoa xanh mà cái Cả hoa xanh kiểu như thế này cũng đẹp các chị mình ơi hoa xanh là rất là sang nha và tại vì cái mẫu này cho em á, thì nền nó sẽ là nền trắng còn đầm hoài đang mặc thì sẽ là nền kem và cái thiết kế này thì hình như là đúng rồi có mút ngược sẵn các chị mình ơi đầm này có mút ngược sẵn nha nãy giờ là hoài mặc thì hoài cũng thấy là có mút ngược sẵn rồi nhưng mà kiểu như mặc vào nó form nó y như kiểu là mình mặc uh, áo trong bên trong bình thường ấy nên là Hoài đang phân vân là không biết có phải là có mút ngực sẵn hay không. Các chị mình thấy không ạ? Nếu như mà mút ngực không xịn á thì cái form nó không có lên được đều như thế này đâu các chị ơi. Nên là mình mà thích những cái mẫu đầm có mút ngực sẵn rất là hiếm hoi của nhà Mark thì hôm nay mình sử dụng ngay cái sản phẩm AA1 nha. Và chị nào đang cần tư vấn mẫu này thì nhanh tay cảm ơn chị em Hoài này. Các chị nhà mình ơi, chơi game vẫn comment cho Hoài đó là mark livestream cộng 3 con số và tag ba năm người bạn vào xem livestream và chia sẻ livestream ở chế độ công khai ba lần comment cho em hoài nhé, các chị mình nhá comment thật nhiều đi ạ lượt chia sẻ của mình đạt cho hoài đó là 500 lượt chia sẻ thì hoài sẽ bắt đầu tặng quà à, như thường lệ là mình sẽ chơi với em trước nhưng mà hôm nay thì hoài sẽ bán sản phẩm trước tại vì sản phẩm đang rất là hot rồi cái đợt này 449 trăm bốn các chị mình nhanh tay sử và số lượng của em này siêu ít nhé tại vì là cái chương trình của nhà em là ngày hôm nay và ngày mai thì đã kết thúc rồi đấy các chị mình nên là hôm nay mình thích mẫu nào là mình phải chốt luôn ngày mai thì chưa chắc là nhà mark sẽ lên lại những cái sản phẩm này cho các chị mình được đâu ạ à. tại vì sản phẩm mỗi ngày sẽ khác nhau nha chương trình của nhà em trong tuần lễ livestream này đã gần kết thúc rồi và cái mức giá thành này sẽ hoàn toàn về giá gốc nhà em chỉ trợ giá trong một thời điểm nhất định cho các chị được thôi nên là chị nào đang quan tâm đầm của hải đăng Mặc thì phải nhanh tay chốt luôn ha Chúa ơi cái đầm này các chị mình mặc đi chơi cũng được đi làm cũng được mà hoài thấy thiết kế nhẹ nhàng rất là thanh lịch cho các chị luôn Phong dài thì chị nào có khuyết điểm cho hoài đó là về phần bắp chân này hoặc là về phần đầu gối thì mình có thể che khuyết điểm hoàn toàn luôn nha mặc đi làm cũng được mặc đi chơi cũng được tại vì phong ngắn thì nhiều lúc các chị nhà mình sợ là kén tuổi này kén ví dụ như kiểu là kén dáng người nhưng mà em này phong dài mà không phải là quá dài dài vừa phải thôi thì uh, mặc rất là thích nha vải chất liệu chị em sẽ là cô tông lụa các chị ha nãy giờ quên giới thiệu chất vải này em này sẽ là cô tông lụa và đầm lên hai lớp giúp em nhanh tay có mân aa một kèm thoại Dạng đầm này em đang có đầy đủ size nha chị yêu ơi. Đầm hoài đang có đầy đủ cho mình là 3 size S, M, L, có nghĩa là 60 cân đổ lại mình mặc đẹp. Size S cho em đó là dưới eo 65 các chị nhá. Size S dưới eo 65 và tầm dưới 50 kg ạ. Size M dưới 55 kg và eo thì em dưới tầm là 70 nhá. 75 74 eo đổ lại thì sẽ mặc cho hoài size L và cân nặng của mình sẽ tầm là 60 cân đổ lại này. Nói chung là tùy vào chiều cao và cân nặng của các chị nhà mình. Nên là chị yêu nào mà quan tâm mẫu này mình có thể comment cho đó là AA1 dấu cách số điện thoại kèm cân nặng chiều cao này số đo 3 vòng thì nhà mát sẽ tư vấn cho mình kỹ hơn và nhanh hơn nha. Hoài sẽ ưu tiên những chị nào có để thông tin đầy đủ này, mình sẽ được chốt đơn trước và sẽ được giữ đơn trước tại vì là nếu như mà bây giờ mà nhắn tin tư vấn thì nó hơi lâu một xíu nên là chị nào mà có thông tin dễ được tư vấn hơn nhá thì sẽ được ưu tiên trước nha và nhớ là chia sẻ livestream để mình là những chị đầu tiên sở hữu ngay chiếc đầm này. Đầm này bình thường nhà em có giá gốc là gần 700 000 các chị ơi thêm 5k nữa là 700 000 rồi. Nhưng hôm nay sở hữu đầm này chỉ có cho Hoài là 449 ngàn nha rồi ok các chị nhà mình ơi bây giờ thì hoài sẽ dành vài phút để vừa bán sản phẩm và vừa giao lưu với các chị mình nha rồi hoài đang thấy comment của chị yêu này các chị nhà mình ơi bây giờ là mình cần tư vấn mẫu này thì mình cứ comment còn nếu như mình muốn chơi game mình vẫn cứ chơi game nhé chị vương ngọc hoài thấy chị vương ngọc là chưa có hiện lên người đã chia sẻ đâu chị vương ngọc ơi chưa hiện đã chia sẻ này rồi chưa có comment đúng pháp giúp em nha comment đúng cú pháp giúp hoài đó là mark livestream kèm cho em hoài đó là ba con số và tác năm người bạn vào xem livestream chia sẻ live stream nhá. a à, 9 NH vân đầm trong bộ sưu tập mới à, các chị em mình. Đầm này thì uh, cũng là một trong những sản phẩm trong bộ sưu tập mới nhất của nhà em đây các chị mình. Nhưng mà hôm nay Hoài còn rất là nhiều đầm phía sau nha. Nên là ví dụ như nếu như đầm này mình chưa có ưng ý thì chờ vài một xíu đi ạ. Xíu Hoài còn rất là nhiều mẫu đầm nữa. Hôm nay có cả chân váy, có cả set. Rồi em đang thấy có một cái set rất là xinh các chị mình ạ. Hôm nay có chị nào mà hóng set kiểu như là một set bộ mà đi cùng nhau ấy thì mình nhớ ở trong live stream cùng Hoài nha. Rồi mark live stream Hoài đang thấy chị tô hờ chung này mình comment nhưng mà chưa có hiện lên người đã chia sẻ chị yêu ơi chị nh vân nếu như mà mình mình chưa có mua được sản phẩm ưng ý thì mình có thể chơi với game cùng mát đi ạ đây món quà đầu like cùng em thời điểm hiện tại thì các chị nhà mình có thể là ở nhà nhiều hơn, ít đi làm hơn hoặc là mình chưa có nhu cầu để mặc sản phẩm nhiều nhưng mà hoài khuyên thật là trong thời điểm hiện tại là những thời điểm mà tất cả các shop luôn chúc phải mỗi nhà mát đoạn nhưng mà nhà mát thì sẽ có chương trình khác nhau và sản phẩm của mát thì sẽ khác nha à, thì đều có cái mức giá giảm rất là mạnh cho các chị nhà mình để hỗ trợ mình trong cái thời điểm hiện tại à, tại vì là thời điểm này thì cũng hơi nhạy cảm xíu các chị ha nhưng mà sau cái thời gian này chắc chắn các chị mình sẽ cần phải mặc đến và sau cái thời điểm này thì hoài nghĩ là những cái sản phẩm cao cấp của mác như thế này cũng không bao giờ có mức giá sale. Tại vì chị nào mà theo dõi nhà mác từ trước giờ rồi nhà em bán hàng đã rất là lâu rồi các chị mình ha và cái thợ, uh, cửa hàng của nhà em trên toàn quốc cũng đã hơn 20 chi nhánh rồi. thì nếu như mà chị nào đã theo dõi nhà mác từ trước đến giờ thì cũng biết là nhà em ít khi có mức giá sale ở trên sản phẩm. Đấy, tại vì giá nhà em là hàng thiết kế này hàng thiết kế độc quyền và chỉ có nhà em tự lên thiết kế và tự may lên thôi thì đa phần là ở trên thương, kiểu như là trên thị trường sẽ không có chất vải giống và mẫu mã giống y như thế này được. Thì nhà em không có mức giá giảm ở trên sản phẩm nhưng mà hiện tại nhà mắc đang có cái chương trình giảm tới 70 phần và hôm nay ở trong livestream thì Hoài còn có những cái sản phẩm đó là giảm giá trực tiếp cho các chị mình chỉ còn cho em Hoài tầm là 86.000 thôi các chị nhà mình có hóng sản phẩm 86.000 đúng không ạ Nếu như mình đang hóng sản phẩm 86.000 thì mình nhớ ở livestream cùng Hoài nhá Dạ đây chị yêu ơi mình muốn xem form phía sau đúng không ạ Để Hoài quay form phía sau mình xem nha phía sau sẽ kết hợp cho Hoài đó là dây kéo khóa giọt nước các chị nhà mình hát form này thì cổ không quá hở nha nhiều chị comment kêu là đầm đẹp quá mà sợ cổ hơi rộng. Thực ra thì cổ này cũng hổng rộng đó các chị ơi. Hoài thấy là cái form cổ như hoài đang mặc là vừa phải nha. Thiết kế như thế này là vừa đẹp rồi. Tại vì thực ra nếu mà đầm hoa mà kín quá thì nó lại kiểu như không có phù hợp đấy các chị nhà mình. Nhạc mắc đã đông đo và kiểu như là uh, lên thiết kế rất là chuẩn cho cái phong đầm làm sao để tôn lên vẻ đẹp hết của các chị mình này. Nhưng mà không có bị hở nha. Nhà em là ít khi mà lên hàng hở lắm các chị mình. ơi gọi là lên vừa phải thôi. Hở hở xương xương thôi chứ không bao giờ làm hở quá nhá. Nên là các chị nhà mình cũng biết là thời trang như em là thời trang thanh lịch mà. Nên là mình không có ngại việc là lâu lâu mình à, mặc hơi hở hững nhẹ một xíu à, để kiểu như là cảm giác mình nữ tính hơn thôi chứ cũng không có bị hở nhiều nên các chị nhà mình không lo. Tại vì vòng một của Hoài thì khá là đầy nhá. Rồi các chị yêu ơi, à, mẫu này cho em có size B không? Có size B nha chị yêu nhá. Đầm Hoài đang mặc có 3 size S, M, L cho hai màu luôn đấy ạ. Nếu như chị yêu quan tâm mẫu này mình có thể comment ngay cho em đó là AA1 kèm ngoại với mức giá 695 giảm trực tiếp còn 449. Ngàn. Sau đó thì Hoài sẽ sẽ có các bạn nhà mình tư vấn size cho mình nha chị yêu ha sẽ có các bạn nhân viên nhém em tư vấn size cho mình đấy ạ mẫu này thì hoài sẽ chỉ chốt cho mình tầm 5 phút nữa thôi các chị mình nhá 5 phút nữa thôi là hoài sẽ tiếp tục qua mẫu nên là các chị nhà mình sẽ có 5 phút để chốt cái mẫu đầm này à, trong đó các chị nhà mình mới vào livestream phía sau thì hoài sẽ giới thiệu lại cái chương trình mini game ơi cái đầm này nhìn là muốn mặc lên luôn các chị nhà mình đầm này xinh lắm hôm bữa hoài có được mặc một lần cái mã sản phẩm này rồi em đầm này có mức giá gốc cho hoài là bốn trăm bốn thì hôm nay em sẽ mang cái món quà đầm vàng này tặng các chị nhà mình với mức giá không đồng với cái cú pháp các chị comment giúp em đó là mark livestream kèm chia sẻ uh, kèm các bang năm người bạn vào xem livestream và comment đúng ba con số giúp hoài nha uh, sau đó thì mình sẽ chia sẻ livestream và kèm thêm đó là cái cấp dần đó là à, uh, mark fashion các chị mình nhắc mark fashion vn các chị ha uh, để là kiểu như là đủ đúng cái thể lệ chơi của nhà em thì sau khi mà các chị cho mình chia sẻ đủ 500 lượt chia sẻ thì hoài sẽ lướt chọn kiểu như là lướt số ngẫu nhiên các chị mình trúng con số nào mà chị nào có comment trùng với con số đó thì mình sẽ được nhận quà nha Nên là thực ra hôm nay chơi game như thế này công bằng các chị ạ game hoài thấy chơi kiểu này là công bằng hơn tại vì nếu như mà mình đã comment thì chắc chắn là mình sẽ chung nhá là mình cố gắng mình tương tác cùng hoài thật nhiều ha rồi <laughs> chị ầm những cái mẫu đầm này xinh này các chị nhà mình hoài thấy tác bạn vào xem rất là nhiều hôm nay mình nhớ tác bạn vào xem cùng hoài nha tại vì sản phẩm đầu like là hoài lên một cái em sản phẩm đầm best seller nhưng mà mức giá sale rất rất là mềm luôn cái mẫu đầm này gọi là mẫu đầm hoài chiên đầu like nhưng mà phía sau còn những cái sản phẩm mềm hơn như thế này nữa nhưng mà hoài nói phía sau là những cái sản phẩm đa phần là lẻ sai này rồi là ví dụ như sản phẩm số lượng còn rất là ít nên các chị mình không rời khỏi livestream nhá. nếu như mà mình khó, rời khỏi livestream mất thì em thấy rất là tiếc. đây nếu như các chị mình muốn xem chất liệu gần đúng ạ, hoài dơ chất liệu gần các chị mình xem nhá. đây ạ, à, em này là mẫu lụa các chị ơi, nó sẽ có độ bóng nhẹ giúp em hoài nha. nhưng mà không có bóng nhiều đâu ạ. À. đây là chất liệu để gần các chị xem này, màu xanh như hoài đang cầm rất là đẹp luôn. và màu hoài đang mặc sẽ là màu be phổi hoa đỏ các chị nhá. rất là sang ạ. À. các chị nhà mình vào livestream nhiều thì cố gắng mình comment tương tác cùng hoài thật nhiều. để hoài xem lượt chia sẻ các chị nhà mình là bao nhiêu nào nếu như lượt chia sẻ đủ là tặng quà luôn. còn không nữa thì em Hoài sẽ chắc là để như qua mẫu thì sau đó Hoài sẽ tiếp tục chơi game với các chị mình khi nào mà được chia sẻ đủ nha. Hôm nay là các chị mình nhớ là tương tác của em thật nhiều tại vì quà nhiều lắm. Hôm nay công ty đưa quà chị em Hoài rất là nhiều thì Hoài cũng muốn tặng hết các chị mình ở trong livestream thôi chứ cũng không có đem quà về nha quà đã đem ra để tặng là sẽ tặng hết một like chim như thế này nhà mắc tặng ít nhất cho các chị ở mình đó là 4 đến 5 món quà lợi các chị ha nên là mình cố gắng tương tác cùng em thật nhiều rồi lượt chia sẻ mình đang là 250 trăm lượt chia sẻ rồi vậy là mình cũng chỉ còn một nửa thôi các chị ơi một nửa lượt chia sẻ cuối cùng thôi ạ à. Cứ tiếp tục comment giúp em đi Trời ơi, hôm qua hôm trước chứ không kia Hoài lai like là những chị nào comment tương tác nhiều này Rồi là comment chia sẻ nhiều là đều chúng quà hết Tại vì thật sự nhà mắt cũng rất là công bằng các chị nhá. Chị nào tương tác nhiều chia sẻ nhiều Nhiều lúc là không cần nước chúng hoài cũng sẽ tặng riêng mình một món quà luôn Nên là cứ chia sẻ cho em nhá Chia sẻ không có bao giờ mà kiểu như thiệt thòi đối với nhà mắt đâu Tại vì nhà em á trời ơi, sếp xịn giò lắm Sếp rất là thích lượt chia sẻ các chị mình ạ thì chỉ cần chia sẻ cao thì quà bao nhiêu cũng tặng nhá rồi ok bây giờ thì hoài sẽ dành một phút để giới thiệu luôn sản phẩm của hoài đang mặc và sau đó em hoài sẽ qua mẫu mới các chị nhá một phút để em giới thiệu lại sản phẩm của hoài đang mặc này Sản phẩm đầm của Hoài đang mặc lên ngay mã sản phẩm cho Hoài sẽ là AA1 nhé. Hôm nay mình sẽ được free ship sản phẩm khi mua từ 300 ngàn. Có nghĩa là đầm Hoài đang mặc có mức giá giảm là 449 ngàn thì các chị mình chắc chắn sẽ được free ship rồi đấy ạ. 449 ngàn đầm này mình sẽ được free ship và chỉ cần thanh toán mức giá đơn hàng cho Hoài thôi nha. Cú pháp của mình sẽ là AA1 kèm số hoài Size số em có 3 size đầy đủ cho mình cho hai tông màu luôn. Đỏ và màu xanh các chị mình nhớ. Size S, size M, size L cho Hoài ạ. À. 60 cân đổ là mình mặc đẹp này. Chị nào không chắc mình mặc size nào cứ comment cho em đó là mã sản phẩm kèm số ngoại, kèm cân nặng chiều cao và số đo ba vòng là được nha. Nhà em sẽ free đổi hàng cho các chị mình trong vòng đó là 7 ngày các chị mình nhớ nên là mình cố gắng là mình tương tác cùng em thật nhiều này trong vòng bảy ngày sẽ free đổi hàng cho các chị mình nếu như hàng có vấn đề hàng giao lộn sai hàng kiểu như là các chị nhà mình mua về mà không đúng mẫu này thì nhà em đều hỗ trợ mình đổi hết nhưng mà các chị yên tâm nhé trường hợp này rất là ít nên là nhà em luôn luôn hỗ trợ mình hết mình nên các chị mình cứ mua hàng của nhà mắc là yên tâm ha đặc biệt là nhà em sẽ hỗ trợ mình kiểm tra hàng trước khi nhận luôn đấy ạ à. rồi ok bây giờ thì các chị nhà mình này chị nào còn quan tâm đầm này cứ comment và hoài sẽ tiếp tục qua mẫu nha rồi chị à, chị trang ht một chị fan cứng của nhà 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 mát đây trời ơi, ngày nào cũng thấy chị yêu con mà rất là nhiệt tình nhưng mà hình như hôm bữa là chị trang ht mới chúng quà rồi đấy ạ à, hôm nay chị trang ht ơi có thể là hỗ trợ hoài thật nhiều nha tương tác cùng hoài thật nhiều đi ạ tại vì sao mình đã nhận quà của của mát rồi thì khả năng là hôm nay mình nhận được nữa thì sao các chị ha biết đâu được các chị và mình nên là mình cứ tương tác cùng em thật nhiều với lại là cứ là fan cứng của nhà mát điện chắc chắn sẽ có quà riêng cho các chị mình nha Bây giờ thì chắc Hoài sẽ mời Như tiếp tục qua mẫu này Sau đó Hoài sẽ lên một mã sản phẩm tiếp theo Đừng quên là chương trình mini game của Mark vẫn đang diễn ra đấy ạ Chỉ cần cho Hoài 200 lượt chia sẻ nữa thôi Là Hoài đã được quyền là lướt tặng các chị mình rồi Bây giờ thì Hoài sẽ tiếp tục qua mẫu nhé Dạ rồi Chị Hoài mới lên cho mọi người là một chiếc váy để mà đi chơi, đi dạo ha Thậm chí là mình cũng có thể đi tiệc với chiếc váy đó luôn Còn bây giờ nè, em Như sẽ dành khoảng tầm là 30 giây để em trao đổi lại cái lượt chia sẻ hay là cái thể lời chơi game Có chị yêu nào mình mới vào like mà mình chưa biết cái thể lời chơi game không Hay là mình có cái điều gì muốn tâm tình với em như không Mình comment bên dưới để em tương tác với cái chuyện xíu nè Không thấy cái chị hỏi dễ trơn cho nên nó lấy gì đâu mà tương tác đúng không kệ nhà? Thôi bây giờ như thế này nha Em sẽ nói lại cái thể lệ chơi game cho cái chị nào mình mới vào sau á mình nghe lại giúp em như nha là ngày hôm nay bên em sẽ có một cái phần mềm quay số trúng thưởng thành ra cái chị vào mình xem like mình comment cho em là max phát là max live stream mac live stream kèm cho em ba con số như mọi người ở một chữ số có ba con số có nghĩa là từ 001 cho đến là 999 mọi người thích con số nào trong những cái con số đó thì mọi người comment giúp cho em nha và tan cho em ít nhất là tầm 5 người bạn vào giúp em chia sẻ ở chế độ công khai vào các hội nhóm hay là trang cá nhân ít nhất là 3 đến 5 lần giúp em như nhá và ngày hôm nay với những cái món quà em cực kỳ bảo đảm với người là siêu xịn sò tại vì sao ngày hôm nay mà em nói với mọi người là em like luôn mà không có chơi game thì uh, hôm nay rất là nhiều sản phẩm đẹp mà để mà chơi game thì nó tốn rất là nhiều thời gian của chị em mình mà chơi game thì nó tốn thời gian như vậy là lên ít sản phẩm lắm có nhiều chị muốn mua hàng thì thôi bây giờ là thể lệ chơi game đã như vậy rồi chừng nào đủ 500 lượt chia sẻ thì em sẽ uh, tiếp tục tặng quà còn bây giờ em thấy cái lượt view mình đang lên em như thấy cái lượt view của các chị đang lên mình vào like mình chơi game mình chấm mài mình tương tác giúp em nè ví dụ như là hỏi bé như ăn cơm chưa nè em như là bữa nay ăn cơm với gì có rau củ quả gì không kiểu vậy đúng không cả nhà tương tác lên cho nó vui ha còn bây giờ nè nãy giờ các chị nào mà mong chờ cái xét công sở của em không cái xét này em nói thật sự cái chị nha chị nào mà dân văn phòng công sở của em như đâu đừng bỏ lỡ qua cái set này nha riêng về cái set này em báo giá là cái gì chốt liền một chiếc em áo sơ mi hàng lụa cao cấp với một cái mẫu chân váy mà chất vải mà kiểu như là nó như là chất mà tơ tơ mà tơ ánh á các chị tơ sọc á tơ mà tơ này là hãy may hai lớp cho mình luôn nha cái này nó dài chứ không phải là kiểu như là tơ mỏng không phải như chất vôn nha mọi người yên tâm dùm cho em bây giờ em báo mã báo giá mình chốt liền cho em nha tại vì sai số còn rất là ít riêng về cái set này các chị tách lẻ ra các chị mặc tại thì lúc nãy em định là phối cái chân váy này với một cái áo kiểu để mà các chị có thể đi chơi đi tiệc là xịn sò bao sang chảnh luôn các chị biết sao riêng cái mẫu váy này bây giờ các chị mua ở ngoài á ở ngoài không hàng thiết kế là sáu bảy trăm ngàn là chuyện bình thường còn đến ngày hôm nay nhà mát lên cho chị là giá là hú hồn liền rồi lên mã luôn nha cả nhà nha mã sản phẩm áo là mã AA2 dùm em như AA2 này với chiếc áo thần thánh giá gốc là 355 trăm năm ngàn ngày hôm nay sập sàn với cái chị yêu nhà mình còn 249 nghìn à, áo này thì em sơ mi nha là em chỉ còn có hai size M với L thôi ha mờ l thôi nha cả nhà áo này em có màu á chị yêu nè mình đang xem like chốt luôn kem cái áo này mã AA2 giùm em em chào chị thanh trúc nè chào chị uh, nhung trương đó các chị yêu quá quen thuộc rồi em đọc cái tên em ngó qua một cái là em biết là các chị yêu quá quen thuộc rồi ngày nào vào like cũng thấy các chị yêu ở trong lá trơn á rồi a hai hai trăm bốn chín nghìn còn với mẫu chung váy này là mã a 3 ba giùm em a a ba giá gốc là bốn trăm năm mươi là cái giá đã nói chung là đã mềm rồi các chị tại vì bây giờ cái mẫu này này, may hai lớp nha mà cái chất liệu mà tơ nó tơ là sọc 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 luôn mọi người sẽ thấy được cái từng cái số vải luôn rất là đẹp Bây giờ thị trường lên cái váy này em không còn biết bao nhiêu Nhưng mà các chị chỉ cần biết là đến với nhà máy Cái váy này là một cái váy rất giá cực kỳ mềm Chị yêu nào sở hữu nha Là rất là đã luôn Tại vì 445 000 là cái giá gốc thôi nha Còn cái giá sale là bao nhiêu cả nhà 299 nghìn Ôi mọi người ơi 299 nghìn Lúc nãy em như em mặc rồi Em ngó qua cái gương này mọi người Xuất sắc trời nhìn nó sang chảnh nó rất là đẹp Bây giờ chị nào chơi game thì mình cứ comment Còn chị nào mình mua sản phẩm cho em thì mình nhớ lên cho em mã sản phẩm kèm cho em số điện thoại Ví dụ mình lấy cho em cái áo thì mình comment cho em là AA2 kèm cho em màu và số điện thoại Riêng về mẫu này em có tới 5 tông màu lần cả nhà Cái sơ mi nha em lên phô lên gọi là em show cái sơ mi trước nha Trời ơi cái vải lụa này mọi người ơi Đẹp quá 249.000 cái chiếc áo lụa xịn sò như thế này nè Riêng và 249.000 không thể nào mà đi mua vải để mà may được cái áo này hay là thậm chí các chị có đi mua ở bất kỳ chỗ nào cũng không bao giờ có cái em em lụa mà lụa cao cấp như thế này nha cả nhà hàng lụa là đã sang rồi riêng về cái chất lụa như thế này thôi bình thường mọi người mặc áo sơ mi mà kiểu giấu quần thôi là cũng đã đủ sang chảnh rồi chứ cần chi nữa nhá chị nào em nói là sơ mi ai mặc cũng được hết từ nhỏ tới lớn từ già tới trẻ mà từ trai tới gái là ai cũng mặc sơ mi được cho nên riêng về cái mẫu sơ mi hàng lụa cao cấp như thế này mà ngày hôm nay nhà mát lên hai trăm bốn là lên liền cho em nha cái tông màu em mà đang mặc á kiểu là cái tông màu kem nha cả nhà nha. Cái tông màu da nè, tông màu da, tông màu đen giúp em, tông màu hồng với là một cái tông màu đỏ rượu. Một tông màu đỏ rượu giúp em tổng cộng 1, 2, 3, 4, 5 tông màu giúp em như là mẫu áo nha 249.000 A 2 dùm em Dạ đúng rồi cái này em có size M với L hiện tại em như đang mặc size M Tại vì sơ mi mình mặc rộng rộng xíu cũng được Các chị không cần là mình phải mặc ôm quá đâu Sơ mi mình mặc phơm phơm rộng rộng cũng được nha Mọi người không phải nhất thiết là áo ôm um body, áo thun đỡ Thì các chị mặc đúng size cũng được Còn riêng với áo thì mọi người không cần phải à, Ví dụ như các chị chỉ cần nhích lên cho em một size thôi Ví dụ các chị size S đó, các chị lấy size M mà các chị Ví dụ như là size XL, size XL thì bữa nay em không có mẫu này khoảng tầm 60 cân đổ về riêng áo thì tầm 65 60 cân còn chân váy này cái view các chị đang lên chốt đơn lẹ tại vì khi mà mọi người vào đông á là cái tỷ lệ chốt đơn rất là thấp ngày hôm nay em ưu tiên chốt đơn cho chị nào chia sẻ livestream nha ưu tiên chốt đơn cho chị nào có chia sẻ livestream tại vì cái giá ngày hôm nay em lên toàn là chất liệu cao cấp của nhà mát hết các chị mặc cái áo này 5 năm 10 năm sau các chị lấy ra cái chất liệu nó vẫn như vậy đó mới gọi là đẳng cấp đó mọi người nha rồi 249 000 là mã áo dạ đúng rồi còn chân váy của em là mã AA3 giúp em AA3 này của em có 299 nghìn nè mọi người 299 nghìn giúp em Nhu nha Chỗ riêng về mẫu chân váy này là hồi lúc nãy em nói là để cho em thêm một cái Tại vì ở nhà em chưa có màu hồng mà ngày hôm nay nhà máy có màu hồng cho các chị luôn Em ưng lắm các chị cái gì mà màu hồng 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 dễ thương á Kiểu như là tiểu thương như thế này nè em đều tạo về Mà hôm bữa em mua cái này là đã là năm trăm mọi người em mua ở ngoài á tại vì em thích những cái mẫu này lắm mặc lên nó siêu hách dáng kiểu như là mình thấp thấp người mà mặc cũng được mà mình cao cao mà mặc cũng được mà kiểu tròn tròn người ốm ốm mà mặt mặc cũng xinh nữa nó không có bị kén dáng á trời ơi mặc cái đầm này mình mua năm trăm mấy ngày hôm nay lên nhà lên like nhà máy có hai trăm mấy bảo sao mà em không lấy được 299 nghìn đó cả nhà. Cái chất của nó là kiểu như là cái tơ mà tơ sọc sọc như thế này nè mọi người. Mà cái vải này y chang như là lụa vậy đó, lụa mà kiểu lụa mềm á. Đó, đó nha hai lớp cho mình nha cả nhà nha. Và em mang là lưng thun thành ra mọi người rất là dễ mặc. Tại vì cái mẫu ở nhà của em là lưng dây kéo, nhiều khi cái chị mặc nó hơi bị rộng hay là bị chật gì đó thì mình nới rồi mình bóp lại thì nó cũng phiền đúng không? Còn riêng mẫu này các chị nhìn này lưng dây kéo ờ à, cái này là lưng thun, mặc rất là dễ chịu và thoải mái nhưng mà lên form cực kỳ sang nha. Cái kiểu nó nó sẽ có những cái đường li như thế này kiểu nó sẽ chít 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 nhẹ tạo được cái độ phòng rất là tự nhiên 299 trăm nghìn đó ngày hôm nay mà hóa đơn của các chị trên 300 trăm ngàn là nhà mát vẫn free ship bình thường nhá hóa đơn 495 trăm chín ngàn tặng thêm một cái vô trời năm mươi ngàn hóa đơn 695 trăm ngàn tặng thêm một cái vô trời 100 một trăm ngàn hóa đơn của mình 995 trăm ngàn được tặng thêm một cái vô trời 200 hai trăm ngàn và những cái vô trời này được áp dụng giảm giá trực tiếp trên tổng hóa đơn của mình luôn đó vừa được free ship vừa được tặng vô trời giảm giá vừa được tặng quà khi mình chơi game thì còn nhiều bằng đúng không? Rồi, 299.000 mẫu này em xin phép lại sẽ chốt trong vòng 2 phút thôi nha chị nào nhanh tay là có hàng. Dạ rồi em thấy đơn của các chị rồi này chị nào chưa lên đơn thì nhanh tay giùm em. Mã sản phẩm nha cho chị xem áo đỏ với như vậy đây chị. Đây chị Trang nghe môi cái áo đỏ này là của em là màu đỏ rượu á chị ơi. Màu áo này của em là màu đỏ rượu nha, thành ra mình mặc lên nó tay lắm, nó không có bị kén da màu này mặc sang lắm luôn á kiểu da ngâm mình mặc lên cũng trắng da lên kiểu nó sẽ bật tông còn da trắng thì khỏi phải bàn nha mọi người nha màu này xinh ơi là xinh hồi nãy em định phối màu đỏ nhưng mà em thấy là cái màu đỏ này mà để mọi người mà phối với màu màu trắng với màu đen thì nó sẽ hợp hơn còn với cái tông màu kem của em á thì nó cũng sẽ dễ, dễ phối đồ nhưng mà em thấy cái màu đỏ rượu như này tại vì số lượng em còn ít quá cho nên là em không có mặc màu đỏ rượu này em còn ít hơn nha mọi người nha cho nên chị nào mà lấy đỏ rượu là lấy liền cho em em có tổng cộng 5 tông màu màu đang mặc là màu kem nha màu đang cầm này là màu da nè rồi là tiếp là màu đen màu đen là khỏi phải nói các chị một cái sơ mi đen thì em nghĩ là chị em nào cũng cần phải có trong cái tủ đồ tại vì sẽ có những cái công việc mà mình cần một em sơ mi đen đi nha mọi người nha vừa thân gọn người mà tại vì các chị biết sao riêng về cái sơ mi em 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 bán nhiều rồi em cũng biết với chất liệu lụa là đa số người ta sẽ lên là cái giảm tới đâu thì giảm chứ mà ít nhất cũng phải là thẩm là ít nhất là khoảng 400.000 trở lên chứ không thể nào mà giảm sâu như vậy tại vì hàng lụa cao cấp mọi người ơi giá nó cao lắm. Mà ngày hôm nay mát giảm cho mọi người là còn có 249.000 một em như thế này thôi. Thì em nghĩ là cái chuyện nên cho em sở hữu ngay. Ví dụ các chị chưa có cái màu nào mình sở hữu thêm tại vì sơ mi mình mặc mình không có sợ là bị uh, lỗi thời hay là bị trùng lập mọi người. Mà nó cũng dễ phối đồ nữa riêng mẫu này mình phối với sơ mi mà kiểu như là quần jean nè hay là mình muốn là đi làm văn phòng của sở phối cho em cái chân váy đen công sở hay mình muốn đi chơi đi tiệc nên mình có thể phối cho em một cái chị ở chân váy tiểu thư như thế này cũng được ha cái này là em còn đủ size s m l luôn nha mọi người à, áo thì còn hai size thôi là m với l thôi còn chân váy của em là em sẽ còn là bốn size à ba size s m l nha rồi à, em thấy đơn của mình cho nên chị cứ yên tâm để lại cho em mã sản phẩm kèm số điện thoại dùm em là có đơn nha các chị nha Không cần em phải đọc tên mới có đơn đâu Dạ rồi em thấy mọi người vẫn đang uh, chơi game rất là nhiệt tình nè nhớ chia sẻ like giùm em nha còn chị yêu nào mà chưa chốt mẫu này không nè chị yêu nào chưa chốt mẫu này lên cho em là hát ở a ba nha a ba là mã trong váy a a hai là mã áo cho em trời ơi, xinh quá mọi người hay là các chị muốn em lên mẫu nào trước mọi người có thể comment bên dưới luôn em chiều ý các chị từ a tới z luôn các chị muốn em sao chiều tới cho các chị luôn nha mọi người nha cho nên mình nhanh tay mình để lại cho em một cái comment 200 lượt chia sẻ nữa để em kiểm, kiểm tra Rồi đủ 200 lượt chia sẻ nữa chưa mọi người ơi Hiện tại là 296 lượt chia sẻ rồi Chỉ cần là 200 lượt chia sẻ luôn Tặng quà luôn Tặng quà là mọi người mới hứng khởi mọi người ơi Thiệt sự chắc là mấy chị chưa ăn cơm đúng không Em cũng chưa ăn cơm nhưng mà em lúc nào năng lượng em nó cũng, cũng tràn trề hết các chị Rồi nhanh, nhanh tay nha mọi người nha Số lượng không có nhiều nè Với áo 100 ngàn <laughs> ok Rồi, ơi mọi người đừng có mà quảng cáo nữa nha <laughs> rồi bây giờ này chị yêu nào lấy cái áo A2 Dạ đúng rồi A2 của em là năm màu á chị Chị lấy mấy màu cũng được Chỉ cần hóa đơn của mình mà trên 300 ngàn là em đã free ship rồi Còn hóa đơn mà 495 ngàn là em đã tặng được cho mình một cái vô trời 50 ngàn nữa Vừa free ship vừa được tặng vô trời. Rồi bây giờ này 200 lượt chia sẻ nữa giúp em như em như tặng quay số trúng thưởng đó mọi người ơi Em quay số trúng thưởng luôn nha Váy xinh vá đúng rồi chị Trang Ngọc ơi Cái váy này thì khỏi phải nói em như đã xin phép là lấy cho em một cái màu hồng rồi đó Còn cái chị là lấy màu nào thì em chưa biết nha Cái này các chị lấy nhanh dùm em nha mọi người nha Rồi áo là AA2 Chân váy là AA3 Có chị nào mình đặt hàng mình nhanh tay dùm em đưa em đưa lại màu của trong váy luôn Rồi em xem lượt kiểm tra lại như thế nào Rồi tiếp tục em qua mẫu sản phẩm ngày hôm nay em lên nhiều mẫu đẹp lắm Mọi người tương tác lên dùm em như nha Ngày hôm nay mọi người tương tác lên giùm em nha mọi người nha, chia sẻ lại giúp em. Mọi người có bị ẩn comment hay là mọi người có chị nào mà nãy giờ comment nhiều mà em không thấy không ta? Sợ comment nhiều mà em như không thấy là mọi người buồn cái mọi người đi ra á. Rồi để em đọc thử. Đúng không mọi người, áo là A2 nha. Cái sơ mi này là vải lụa chị mặc mát lắm Nó không có bị nóng đâu nó yên tâm nhầm em Riêng về cái mùa này là mùa hè hay là ở bất kỳ chỗ nào Miền Đông hoặc là miền Nam hay là miền Bắc, miền Trung gì đều là mùa hè hết Thành ra là chỗ nào cũng nóng Nhà mát phải lên những cái sản phẩm nào nó phù hợp với cái thời tiết Thời trang là phải phan luôn thời tiết nha Các chị yên tâm dùm em nha 100, à, 249 nghìn là cái áo sơ mi Giá vải này là vải lụa yên tâm chốt đơn nhà em ồ cái lụa này nó mềm mà kiểu như là không có bị nhăn luôn mọi người nha, không hề bị nhăn. Các chị mặc xong các chị cứ giặt xong cái chị phơi lên à, móc lên cho tủ đồ của em đừng có mà kiểu như không cần phải ủi phải là trước khi mà mình đi luôn tiết kiệm thời gian của chị em mình với lại cũng lười cái chị ha chứ em việc mấy vụ này em lười lắm cái chị rồi bây giờ chị yêu nào chưa chốt này rồi em thấy đơn của các chị á chị yêu nào mình chưa chốt mình lên nhanh sản phẩm giùm em nha đặt hàng chỉ cần cho em nè mã sản phẩm kèm số điện thoại giùm em là có đơn Ngày hôm nay nhiều mẫu sinh quá. AA2 nè em thấy đơn của các chị nè mà kiểu như là nó bị ẩn comment đó các chị. Thành ra em không có thấy được cái đơn, em phải đọc lại cái comment của bên nhà mát trả lời. Em thấy chị Mỹ Linh nha, em thấy chị từ đầu like tới giờ luôn ở đó chị <laughs> Thấy chị rất rõ ràng luôn, từng chi tiết một Chỉ có điều là cái chị có thấy em like không mọi người ơi Mọi người có thấy em like không mọi người Thấy em like cho em xin cái chấm nha Thôi bây giờ cho em xin cái chấm đây hiện tại là hơn 200 chị đang trong like Nhưng mà em thấy mọi người á, vẫn đang rất là thờ ơ với em rất là thờ ơ với những cái sản phẩm của nhà mát lên ngày hôm nay. Em mong muốn mọi người cho em xin một cái tim đi mọi người ơi. Cho em xin một cái tim em chuyển qua mẫu nữa. Chứ không em đứng hoài em không ra luôn á. Em cho chị Hoài là đi ngủ luôn. Rồi bây giờ này chị yêu nào mà chốt đơn nhanh tay. Rồi bây giờ chuẩn bị qua mẫu luôn để em xem là lượt chia sẻ của mình bao nhiêu like rồi. Bao nhiêu chia sẻ rồi. Hiện tại là 306 lượt chia sẻ mọi người ơi. Khoảng 140, 90 mấy nữa lượt chia sẻ. Nhìn qua cứ tưởng Ninh Dương Lan Ngọc. Mắc cỡ dễ yes sợ <laughs> Em ngại quá mọi người Cảm ơn uh, tình yêu thắm phạm nha Dễ thương quá à Thả tim rồi nữa chứ Vậy sao like được Em hay bị mất cỡ lắm Mà mỗi lần em mất cỡ lại em không làm được dễ trơn á mọi người Thôi bây giờ chốt đơn nè Ui vẫn thấy đơn á Mà kiểu như một hồi nó mới nhảy lên đó cái chị cho nên mình yên tâm nha Mình đừng có lo lắng về cái đơn của mình sẽ bị trôi dạt Chỉ cần có mã các sản phẩm là đầy đủ thông tin giúp em là sẽ có đơn Rồi bây giờ em như xin phép qua mẫu Còn cái chân váy này các chị nào mà chưa có màu hồng là nên tạo luyện cho em như là có em em này rồi đó Rồi màu vàng cái nữa nó màu kem, màu nu với lại màu hồng giùm em nha 299.000 một em váy chân váy như thế này Ủa mặt siêu hết dáng á các chị 1m6 mà mặt cái này lên như 1m7 1 mét 7 mặc lên như 1 mét 8 Em như đảm bảo 1 mét 50 mặc lên như 1 mét 6 Siêu hắt dáng nha Rồi bao nhiêu khuyết điểm là che hết từ A tới Z luôn nha các chị yêu nhà mình ha Rồi 299 nghìn rồi số lượng còn ít em như đi vô luôn Em đứng đây hoài là hết hàng Không có hàng để mà chốt nha <laughs> Em chào chị Mai Thư nha Rồi em qua mẫu nha Em cảm ơn chị Thanh Trúc nha Rồi qua luôn nha cả nhà ha rồi, ok bây giờ thì Hoài sẽ qua một mẫu tiếp theo để các chị mình săn nhá Một mẫu set rất là dễ thương đúng các chị mình ơi Nãy giờ thì lên set cũng khá là nhiều này, lên váy cũng có rồi Nhưng mà các chị nhà mình đừng quên là chương trình mini game của nhà Mark vẫn đang diễn ra nha Các chị nhà mình bây giờ Hoài sẽ kiểm tra lượt chia sẻ các chị thêm một lần Thì sau đó Hoài sẽ bắt đầu là bàn sản phẩm trước Còn nếu như lượt chia sẻ của mình hôm nay ok rồi thì Hoài sẽ bắt đầu lướt tặng mini game luôn Chị nào mà đang có nhu cầu mua hàng mình vẫn cứ mua hàng này Chị nào có nhu cầu chơi mini game mình vẫn chơi mini game cùng nhà Mark nhá Rồi ok 308 lượt chia sẻ với chị yêu ơi Hoài vẫn đang thiếu 200 lượt chia sẻ đấy ạ nên là mình cố gắng mình chia sẻ cùng mát thật nhiều các chị yêu hà. Rồi bây giờ không để các chị nhà mình phải chờ lâu Thì Hoài sẽ giới thiệu luôn cái sản phẩm của Hoài đang mặc nhá Em này thì sẽ bao gồm một set cho em Hoài là hai món Nhưng mà em này là Hoài tự phối các chị mình nhá Thực ra thì cũng phải là Hoài tự phối mà lấy bên mát phối à, Thì cái mẫu này cho em á là một set hai món Bao gồm một áo với một chân váy và em bán cả nguyên set và bán rời luôn Thì đầu tiên Hoài sẽ dành thời gian để giới thiệu trước mặt áo này áo này hoài có tới hai màu để các chị mình săn nhá. Áo này hoài có hai màu để các chị săn với chất liệu cho em là lụa cát thì mã sản phẩm của em này sẽ là AA4 các chị mình nhá. AA4 kèm thoại cho em hoài với mức giá đó là 355 000 À, cái này là 395 ngàn Giảm trực tiếp còn 249 ngàn ạ à. 395 giảm trực tiếp còn 249 ngàn Mẫu áo của Hoài đang cầm Với thiết kế là cổ vét này có hai túi thật hai bên Chất liệu cho em Hoài kiểu dạng lụa cát Các chị rất là đẹp luôn, không có sợ mỏng nha Họa tiết trẻ em Hoài thì sẽ là kiểu dạng vân rất là sang Em này có màu xanh và màu be này Còn chân váy của em đang mặc thì chỉ có duy nhất một màu thôi các chị nha Chân váy của Hoài đang mặc lên ngay mã AA5 kèm rồi Kèm okay, số thoại với mức giá đó là 455.000, giảm trực tiếp còn 249.000 đấy ạ. À. AA4 là má áo, 249.000. AA5 là mẫu chân váy cũng là 249 000 luôn. Tính năng nguyên cảnh hôm nay các chị nhà mình mua hóng đến 500 000 các chị ơi. Lên giá cho em Hoài chỉ có là 490 000 nguyên set thôi các chị mình nhá. À 498 000 trước. Các chị nhà mình thích mẫu này là mình phải chốt ngay cho em bằng cách đó là lên cú pháp này, mã sản phẩm dấu cách, số điện thoại cho Hoài trên cùng dòng comment. Chị nào muốn tư vấn kỹ hơn mình để luôn cho Hoài cân nặng chiều cao. À, cái mẫu này em đang có nguyên set là có đầy đủ size luôn chị yêu ơi. Hoài đang có đầy đủ size nha. Size S, size M, size L cho cả mẫu áo và cả mẫu chân váy luôn Có nghĩa là từ 38, 40 cân cho tới 60, 63 cân Tùy vào số đo ba vòng và tùy vào chiều cao của chị nhà mình nữa Thì các chị mình sẽ mặc đẹp trong hai mẫu này nha à, Theo em nghĩ á, đối với cái set này mình có thể là mix giống như Hoài đang mặc Không nữa thì mình có thể dùng cái áo này cho em Hoài Phối với quần khác hoặc là phối với cái mẫu chân váy khác cũng rất là sang Tại vì em áo này thì hơi thiên hướng cho Hoài đó là công sở một xíu Nhưng đặc biệt cách điệu của em này sẽ là tay ngắn và phần cổ vest Thì rất là trẻ trung và dễ mặc nha Phần cổ của mình á, thì nó sẽ không bị cao quá và cũng không có bị đứng quá giống như cổ đức tại vì cổ đức là một cái form rất là căn bản rồi thì em này nhà em làm cổ cách điệu cho các chị ở mình đối với mẫu cổ cách điệu này thì hoàng nghĩ là dễ mặc hơn và nó sẽ kiểu như là hiện đại hơn một xíu các chị mình nhắc nhìn thời trang hơn một xíu nhẹ này các chị nhà mình có thể phối cho em với quần sóc cũng được hay là kể cả là phối với chân váy dáng a chân váy bút chì hay là quần jean quần tây thì đối với mẫu áo này cũng đều rất là hợp nha còn cái chân váy của hoàng đang mặc thì lên chất liệu cho hoàng kiểu dạng là bố gân các chị mình rất là đẹp luôn trên cái mẫu chất liệu này mình sờ và mình sẽ thấy đường vân của em này và bên trong thì sợi có kèm lớp lót quần cho các chị mình nha có nghĩa là chân váy sẽ có quần bên trong luôn các chị ha em này có quần sẵn rồi nên các chị mình không sợ là ví dụ mình đi xe máy bất tiện hay là nếu như mình có ô tô thì đi quá là tiện rồi nhưng mà bình thường nhiều chị vẫn hay phân vân là mua chân váy ngắn thì đi xe máy như thế nào thì hoài khuyên thật là cái này thì mặc rất là thoải mái nha và cái vải này nó không có dễ bị tung bồng lên nữa các chị em này vải rất là dày dặn và nó có form độ xòe phía trên sẽ chiết bầu chị em hoài kết hợp cho mình phía dưới này lên tầng chị em lên bản cho em tầm 20 mươi luôn làm cho cái đầm này rất là đẹp và các chị nhà mình có thể phối với áo thun bên trên cũng được nhá hoặc là phối cho ngoài áo sơ mi bên trên đều rất là xinh chị nào mà còn quan tâm mẫu này thì nhanh tay chốt đơn cho em ạ à. chỉ sử ngay chiếc chân váy với 249 trăm ngàn và mẫu áo có mức giá cho ngoài 249 trăm ngàn thôi các chị ha cái này là do Hoài đang gắn cái mic các chị nhà mình nên là nhiều lúc nhìn cổ nó sẽ sâu hơn một xíu nha nên là nếu như mà mình sợ cổ sâu ấy thì mình có thể là mình có thể là ví dụ mình dùng kim bấm ấy mình đính lại cho em hoàn một xíu là ok tại vì cổ vét này nó không có bị sâu đâu em đang em đang để cái mic ở đây nên là hơi kéo cái cổ của hai xuống một xíu chị mình không muốn sợ cổ bị sâu nha, tại vì hoài thấy có chị nhiều chị bảo là sợ cổ bị sâu ấy, các chị mình vẫn tiếp tục comment cho em hoài đó là mark livestream kèm 3 chữ số nhé, hoài đang thấy cái lượt comment các chị vẫn đang comment liên tục luôn nên là mình thích hoặc là mình muốn mua sản phẩm hoặc là mình muốn chơi game thì mình vẫn cứ tiếp tục comment và tương tác của nhà Mark thật nhiều ạ, à, cái set này hoài quay phía sau các chị xem, thực ra cái set này á em hoài mặc hơi rộng eo một xíu nhẹ nên em hoài xin phép sẽ kẹp eo nha, nhưng mà cái form căn bản ở phía sau thì nó rất là dễ mặc luôn, tại vì là thường á em hoài mua hàng á thì đa phần lúc nào em cũng phải bóp eo hết tại vì là eo em chỉ tầm có lúc mà em không ăn là nó chỉ xuống tới 60 hoặc là dưới 60 luôn các chị. Nên là thường thì ở thị trường là eo tầm size S thì sẽ là 65. Nên là ví dụ như chị nào mà có phần eo hơi nhỏ một xíu thì chắc là mình cũng đã quen với cái việc là phải bóc đồ rồi. Tại vì là đồ thiết kế hay là đồ như thế nào thì đã chỉ có đồ may theo cái số đo của mình mới vừa y được thôi ạ. À. Nên là mình cái này mình có thể là chiết ben thêm 50k trên hoài cũng rất là ok nhá. Và nhà em sẽ hỗ trợ mình này đổi hàng trong vòng 7 ngày miễn phí các chị mình luôn nhá. Và đơn hàng hôm nay từ 300k là mình sẽ được free ship rồi. Mình mình mua nguyên cảnh của Hoài đang mặc thì mình sẽ được free ship này vải mát lắm chị yêu ơi, vải rất là mát nha, chỉ có cho em Hoài cái mẫu này cho em vải không hề nóng đâu, tại vì chân váy thì em này đã có lớp lót cô tông lụa bên trong còn mẫu áo Hoài đang mặc thì chỉ lên một lớp thôi mà một lớp thì siêu dày dặn và không có bị kiểu như là bị nóng đâu nên là các chị nhà mình mặc mùa hè cho Hoài rất là ok thời tiết hiện tại thì bây giờ kiểu như là hơi mưa, hơi nắng một xíu rất là dễ bị kiểu như uh, khó chịu nếu như mà mình mặc những sản phẩm mà nó không có uh, sao nhỉ không có mềm mại cho da các chị mình ha thì mình mặc những sản phẩm đó nó không có dễ chịu một chút nào nhưng mà đối với sản phẩm của mát thì hoài luôn đảm bảo các chị mình vải rất là đẹp luôn đây mình muốn xem gần họa tiết em dơ gần mẫu áo các chị xem nhá đây là họa tiết của mẫu áo cho em hoài cổ vết và hai cổ phía hai bên sẽ là cổ thật các chị yêu ha màu hồng của hoài đang mặc thì hoài thấy là ở ngoài nó sẽ tươi hơn ở trong like một xíu nói chung là ở trên like thì bao giờ cái màu nó cũng sẽ bị chênh lệch nhẹ tầm cho em hoài 5 đến 10% nên là nếu như chị yêu nào mà không ví dụ như muốn xem cái màu thật và màu sát cảnh nhất của sản phẩm thì cứ inbox trực tiếp cho nhà em hoặc là lên đơn trước đi ạ. Sau đó nhà em tư vấn màu và gửi bằng màu để các chị mình xem rõ hơn nha. Rồi ok Hòa đang thấy các chị lên đơn này, lên mã áo A4 nha chị yêu nhá, 249 000 váy sẽ là AA5 cũng là 249 000 luôn. Bình thường nguyên cảnh của Hoài đang mặc là sẽ tầm dao động từ là 900 000 các chị gần tới 1 triệu nhá Nhưng hôm nay các chị mình mua nguyên cảnh giảm 50% cho em Hoài chỉ còn là năm bốn trăm chín mươi tám ngàn thôi áo không thì nhiêu shop ơi chị nô no, calai ơi áo không sẽ là hai trăm bốn mươi chín ngàn áo này có mức giá gốc là ba trăm chín mươi và đang được giảm trực tiếp còn hai trăm bốn mươi chín ngàn nhá áo xíu nữa gần qua mẫu hoài sẽ xả phong áo đó các chị xem nhé cứ mỗi lần gần qua mẫu thì chắc là hoài sẽ xả phong áo đó mình xem cái phong áo nó như thế nào mặc lên rất là xinh luôn Hống cần đóng thùng cũng xinh các chị mình hoài nghĩ là mình chỉ cần mít mát cho em với một chiếc túi xinh xinh này một đôi giày nhỏ nhỏ thôi hoặc là mình có thể mang cho em hoài giày cao gót cũng được mang dép kiểu như bệt bệt như hoài đang mặc cũng rất là ok. Hồng nữa mình mang giày ba ta cũng rất là xinh nhá. mẫu này thì mình có thể là mặc đi làm, đi chơi, đi dạo phố này cà phê cùng bạn bè hoặc là mình mặc ở nhà luôn cũng được. tại vì hoài thấy cái form này nó không có quà kén người mặc, độ tuổi bao nhiêu em nghĩ mặc cũng được này. Và đặc biệt thì vải rất là mát, cực kỳ dễ chịu cho thời tiết mùa hè hiện tại luôn. là chị nào mà đang quan tâm mẫu này là mình cứ chốt luôn chị em hoài nha rồi ok em hoài đang thấy á áo chị em 249 ngàn chị yêu nhá. size M chị em 55 cân đổ lại chị yêu ơi. size M 55 cân đổ lại là mặc đẹp size S cho em Hoài sẽ là 50 cân đổ lại là mặc đẹp các chị yêu ha. Size số sẽ có các bạn nhân viên nhém em tư vấn nên hiện tại chị yêu nào mà đang thích mẫu này thì mình chốt ngay. À ok, chị muốn xem gần họa tiết Hoài Dơ gần chị xem này. Đây là họa tiết để gần giúp em nhá, rất là sang và cái tông màu rất là đẹp cho các chị mình. Đây là cái tông màu nâu các chị ha, kiểu nâu nâu bê bê. Còn cái màu Hoài đang mặc là kiểu tông màu xanh hơn một xíu nhưng mà cũng rất là sang. Chị nào mà thích cái phong cách cho em Hoài đó là nhẹ nhàng tinh tế lịch sự mình mặc chị em ngoài hai màu này đều rất là ok hai màu này đều là hai tông màu nhu và không kén dáng thì hoài kết quyết định là sẽ phối với chân váy màu hồng để giống như kiểu là tạo điểm nhấn hơn cho áo ấy tại vì cái em áo này thì màu nó khá là nhu rồi không phải là màu nổi các chị hát và cái tông màu này đã qua xử lý nên là màu rất là đẹp luôn không có kiểu như ở trên thị trường rất là ít khi mà có những cái tông màu đã qua xử lý như thế này các chị mình nha rồi uh... Mẫu này chị em hoài eo 68 chị yêu ơi eo 68 mặc trong hai tầm size M nha. Eo 68 mặc tầm size M đi ạ. Tại vì là eo 65 đổ lại thì mình sẽ mặc size S này. Eo 70 đổ lại mình sẽ mặc size M và eo tầm 75 đổ lại thì mình sẽ mặc được size L của nhà mát ha. Các chị nếu như mình muốn chút đơn nhanh chóng muốn được tư vấn nhanh chóng mình comment cho em hoài đó là mã sản phẩm kèm loại kèm cân nặng và chiều cao luôn. À, thì đúng ra thì tư vấn như thế nó sẽ chính xác hơn. Ở trên livestream thì hoài vẫn có thể tư vấn nhiệt tình cho các chị mình được nhưng mà à, nếu như mình phải để đúng cho em Hoài cái cân nặng chiều cao và kể cả là số đo ba vòng thì Hoài mới tư vấn sát sao được nhá. Tại vì các chị thấy không ạ? Một chị mà cao 1 5 đấy, cao 1 m 5 mà 45 cân là sẽ khác và một chị cao 1 m 6 45 cân là sẽ mặc size khác nhau ngay các chị nhá. Là mình để tư vấn nhiệt kiểu như là chính xác nhất này thì mình có thể để luôn cho em mã sản phẩm và số điện thoại cân nặng chiều cao sẽ có các bạn nhân viên nhà em tư vấn cho các chị mình rồi mình ngắm cái form này cho Hoài thêm tầm 3 phút nữa Hoài sẽ tiếp tục qua mẫu nha 3 phút cuối để các chị mình chốt cái set Hoài đang mặc và Hoài sẽ tiếp tục qua mẫu tại vì phía sau còn rất là nhiều các chị đừng quên là phía sau Hoài vẫn còn cái mức giá điêu khởi cực kỳ cho các chị mình chỉ từ 89 ga thôi các chị mình nhá. Và đây là món quà để Hoài kiểm tra lượt chia sẻ các chị thêm một lần này. ấy nhiều chị vào sau là chắc là chưa thấy món quà là em sẽ chuẩn bị tặng các chị mình đúng không ạ? Nhà em không hôm nay không tặng voucher, không tặng cái chân váy nữa, không tặng áo nữa mà tặng luôn một chiếc đầm rất là xịn sò các chị mình. Với mức giá gốc là 445 000 Em này là một trong những mã sản phẩm gọi là best seller của nhà Mark và bán rất là chạy các chị mình nha. Chị nào theo dõi trong tay của Mark là biết số lượng của em này rất là ít luôn và hôm nay Hoài quyết định là tặng các chị mình ở trong like. Với cái cú pháp chị em Hoài đó là comment là Mark livestream kèm với ba con chữ số này, tắt 5 người bạn vào xem livestream và nhớ chia sẻ livestream cho Hoài 3 lần lên 3 đến 5 lần lên trang cá nhân ở chế độ công khai nha. Xíu nữa Hoài sẽ dùng phần mềm Có nghĩa là chị nào có chia sẻ và có comment ba số nó sẽ vào phần mềm Và Hoài sẽ lướt tặng những chị có ba con số nhá Là mình cố gắng mình comment đúng cú pháp cho em để được vào hệ thống các chị ha Và Hoài sẽ quay ngay ở trên màn hình chính để các chị mình có thể xem được cái kiểu như là thể lệ chơi game mới của nhà em Và chắc chắn sẽ rất là công bằng với các chị mình ạ à. Là chị nào mà chưa chia sẻ thì nhanh tay chia sẻ này Tại vì như đầu target đầu like Hoài báo là chỉ cần 500 lượt chia sẻ thì Hoài sẽ bắt đầu tặng quà Nên là các chị mình cố gắng là chia sẻ cho em đúng 500 lượt nha Bây giờ Hoài sẽ kiểm tra lượt chia sẻ các chị thêm một lần nào để xem lượt chia sẻ các chị ở mình hiện tại đang là bao nhiêu cố gắng mình chia sẻ giúp mắt thật nhiều các chị hát thực ra thì chơi minh em cho vui nhưng mà cũng phải có tương tác của các chị ở mình nữa thì ngoài mới có thể tặng quà được là các chị mình cố gắng là mình chơi minh game thì mình đừng quên là mình phải chia sẻ các chị yêu hàm rồi để hoài xem kiểm tra lượt chia sẻ nào Ôi hôm hiện tại là mới có 316 rồi các chị ơi 316 Hoài vẫn còn thiếu rất là nhiều lượt chia sẻ đấy ạ Mình cố gắng chia sẻ giúp em thật nhiều nha Chia sẻ thêm giúp nhà mát với các chị ơi Mới có là 316 lượt chia sẻ thôi Rồi bây giờ hiện tại này Hiện tại là đang ở phút thứ 49 rồi Thì Hoài sẽ đứng một phút 30 giây cho mẫu này nữa Hoài sẽ xả phong áo ra và sau đó Hoài sẽ qua mẫu mới nha Là chị nào mà quan tâm mẫu này là phải chút nhanh À cái set này mix như thế nào thì được hả em à, cái mẫu này thì mình có thể mix cho ông Hoài này áo với quần khác cũng được tại vì cái em áo này thiên hướng nó hơi kiểu công sở và kiểu cổ điển một xíu ấy. À, thiết kế chị em hoài thì em này cổ vest thì là phong cách điệu hiện đại nhưng mà cái form này thì nó không phải là quá cách điệu quá nên là các chị nhà mình vẫn là theo cái phong cách lịch sự kín đáo nên là mình có thể phối cho em hoài với là quần cũng được nhạc phối với chân váy giống hoài đang mặc cũng được dễ phối đúng không chị ơi nhưng mà đối với cái mẫu áo của hoài đang mặc thì hoài nghĩ là để mà trẻ trung hơn thì mình có thể phối với áo thun này hoặc là áo dây hoặc là kể cả là những cái mẫu áo tay bồng ở phía trên các chị với cái chân váy hoài đang mặc sẽ rất là đẹp nha tại vì cái chân váy của em đang mặc nó hơi theo thiên hướng tiểu thư một xíu màu hồng rất là ngọt ngào và cực kỳ công chúa luôn đấy ạ nên chị nào mà thích set này là mình cứ chốt luôn chị em với cú pháp đó là AA4 249 ngàn cho mà áo này AA5 à, cho mã trên váy cũng là 249 000 luôn và Hoài đang có đầy đủ size nha. Đây Hoài sẽ xoay một vòng nữa để các chị ngắm form và Hoài sẽ xả phong áo ra và sau đó em sẽ tiếp tục qua mẫu nha các chị nhá. Cái sản phẩm hôm nay là một trong những sản phẩm gọi là best seller của nhà Mark luôn. Là mình thích mẫu này là mình chốt luôn. Bây giờ thì Hoài sẽ xả phong áo là các chị xem nha. Chờ em cho em Hoài xin một phút nha các chị mình ha. <laughs> xin xin lỗi, díu chứ lỡ xin không không đủ một phút các chị mình mắng vốn sao các chị ha đây em hoài sẽ xả phong áo các chị thấy không ạ cái cái form áo của hoài đang mặc các học có cần đóng thùng cũng đẹp nha tại vì cái form này là form vật ngang không phải form vật bầu nhưng mà các chị mình có thể dùng bộ áo này hoài nghĩ là phối với chân váy dập ly cũng rất là sang đấy ạ với mức giá áo chỉ có 249 trăm bốn thôi mặc kiểu này thì nó hơi theo thiên hướng là kiểu công chúa tiểu thư một xíu nữa các chị mình nhìn rất là baby nha nên là chị nào thích mặc kiểu này hoài nghĩ cũng được cũng không nhất thiết là phải đóng thùng vào nhưng mà đóng thùng vào thì nó sẽ có một cái nét đẹp riêng và mình thả ra thì nó cũng sẽ có nét đẹp riêng và không có hề bị xấu nhá rồi ok bây giờ thì chắc là hoài sẽ để như tiếp tục qua mẫu này hôm nay là rất là nhiều cái concept ở trong livestream và để các chị mình đi chơi đi làm rất là nhiều để các chị chờ em một xíu bây giờ mình sẽ qua mẫu mới nhá rồi em như xin phép qua tiếp một mẫu sản phẩm ui lúc nãy mà ở ngoài á em như mặc cái sản phẩm này lên đó các chị em thấy cực kỳ đẹp luôn tại vì các chị biết không một cái trong váy màu xanh mà kiểu như là cái form mà tầng như thế này nè Mà form mà nó sẽ là tầng mà nó xòe đó, rất là tự nhiên nha Cảm giác cái chân của mình nó rất là thon và nhìn nó em cảm thấy em cao lên đó các chị có thấy vậy không xinh lắm luôn mà cực kỳ trắng da nha cái màu này là kiểu màu xanh rêu nha các chị nha màu xanh này kiểu màu xanh rêu rêu á chứ không phải là kiểu màu xanh lá chó chói trang đâu mọi người yên tâm giùm em riêng về cái set này không phải mặt trời nhưng thích chó trang đó chị yêu nào thích là phải chốt liền cho em cả set luôn nha mọi người cái này là em sẽ có màu đợi lát nữa từ từ em sẽ xô màu ra sau còn đây trong cái lúc này ngắm cho em cả set thử cho em xin một cái comment mà là mọi người có thấy cái set này xinh không mọi người các chị ơi, các chị của em ơi Mọi người thấy cái set này có xinh không Chăm xin một cái comment của các chị yêu nhà mình nào Để em vào em tương tác với các chị yêu nhà mình Chứ không các chị buồn Các chị quên em như mất tiêu Cảm ơn chị mèo mập nha Thank you chị <laughs> Rồi bây giờ nè, các chị thấy rõ Em like không nè, em chào chị chúc Anh nha Hello chị Mọi người ơi Em chào chị Phạm Nguyên, lại là like chị yêu của em rồi <laughs> Ngày nào like cũng thấy các chị cũng hết á Rồi, Tiếp 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 nè mọi người ơi Cái áo này xinh lắm ơi Cái giá cực kỳ hấp dẫn mọi người ơi Em thấy cái giá là em xỉu ngang xỉu dọc luôn á mọi người Lên cho em liền mã sản phẩm này nha Với mã áo là gì đây AA6 dùm cho em một em áo mà kiểu như là chất lụa nha mọi người ơi chất lụa rất là mềm luôn nha mọi người Sự hình như là em nói nó hơi bị điệu á mọi người <laughs> rồi nha chất lụa mềm nha các chị ở trên của mình nó sẽ có một cái cái nút cài như thế này kiểu như nó sẽ xẻ nhẹ thôi chứ nó không có bị hở đâu các chị yên tâm đây không hờ bị hở nha kiểu như nó sẽ cắt điệu thêm một cái áo như nó rất kiểu đơn giản nhẹ nhàng nhưng mà cực kỳ sang trọng mà các chị có thấy là những cái thương hiệu những cái hàng thiết kế á, của tất cả các thương hiệu á, Đa số là những cái mẫu mã rất là đơn giản, cực kỳ tối giản chi tiết, cực kỳ tối giản họa tiết luôn Nhưng mà rất là đẹp, rất là sang Tại vì càng đơn giản, càng nhẹ nhàng là càng sang trọng đúng không mọi người AA6 này của em hiện tại giá gốc là 395.000 ngày hôm nay Sale cho các chị với cái giá mà sốc ơi là sốc luôn, chốt liền cho em À số lượng của em không còn nhiều nha cả nhà nha Cái áo này của em số lượng không còn nhiều 169.000 nghìn. AA6 169 000 dùm em như ba tông màu, một tông màu trắng, một tông màu kem và một tông màu hồng dùm em. Ui cái áo này cưng lắm các chị ơi. Cái áo này rất là xinh luôn á, em thấy mặc lên nó dễ thương vô cùng, nó không có bị tiểu thư, nó cũng không quá bánh bèo mà lên form cực kỳ sang trọng. Còn phối chung với cái chân váy là đúng một set luôn. Phối chung đối với cái chân váy của em là cả nguyên một cành này là cái chị phải lấy luôn cho em nha Mã AA7 là cái chân váy của em AA7 này em báo giá luôn mọi người 249 nghìn cái em trong váy này thôi Ui nó cái chất này cái chất cô tông mềm á mọi người ơi Mặc xuất sắc mà kiểu như là phơm chân váy tầng á Mặc lên nó trẻ trung mà nó năng động dễ thương lắm Đầy đủ size Còn chân váy này em còn đủ size S, M và L nha Còn áo thì hai size M với L À không hai size L với L còn size lớn cho mình luôn á các chị Riêng mẫu này còn size lớn chị nào 62 cân đổ về chốt đơn dùm em như 62 cân đổ về lấy liền dùm em cái áo này nha 169 nghìn không tin được luôn ba màu xinh quá cái chị ơi Rồi mã áo mã quần lên đơn liền à, Chân váy này là bên trong không có quần nha cả nhà nha Chân váy này của em bên trong không có quần Nhưng mà cái này là phong tần Thì mọi người nếu mà mọi người muốn an toàn Có thể mặc cho em như thêm một cái uh, quần bảo hộ ở bên trong Nếu mà cái chị uh, sợ là nó đi ra ngoài bay bay giá phất phới ha Rồi áo là 169 Chân váy 249 nghìn Mình mua cả set mình đã được free ship rồi okay, cái chị Còn nếu mà là được 495 ngàn Là em tặng thêm mình cái voucher Rồi chân váy em như có có ba màu cho mình luôn. Tông màu chân váy năm màu xanh rêu, màu cam với lại tông màu vàng dùm em ba màu giúp em nha, 249 000 Cái form này là chân váy của mình là lưng thun thành ra rất là dễ mặc nữa các chị, nó không có bị gọi là uh, các chị phải uh, chật hay là rộng gì hết trơn nha. Riêng mẫu này em thấy là mặc lên rất là thon gọn người nè. Hiện tại là em thấy là cái lượt chia sẻ của mình nó gần đủ rồi nè. Đó, các chị lên đơn sớm nè em. A6 có những size nào vậy em? Chị Mai, Mai Thư ơi, em sẽ có hai size là L với XL. Chị mặc size nào? Tại vì hiện tại em đang mặc size L á chị. Hiện tại em đang mặc size L và vì mẫu này em hết size S rồi. Hiện tại mẫu này em hết size S rồi và em đang mặc size L các chị ơi. À, em còn hai size là L với TL thôi có nghĩa là các chị mà khoảng tầm là 54 uh, cho đến là 62 cân á có nghĩa là các chị sẽ mặc vừa đẹp cái áo này còn nếu mà các chị mà size S và là size M thì nó sẽ hơi rộng rộng giống em như như thế này thì các chị nếu mà chị thấy là em như là 44 cân 1 mét 58 đi ha thì em mặc cái này nó cũng không quá rộng đâu mọi người yên tâm dùm em với cái chất liệu lụa này, nó sẽ mềm mại tại vì cái form áo như thế này nó cũng là không phải là ôm áo ôm nó như là một cái áo sơ mi gì là cái nhà ha đó rất là kiểu là dễ thương cái cổ của mình là cổ tròn và cổ cao nó có sẽ dọc xuống một đường rất là xinh cực kỳ sang trọng với mẫu này nha mình mặc cho em đi làm đi mọi người mình mặc cho em đi chơi đi tiệc tùng thoải mái cho em luôn mẫu này dễ phố đồ mà em thấy nguyên một xét như này các chị mặc lên rất là xinh đúng không? Đừng ngần ngại mà bỏ qua cái màu xanh rêu của em Như nha Riêng về màu xanh rêu nha Các em thấy là ngày hôm nay ba màu đều đẹp Ví dụ như em phối cái màu vàng này mọi người Em ướm lên thử thôi là cái chị thấy là đủ đẹp rồi đúng không Đừng nói chi nữa 249 nghìn mà chờ đợi cái chi nữa Chờ đợi ai mọi người ơi Mình chờ đợi ai Mình tự mình mua liền mọi người Đó đơn lên rất là nhiều Phải như vậy mọi người Út đơn lẹ giùm em ba tông màu giúp em là mà áo và chân váy em cũng ba tông màu duy nhất thôi riêng mẫu này lấy liền cho em ít nhất là hai ba màu bạn bè của mình đâu mặc chung mọi người chị chị em em có cây cà rem cũng dành Bây giờ có cây cà rem bỏ cây rem qua nhà mát lựa đồ khỏi dành Quá còn nhiều là quá trời màu mà mọi người không cần dành cũng có hàng nha Rồi bây giờ này chị yêu nào chốt đồ rồi xinh quá mọi người ơi em mê gì đâu á Dạ rồi áo này em hết size M nhưng mà chị có thể lái size L được nha chị Vân nha Chị Vân yêu dấu của em lái size L đi Tại vì riêng mẫu này em thấy là mình mặc size L cũng được Em như em tăng lên tới hai size nè em vừa đang mặc size L này em bình thường em mặc S mọi người mà em như đang mặc size L không sao hết trơn á nha cái này là áo lụa nha mọi người em còn size L luôn a 7 là cái chân váy đúng rồi mọi người Tại vì em thấy á, bình thường nó riêng về cái chân váy mà màu xanh rêu các chị sợ mặc lên nó kén da nhưng mà không nha Riêng về màu chân váy của em ngày hôm nay em bao trắng da cho các chị luôn Em bao trắng da nha, da ngâm hay là da trắng nhưng mà mặc thoải mái giùm em như Tại vì em là da ngâm chứ không phải là em là da trắng Em là thuộc là bé đen nha mọi người nha Xài bao nhiêu hũ kem <laughs> rồi cũng không trắng lên nổi là đây mọi người Đó Ma tông màu vàng cam với lại cái mặt mà cái màu vàng cam Cam này kiểu màu đỏ cam mà Các chị chứ không phải là kiểu mà cam chói gì đâu Mọi người yên tâm nha Màu này là kiểu màu đỏ cam Chứ không phải là màu tối tối màu quá sáng đâu Trung gọi là màu cam trung trung thôi Chứ không có bị kén da yên tâm cho em 249 nghìn 249 nghìn quá xuất sắc luôn rồi xl chốt liền cho em ít nhất là hai ba cái vậy là chốt luôn dạ đúng rồi cái này là chị yêu nào mà chưa có lên số điện thoại cho em xin số điện thoại chị ơi áo nè bé <laughs> em cảm ơn chị lê kim ngân nha đặt hàng chưa đặt hàng chưa xe đi quý vị đúng rồi chị phạm thu chị phạm thu kêu mọi người là xe đi quý vị quý vị thấy em mặc đồ này đẹp không quý vị áo còn s áo hết s em hết s rồi Em chỉ còn size L với size XL Nếu mà chị mặc size là nó sẽ rộng rộng giống như em nè à. Một lát nữa em sẽ có form ra các chị thấy nha Tại vì các chị biết sao nếu mà mặc đóng thùng mà mình mặc nó rộng rộng như thế này nó cũng đẹp Không nhất thiết là nó phải ôm vào người đâu Nếu mà này là áo thùng nếu nó là chất kiểu như là ôm body thì em sẽ khuyên mọi người là tăng cho em một size thôi nhưng mà đây là kiểu rất là sơ mi mọi người có thể tăng cho em nhất lên hai size cũng được nhưng mà các chị muốn chính xác hơn có thể cho em xin chiều cao cân nặng đó, mình cho em xin gọi là số đo của mình đi em tư vấn sai sơ sơ ở trên live Rồi sau khi các chị chốt đơn, các bạn nhân viên nhà em có 4.000 nhân viên đang đợi gọi điện chốt đơn hàng cho các chị đó Chứ không làm giữa mùa này là ngồi điện chốt đơn thôi mọi người Thành ra cứ cho em thông số các bạn sẽ gọi điện chốt đơn tư vấn cho một lần nữa Nếu ok các chị em mình, ok là quý vị ơi, đi đơn Còn nếu quý vị không ok là các bạn hủy đơn không sao hết nha Rồi bây giờ nè, Uh, chị yêu nào chưa lấy số điện thoại và dạ, hiện tại là áo này là em còn hai size đó quý vị uh, mình đang phân vân size LXL lớn hơn size L không sắp có nghĩa là như thế này chị chu mai thư chị Tram xin uh, số cân nặng của chị đi em tư vấn size cho về mẫu áo thì chỉ cần số cân nặng thôi là em tư vấn được nha mọi người không cần số đo ba dòng số đo ba dòng thì em chủ yếu là em số số đo đo vòng 2 thì em sẽ tư vấn những cái phần váy những cái chân vùng gì đó nhưng mà riêng về cái váy này mọi người quý vị của em ơi cái này là lưng thung nha Thành ra quý vị không cần phải quan tâm cho em là số đo của mình bao nhiêu đâu mọi người Size của mình hiện tại chân váy của em nó còn đủ size S, M và L mà chậm chờ mà chốt đơn là không có hàng nha Đừng nhắn tin hỏi như đừng inbox hỏi nhà mát là còn hàng không Mà lúc đó cũng không có được chốt đơn với cái giá trong like Em sẽ ưu tiên chốt đơn cho những chị nào có đơn, có tương tác ở trên like nhiều hơn nha cả nhà ba tông màu, tông màu vàng, Ủa, cái màu vàng này kiểu màu vàng nghệ nghệ nha các chị nha Mặt xinh mặt đẹp nha 249 ngàn áo là bao nhiêu áo 169 ngàn dùm em rồi cái size ví dụ như size L là từ 54 cho đến 58 cân là mình mặc được size L dùm em 58 cho đến 62 cân mình được size XL dùm em Được chưa nè? Được chưa mọi người ha? Nếu mà mình vẫn đang phân vân cứ cho em xin cái thông số để mình tư vấn size Mỗi lần em muốn đọc comment mọi người là em phải lướt ra lướt vô vậy đó mọi người Em game vô em nói đọc được cái comment của các chị yêu nhà mình Rồi áo xinh quá chị mỹ lên chốt đơn cho em liền áo này cưng lắm mọi người nha cái phần tay của em nó sẽ có nút cài mà nó phối một cái viền ren nhỏ 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 dưới này nè đây nè mọi người ơi nó phối viền ren nhỏ 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 dưới này là rất là xinh nha nó sẽ có được cái độ phòng phòng thế này để che được cái bắp tay to bóc tay thô cho các chị yêu như mình rồi 30 giây cuối cùng chốt đơn rồi em như chuẩn bị qua mẫu nhé các chị nha ôi áo này cưng lắm luôn á áo kem xé cho chị nào chị quyên ơi chăm xin số điện thoại nha phải đầy đủ cú pháp các chị Chứ không một lát nữa mà em bước ra khỏi cái live stream này là không ai biết chị Quyên là ai Chỉ có một mình em biết chị Quyên là ai luôn á chị Các bạn không biết mình luôn Thành ra là mình phải cho em xin cái mã và số điện thoại Để cho các bạn gọi điện alo Chị Quyên à Đó kiểu như vậy để mới chốt đơn cho mình nha Rồi bây giờ này các chị Mã sản phẩm em báo lại nha Áo là AA6 được chưa nè 100 69.000 với chất liệu là lụa mềm thiết kế rất là xinh xắn như thế này Kiểu như là chị nào thích kính đáo đó, rất kính đáo như thế này nhưng mà rất là sang trọng Thì mình lái cho em cái mẫu này chứ không có bị là cổ Gọi là bị cổ điển quá nha, yên tâm dùm em Rồi còn với mẫu chân váy tầng như thế này Y chang một công chúa baby công chúa baby của em mặc cái này lên là rất là thon mà kiểu như là nó hát dáng nha các chị nha nó phồng rất là tự nhiên tại vì cái này nó tầng 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 này nó phồng xinh ha cái này mà kiểu như là cái chân mình cái phần đùi đùi này nó to to giống em như này mặc lên nó che hết mà cái chân rất là thon và rất là gọn nha rồi 249 trăm cái em này chị nào bỏ lỡ bữa sau hầu như là không có hàng hàng đợt này về bán một lần hết rồi thôi nha mọi người ơi thà mua một lần rồi thôi chứ đừng quay trở lại hỏi em thêm một lần nữa thành ra chị nào chưa chốt đơn lên đơn sớm nhưng em đi bữa xong không có hàng đâu mọi người, mọi người cũng biết rồi á cái mùa này bây giờ đâu có lên đi lên làm một mẫu là phải là có hàng thì bán hết xong rồi lên mẫu mới chứ nhà máy mà lên đi lên làm một mẫu là cũng không được đúng không? Bây giờ số lượng nó còn ít đang lên sale gọi là giá ưu đãi để các chị trong cái livestream thì mình tranh thủ một chút đơn dùm em như nha. Còn chị nào mà chưa lên đơn đâu cho em xin nè. Rồi AA6 dùm em, cái này ba màu đúng rồi đúng rồi mọi người. Áo này ba màu nha, màu trắng, màu hồng với lại tông màu kem em đâu mặc. Riêng màu hồng này làm kiểu màu hồng phấn nhẹ nhàng, kiểu nó là pastel nhẹ nhàng thôi chứ không có bị là bị tối da đâu yên tâm giùm em. Đó chị nào mà thích hồng nhưng mà không quá bánh bèo, không có quá hường á thì mình lấy cho em cái tông màu hồng luôn. 1469 000 nghìn chị yêu nào mà chậm tay là hết hàng nha. Rồi 30 giây nữa em qua mẫu nhưng mà người em đứng lâu không có hàng mọi người ơi. Không có hàng đợi bán luôn em thiệt sự em buồn dễ sợ luôn á mọi người. Bây giờ nhà mát mỗi lần lên live là phải nhín 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 hàng nè. Trời ơi, mỗi lần lên live phải canh số lượng mọi người chứ mà chốt luôn quá là không có hàng để mà bán chứ chị. Những mẫu này gọi là best seller của nhà mát. May đi gọi là khi mà bán trái chị mà thiếu là phải may, may mà không kịp luôn mọi người ơi, tại vì bây giờ nhân lực cũng đâu có còn nhiều nữa đâu mọi người. Rồi hạn chế uh, chốt đơn cho những chị nào mà chưa lên chia sẻ livestream. Em sẽ hạn chế thôi cho em vẫn chốt nha mọi người nha. <laughs> Rồi bây giờ nè, chị yêu nào để em kiểm tra lượt chia sẻ thử uh, có chị yêu nào mà 334 á mọi người. Vẫn rất là hờ hững để muốn tặng quà luôn. Mọi người không muốn tặng quà nè nha Rồi chia sẻ cho em đủ 500 lượt chia sẻ đi mọi người Tặng luôn cái váy chỗ nó, nó đứng nó mà cô đơn Em nói thiệt với mọi người luôn á nó cô đơn một góc trời như thế này Nó đời từ sớm tới giờ Mà chưa được đến tay các chị Muốn được mặc lên Để muốn được đẹp thôi đó Số phận làm váy như vậy á Để muốn đẹp thôi mà không được nữa Rồi chia sẻ 500 lượt nha Mà cái thiết kế cái phần bầu ngực á Kiểu như là xếp ly nha Rất là hát dáng vòng một luôn Xinh lắm một lát nữa không mai mà chia sẻ em Như vô em Như chia sẻ để em nhận quà. Xuất sắc luôn, đầm đẹp quá. Rồi, qua mẫu được chưa cả nhà ơi? <laughs> qua mẫu nha. Rồi áo là AA6, quần chung váy là AA7 giúp em Như. Rồi qua tiếp một cái set siêu thần thánh luôn. Chuẩn bị tốn tiền nữa rồi. <laughs> ok tiếp theo là qua một cái set mới các chị mình rất là đẹp luôn các chị mình ha tại vì là nãy giờ hôm nay có vẻ là nhà mác lên rất là nhiều concept cho các chị của mình nhưng mà điều đặc biệt là ví dụ như chị yêu nào mà thích cái set của hoài đang mặc này ví dụ thích áo của hoài đang mặc mà phối với sản phẩm khác mình cũng có thể phối được nha hoặc là mình lấy cho em hoài cái mẫu chân váy của hoài đang mặc phối với mẫu khác cũng được bây giờ hoài sẽ giới thiệu luôn cái sản phẩm của em đang mặc nha đợi em một xíu sẽ lấy thêm cái màu khác cho các chị mình nhé rồi ok mẫu này chị em hoài sẽ có cho mình là hai màu cho mẫu áo các chị mình nha hai màu cho hoài đối với mẫu áo thì em này mình lên mã sản phẩm cho các chị mình đó là AA8 các chị mình ơi. AA8 rất là đẹp luôn ạ. À. Áo này thì sẽ gồm cho các chị mình đó là một set hai món ha. Mua một được hai đấy các chị mình ơi. Một chiếc áo chất liệu cho hoài là von kiếng ở bên ngoài phối hợp cho em bên trong sẽ là kèm một cái áo hai dây. Tại vì em này thì nó sẽ hơi mỏng nhẹ nha. Nên là có áo hai dây bên trong thì mình không có sợ bị mỏng các chị ha. Thiết kế cho em là dây bản bự ở phía trước để mình phối nơ rất là sang luôn. Thì đúng là cái em này mặc vào á cực kỳ bay bậu và rất là nhẹ nhàng tại vì cái chất liệu mà von kiếng các chị nó có độ bồng này và rất là bay luôn. Thì bên trong nhà em có lớp lót mình hồng sợ mỏng nhá. Giá của em áo này là 555 000 là giá gốc và đang được giảm tiếp còn 399 000 thôi ạ. À. Trời ơi quá mềm luôn các chị ơi. Chân váy của Hoài đang mặc sẽ là AA9 với mức giá là 395. Em giảm trực tiếp còn 199 000 mã chân váy của Hoài đang mặc nhá. Chân váy em đang mặc thì lẻ size các chị ơi. Xanh đậm và màu hồng nhá. Có ba màu cho mình đó là màu Em này thì sẽ có cho Hoài là màu xanh nhạt, xanh đậm và màu hồng. Màu xanh của Hoài đang mặc là màu xanh nhạt thì đang có đầy đủ size. Nhưng mà màu xanh đậm và màu hồng thì chỉ còn cho mình đó là size S, size L và size XL thôi. Cái chị mình để ý cho em Hoài có nghĩa là nó sẽ size M nhá mẫu hai mẫu ngoài đang treo đây nó sẽ size M và chất liệu cho em hoài sẽ là nhung gân các chị mình nhung gân rất là đẹp bên trong có lớp lót không phải là quần nha bên trong có kèm lớp lót nhưng không phải là quần có hai túi hai bên rất là xinh này mẫu này cho em hoài các chị nhà mình mà thích cái sản phẩm hoài đang mặc là chốt ngay cho em là AA8 cộng AA9 kèm loại cho em hoài trên cùng một dòng comment size số sẽ có các bạn nhân viên nhà em tư vấn tham cái mẫu này xinh lắm các chị mình ôi rất là dễ mặc và không có khó mặc đâu ạ à. em này thì thiết kế cho hoài này cái phần mà tay dáng uh, kiểu như là cái form mà dáng bồng, bồng cùng như thế này đối với mẫu áo á, mình có thể phối với chân váy bút chì hoặc là phối chị em hoài với những cái mã sản phẩm đó là với quần hay là với chân váy phong dáng A đều rất là đẹp nha. Em hoài thì đang phối cho mình đó là một chiếc áo màu be kèm kết hợp cho em hoài là một chiếc chân váy màu xanh nhạt rất là sang luôn và cái em nhung gân này thì mặc không có nóng các chị nhá mình đừng có sợ kiểu dạng nhung mà dung co giãn em nhung gân này là cái em nhung không co giãn và nó chỉ là nhung phối cô tông thôi nên là rất là phù hợp để các chị nhà mình mặc mùa hè không có bị nóng đây là một cái set công sở mà các chị nhà mình cần và có phải nên có trong tủ giúp em hoài à, hoài nghĩ là cái set này mình nên có trong tủ giúp em nhá mặc đi chơi cũng được này mặc đi làm cũng được và kể cả là mình mình mặc đi dạo phố trong hoài cũng rất là ok tại vì cái mẫu này các chị nhà mình dễ mặc lắm không có bị kén dáng nhá form cổ phía trên thì làm cho mình cảm giác đó là tiểu thư hơn rất là nhiều và cái nơ này hiện tại là cái phần bên nơ này em chưa có cột này các chị mình chỉ nào mà muốn xem đúng cái form của nó luôn sẽ là như thế này nha còn nơ này thì rất là dễ cột luôn đấy ạ à. nên chị nào mà thích mẫu này là mình cứ chốt ngay chị em với mã sản phẩm chị em đó là AA8 cho mẫu áo nhá ngoài thì giới thiệu kỹ về mã áo cho chị mình này em này thì có tới tận hai màu chỉ nào mà thích kiểu như là dễ mặc ấy, thì hoài nghĩ là hai tông màu này thì không cần phải suy nghĩ đâu ạ à. hai tông màu như hoài đang mặc đều rất là dễ mặc luôn tại vì màu kem này và màu trắng là hai cái tông màu cơ Bản các chị nha không hề kén da không hề kén dáng và không có kén độ tuổi giúp em mà hoài thì rất là thích những cái form áo có kiểu dạng tay bồng như này các chị nhà mình nhìn rất là sang tại vì tay bồng lên cho các chị mình á thì mặc cảm giác là nó sẽ che được cái phần khuyết điểm phần bắp tay này và cái phần ví dụ như cái phần cầu vai của mình á mà nó không có ổn nữa các chị mình có nghĩa là ví dụ như nó hơi bị bình thường giống như cầu vai của hoài á hơi ngang một xíu bình thường hoài sẽ rất là ngại mặc những cái mẫu mà Uh, ví dụ uh, kiểu như là bị lộ phần tay của mình ấy, tại vì là em ngại mang hai giây lắm nhưng mà tại vì cái mẫu này các chị thấy giúp em là cái phần tay dáng bồng như này thì mặc lên rất là yêu và em đang phối hợp cho các chị mình với một cái túi trắng nha và cái tông màu này thì khá là nhẹ nhàng và mình mặc cho em hài vào túi trắng rất là đẹp. ạ Đây mình để gần các chị xem cái mẫu áo này giúp em nhờ chị gái chị em này chờ em một xíu các chị mình nhá trong lúc là hoài gài cái nút áo ở bên này thì hoài sẽ nhờ hoài sẽ dơ cận cái chất vải màu trắng cho mình xem ạ à. bên trong sẽ kèm cho em hoài đó là cái mẫu mẫu áo dây bên trong các chị ha là mình không có ngại kiểu như là bị hở đâu mình mặc nội y bên trong thoải mái giúp em hoài nhưng mà tại vì nếu như mà em này mà làm cái chất vải dài luôn thì nó không có đẹp tại vì nó là đã là rất là kín rồi và nó có kèm nơ nữa mà may cho em hoài theo kiểu mà uh, nó phải là bay bổng một xíu vải phải, phải mỏng một xíu thì nó mới sang được cho em hoài thì lên ngay mức giá là AA8 các chị mình nhá AA8 kèm hoại trên hoài này rồi hoài đang thấy có chị chốt nguyên z rồi đấy ạ aa tám cộng aa chín kèm hoại trên hoài các chị yêu nha a tám với mức giá là ba trăm chín mươi chín và mẫu À, mẫu chân váy của Hoài đang mặc thì sẽ chỉ còn mức giá cho em Hoài đó là 199 ngàn thôi Là một mức giá rất là mềm luôn nên là chị nào thích mẫu này là phải chốt nhanh nhá Lên mã sản phẩm nhớ bổ sung số ngoại cho em Hoài trên cùng một dòng comment Size số sẽ kèm cho em Hoài luôn ở trong cái mẫu này cho em bằng cách đó là mình comment luôn chân nặng chiều cao nhá Comment luôn cân nặng chiều cao để có cho em Hoài cái mức giá um, kiểu như là để được chốt đơn hàng nhanh chóng nhá, áo đẹp quá nhìn sang ghê. Trời ơi áo đẹp quá, chốt luôn đi chị yêu ơi, chốt ngay mã sản phẩm AA8 cho hoài đi. Cái áo này sang đẹp các chị mình ha Lên form siêu chuẩn giúp em đấy ạ Cực kỳ là dễ tôn dáng cho các chị mình luôn Form dáng thì em đều lên form cho các chị mình rất là chuẩn Nên Là chị nào mà quan tâm mẫu này thì mình chốt ngay cho em hoài nha a 8 này 100 À 399 ngàn chứ Xíu nữa là bán lỗ luôn các chị ơi 399 ngàn cho hai áo này để Em quay phía sau các chị xem nhá à, Các chị nhà mình đừng quên luôn là sẽ có bán cả chân váy các chị yêu ha Chân váy đấy thì mình sẽ có cái phần Kiểu như là cái phần để mình đeo dây địt được cho em hoài Và cái chất nhung gân này là rất là rất là mềm và nó không có kiểu như bị nóng và em này sẽ có hai túi thật hai bên giúp hài nha form dáng này không có quá ngắn đâu ạ và chị nào thích cái chân váy này mình có thể lựa thêm hai tông màu cho em hoài đó là tông màu xanh đậm nha màu hồng màu xanh đậm và tông màu xanh nhạt giống như hoài đang mặc này tại vì cái màu xanh nhạt của hoài đang mặc thì đang có đầy đủ size nhưng cái tông màu xanh đậm và tông màu hồng thì đang hết size mờ rồi nên là chị nào mà quan tâm mẫu này là mình chốt nhá nhưng đặc biệt Em này một chỗ là có size XL các chị ơi. Size XL cho hay là 65 cân đổ lại vẫn có size nha. Riêng em này thì có tới size XL đấy ạ. Nên là chị nào mà thích hai cái tông màu này mà cân nặng của mình tầm 65 đổ lại là mình vẫn có size. Mặc dù là hết size M nhưng lại bù lại là em có size XL. Tại vì nhà mắc là không phải mẫu nào cũng có size XL các chị nha. Đa phần nhà em chỉ lên 3 size cho mình đó là size S, M, L thôi nhưng mà riêng em này thì có size XL để các chị mình săn. Nên là chị nào mà ví dụ như mình uh, bình thường mà mình không có size của nhà mắc thì hôm nay mẫu chân váy của Hoài đang mặc sẽ có cho các chị mình là size uh, cho các chị mình luôn ha Rồi Hoài đang thấy chị Phạm Quyên và chị Mỹ Linh comment rất là nhiệt tình này Để Hoài xem lượt chia sẻ các chị mình là bao nhiêu nha Hoài thì đang rất là muốn tặng quà cho các chị mình rồi đấy ạ à, Để Hoài xem nào Lượt chia sẻ các chị mình là bao nhiêu Mạng hơi yếu các chị <laughs> Rồi ok Ôi lượt chia sẻ của mình vẫn còn thiếu 150 lượt chia sẻ cơ Nhưng mà lượt xem các chị đang rất là cao mà Lượt xem của các chị mình tới 200 mấy mà lượt chia sẻ của mình thì mới có 350 lượt chia sẻ thôi Hoài đang cần 150 lượt chia sẻ cuối đấy ạ Nên là mình cố gắng mình chia sẻ thật nhiều giúp em đúng không các chị yêu ơi Dạ mẫu này em có size đầy đủ cho cái mẫu áo các chị mình nhá Áo em có size S, M, L đầy đủ cho các chị mình là Đây ạ, 38 tới 63 cân, 60 cân mình vẫn mặc được cái mẫu áo của Hoài đang mặc còn cái mẫu chân váy thì em Hoài cũng đang có đầy đủ size luôn Chân váy đối với màu xanh Hoài đang mặc có đầy đủ size Còn màu hồng và màu xanh đậm thì Hoài hết size M nha Size số đầy đủ các chị mình nên là chị nào quan tâm mẫu này thì gửi chốt ngay cho em này đây lên cái form dáng siêu yêu cho em luôn các chị nhà mình mà quan tâm mẫu này thì mình phải chốt nhanh và bây giờ thì Hoài sẽ tư vấn một xíu nữa Các chị nhà mình hỏi là uh, muốn hướng dẫn cách mít mát thì Hoài sẽ dành ra một phút để hướng dẫn cách các chị mình mít mát nha Cái này không phải là hướng dẫn mà có nghĩa là Hoài chia sẻ một chút xíu cách mít mát của Hoài Vì em thấy cái áo này thì nó đã theo là cái phong dáng là hơi kiểu bánh bèo nhẹ và hơi nữ tính rồi thì Mình chỉ cần phối cho em Hoài đơn giản là chân váy bút chì thôi Nếu như mà mình sợ khó phối màu quá mình phối cho Hoài với chân váy bút chì màu đen nha Mang thêm một túi sách xinh xinh hoặc là mang cho em Hoài một cái đôi giày cao gót nữa thôi sẽ rất là đẹp nếu như chị nào thích cá tính hơn xíu nữa mình có thể là phối với quần tây ống rộng các chị mình sẽ rất là đẹp tại vì cái áo này nó sang lắm nó đẹp lắm ở ngoài nhìn vải rất là xịn sò và 399 ngàn hoài thấy cái mẫu áo này rất là xứng đáng các chị yêu ạ à. nên là mình thích mẫu này là mình chốt ngay nha váy cho em sẽ là a chỉ nhá 199 ngàn thôi hoặc cái chân váy lên là phải chốt ngay tại vì cái em mức giá của em này rất là mềm tính ra nếu như hôm nay mình mua mỗi cái áo của hoài đang mặc mình đã được free ship rồi đấy ạ à. mua mỗi chiếc áo của hoài đang mặc thì mình đã được free ship rồi nha nên là nếu như mình mua thêm một cái chân váy nữa thì mình sẽ được tặng thêm cái voucher giảm trực tiếp thêm 50 000 này các chị yêu. Là hôm nay mình nhớ là mua luôn nguyên sách của Hoài năng mặc này, tính ra là vừa được free ship mà còn được giảm trực tiếp 50 000 trên tổng set của Hoài đang mặc nữa. Thì ngại gì hổng chốt đơn các chị mình nhá. Mẫu này Hoài sẽ chỉ chốt cho các chị mình tầm 2 phút nữa thôi các chị ơi. 2 phút nữa để mình chốt mẫu này. Hiện tại Hoài đang ở phút 15 và đúng phút thứ 17 thì sẽ chốt đơn cho các chị mình nhá. Đúng phút thứ 17 thì sẽ lên đơn, à, sẽ qua mẫu cho các chị mình luôn. Váy có quần không em? Dạ váy này chị em Hoài thì hổng có quần bên trong chị yêu ơi. Em này thì có lớp lót bên trong nha váy có lớp lót bên trong nhưng không phải là quần tại vì em này thực ra nó không thể nào mà um, gió bay được đâu các chị ơi đây em thấy có à cái này không có lớp lót bên trong ui vậy là hoài lộ nữa các chị mình ơi tại vì mặc rất là mát nha em này không có lớp lót bên trong hoài đình chính lại một lần nữa là không có lớp lót bên trong luôn tại vì cái vải này á các chị nhà mình em này ở mặt bên ngoài nó sẽ là nhung gân nhưng mặt bên trong nó sẽ dệt cô tông nên là hoài đảm bảo chứ tại sao mà nhung mà mặc bên trong mềm như này thì hoài nghĩ đang có lớp lót cô tông bên trong nhưng mà thực ra nó không có lớp lót luôn các chị vải rất là dày dặn rồi nhưng mà bên trong tại vì là mặt của nó bên trong là mặt nhẵn nhá. Đây các chị mình Lê, à, cái này là nhung gân nhưng bên trong dệt cô tông các chị ha Nên là mặc rất là mát, không cần có lớp lót bên trong Và em này thì là form hơi dáng chữ A nên là nhà em không có làm quần các chị nhá Form này cũng rất là dài rồi đấy ạ <laughs> Màu à, à, Chị yêu ơi, lên mã sản phẩm kèm hoa à, cho em hoài trên cùng dòng của mình nhá Chốt ngay mã sản phẩm cho em là AA8 kèm hoa à. Cái này lên mã quần cho em, chân váy cho em hoài sẽ là AA9 kèm hoa à, với mức giá 199k ha à, Nếu như mà các chị nhà mình cảm giác là phối này, set này hoài phối không hợp á Thực ra thì cũng không phải Nếu như mà tùy vào mỗi cái form dáng của mỗi chị ha, mình có thể là mua cái áo không, mình phối với sản phẩm khác cũng được các chị ạ mình, hoặc là mình mua cái chân váy của Hoài không này rồi mình phối với sản phẩm khác cũng được, không phải là cần phải mặc giống y như set của Hoài đang mặc đâu các chị yêu nha. Nếu như cảm giác là cái set này mình không có vừa mắt của mình thì mình cũng có thể là mua cái sản phẩm áo không để mình phối với sản phẩm khác cho ai cũng được. Tại vì thực ra là thời trang là mỗi người nó sẽ có một con kiểu như là mỗi cái nhãn của mỗi người sẽ hợp với một cái phong cách khác nhau nên có thể là vừa mắt chị này nhưng không vừa mắt chị kia. Thì không sao các chị, thấy áo đẹp mình mua áo, mình phối với chân váy khác chắc chắn sẽ đẹp hơn vừa với cái người của mình form dáng của mình nó sẽ đẹp nha hoặc là mình thích cái chân váy của hoài đang mặc thôi mình mua trên hoài chân váy mình phối với sản phẩm khác cũng được không cần phải mua nguyên set đâu chị yêu ạ rồi ok bây giờ thì hoài sẽ chắc là chuẩn bị qua mẫu nha bây giờ hoài sẽ chuẩn bị qua mẫu các chị nhà mình vẫn tiếp tục chia sẻ giúp em thật nhiều đúng không ạ chia sẻ thật nhiều để em có uh, động lực em chơi game với các chị mình này bây giờ thì uh, sẽ để một phút để các chị nhà mình chốt đơn và hoài sẽ xả form áo ra sau khi xả form áo để các chị xem tổng thể cái phong áo này thì hoài sẽ tiếp tục qua mẫu nhé. Rồi các chị mình chờ em một xíu ha. Em sẽ giảm form áo cho các chị xem. À, chị ạ. Rồi ok, bây giờ mình sẽ xả form áo cho các chị xem này. Cái áo này bên trong lớp lót rất là dày các chị mình ạ. Cái lớp lót bên trong rất là dày và đặc biệt cái em áo lớp lót bên trong cũng khá là dài luôn. Vừa dày mà vừa dài nên là không có sợ bị lộ khuyết điểm bên trong các chị nha. Đây, cái em áo này lớp lót bên trong cho Hoài tới đây lần đấy ạ. Bây giờ Hoài sẽ báo lại mã và giá mẫu này cho các chị mình thêm một lần nha. Em áo Hoài đang mặc sẽ là AA8 với mức giá là 399 000 399 000 mẫu áo của Hoài đang mặc. Mẫu sản phẩm váy của Hoài đang mặc là AA9 nha. AA9 với mức giá là 199 ngàn Đấy, Các chị thích mẫu áo hoặc là mẫu chân váy mình cứ lên cho em này AA8 cộng AA9 kèm số loại là chốt nguyên xét Còn áo không sẽ là AA8 các chị nhá Váy không sẽ là AA9 ạ kèm cân nặng chiều cao sẽ được các bạn nhà em tư vấn nhiệt tình và à, kiểu như là hỗ trợ các chị mình lên đơn hàng thành công tại vì là sai số thì bên nhà em sẽ có đội ngũ tư vấn riêng cho các chị ha còn chị nào mà thắc mắc hơn thì mình cũng có thể để ở trên livestream giúp em luôn ạ à. ok bây giờ thì hoài sẽ qua mẫu luôn các chị ha bên quay phía sau các chị xem một lần nữa và hoài sẽ để như tiếp tục qua mẫu mời cho các chị mình ạ à. rồi ok rồi em như chuyển qua tiếp một cái em váy nha Ui okay, cái em váy này cảm giác cái màu tím thật là mộng mơ các chị ha rồi ơi cái váy đó mọi người Riêng về cái mẫu này thì mọi người có thể mặc được rất là nhiều kiểu Em như đang mặc kiểu như là rớt vai nha cả nhà nha Cái dây này của mình là nó sẽ có cái tăng đơ để các chị điều chỉnh luôn Cho nên mình yên tâm dùm em như Mã sản phẩm này với một cái chất liệu kiểu như là cái vải mà gọi là tơ Mà tơ nó sẽ có được cái đường, những cái đường vân 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 luôn á các chị Tơ này là tơ vân vân lên như là mọi người Cái trên cái chất vải nó luôn Và may hai lớp rất là xịn sò Và đầm này của mình nó sẽ có mút ngực luôn Cho nên các chị yêu nhà mình yên tâm cho em nha Thành ra nó sẽ gọi là nó lên cái vòng một của các chị rất là đầy đặn luôn ngực to ngực nhỏ gì lên cũng rất là đầy đặn và kiểu này các chị có thể thích là mình mặc rất vai hoặc là mình mặc lên vai như thế này cũng bình thường giúp em như cũng được nha không sao hết ha còn đây thì em như mặc kiểu như ông muốn rớt vai nhìn cho nó lộ được cái bờ vai trần của người con gái mộng mơ đó các chị phù hợp với cái tông màu tím này rồi lên cho em mã sản phẩm luôn các chị yêu nha rồi em kê xem mã này bb một giùm em với giá gốc 495 trăm chín Ôi cái đầm này 495 000 là giá gốc luôn Không biết sale bao nhiêu đây cả nhà ơi Mọi người ơi sale bao nhiêu đây 199 000 199 000 cái đầm này cả nhà và còn đủ size luôn á các chị. Riêng với mẫu này em như có hai tông màu nha, riêng với hai cái tông màu này ơi. Cái mẫu này bán chạy lắm luôn á cả nhà. Xuất sắc chưa? Mọi người có thể mặc kiểu như là lên vai như thế này cũng được, còn không mình có thể mặc kiểu như là rớt vai giống em như cũng được, một cái tông màu hồng mà cái tông màu hồng này là Màu hồng kiểu màu hồng dâu dâu rất là ngọt luôn mấy chị. Kiểu dễ thương lắm, kiểu màu hồng baby á. Màu hồng baby nhìn xinh lắm nha cả nhà nha Lớp lót bên trong rất là dày dặn cho mình cái phần mút đó các chị Phần mút ngực cực kỳ xinh luôn Nó sẽ có những cái cúc để mà mình cài lại như thế này nè cả nhà nha Nhưng mà cái này là đầm này là mặt dây kéo khóa đằng sau chứ không phải là cài Cài hết nhiều nút đây là gọi như là bạn trai chờ 8 tiếng đồng hồ mà cài chưa xong cái đầm luôn á các chị Cái chị cái này phần nút này gọi là tạo thêm cái điểm nhấn Chứ cái phần đầm thôi Cái phần chỗ này là trên cái phần dưới vòng ngực của mình nó sẽ có những cái phần như thế này để chơi làm gì mọi người để nó che bớt được cái phần khuyết điểm này xong ở dưới này nó sẽ xòe ra rất là tự nhiên nha thì mặt đầm này lên là không thể nào mà thấy được khuyết điểm với những cái chất liệu mà hai lớp và cái vải mà vải tơ mà tơ gân như thế này này các chị cái chị mặc lên nó rất là mát trong cái mùa hè này em thấy là riêng cái này các chị có thể mặc đi chơi đi tiệc nếu mà các chị thích mặc lên vai mình, mình, lấy cái mẫu này này mình mặc lên vai mình đi tiệc cũng xinh nữa còn mẫu này mình hay mặc đi dạo này mọi người rất là ưng ý luôn và hiện tại còn đủ size nha S, M và L dùm em riêng mẫu này chị nào 58 cân đổ về chốt đơn nhanh gọn lệ cho em liền 199.000 Mẫu này 199.000 à cả nhà ơi Dạ rồi, chị yêu nào chưa lên đơn, tranh thủ lên đơn liền cho em như liền Mình đặt hàng, mình chăm xin đúng cái cú pháp nha Mã sản phẩm kèm cho em màu và số điện thoại dùm em Mẫu này là BB1, em có hai màu nha các chị BB1 nè, em chào chị Sumi Phạm nè Em thấy chị có tương tác chơi game nhưng mà nó chưa hiển thị lên là người chia sẻ chị Uh, ok nè em thấy đơn của chị Thanh Mai rồi nha BB1 dùm em màu tím này là kiểu như là màu tím mộng mơ Không phải là màu tím kén da đâu mọi người Đây nè xinh ha Form đồng kiểu nó tơ cảm giác rất là nhẹ Và kiểu rất là bay bổng luôn các chị Mẫu này nha em thấy là các chị mặc lên nó không có bị kén tuổi Ví dụ như các chị thích mà kiểu như là nó sẽ kín náo mà nó không ơi rớt vai Mình có thể mặc lên vai đây em kéo lên thử xem sao nha mọi người nha Mình mặc lên vai bình thường tại vì cái phần này là nó sẽ là bo thun Và mọi người mặc bo thun mọi người điều chỉnh tùy thích nha Còn dây của mình là có tăng đơ sẵn luôn nha các chị nha mình ha Nó có tăng đơ sẵn hay các chị mặc sao cũng được hết trơn á Đầm này mình mặc đi biển cũng đẹp nữa Đó đi biển độ thêm cái nón cói của em hoặc là xách thêm cái túi cói nữa thôi là đủ bài luôn nha mọi người nha đây rất là ngọt ngào luôn màu tím thì nhìn cưng lắm tại vì màu tím này đang là một cái màu cực kỳ hot hit luôn đúng không mọi người một màu hot hit của năm nay đây em mặc lên vai rất là dễ thương mọi người không sao hết nếu mà các chị tại vì cái tăng đơn này mình tháo ra được nha mọi người nha cái tăng đơn này mình tháo rời ra luôn cũng được luôn cái này là mình cài lại thích thì các chị khi mà mình mặc rớt vai mình cài thêm cái tăng đơ vào cái dây này nè mình cài lại cho khỏi nó bị tuột các chị sợ tuột thì không bị tuột còn nếu mà các chị muốn mặc lên vai á thì các chị tháo ra cái dây này ra luôn cái này tháo ra được tháo ra luôn cho em luôn ok được chưa 299 à, nghìn dùm em BB1 giùm em hình như là cái đầm màu hồng này em còn rất là ít đó các chị tại vì hiện tại là chị nào mà không chốt là chốt lẹ cho em chứ không là rất là còn rất là ít đó BB1 dùm em nha BB1 màu hồng BB1 màu tím dùm em như cái này màu hồng em cũng còn rất là ít còn màu tím hình như là em còn nhỉnh hơn vài chiếc á và yeah, cái này còn 3 size là S M L nha chị yêu nha mình ha. S M L ví dụ chị có thể cho em xin là chiều cao hoặc là cân nặng của chị á, em sẽ tư vấn size cho. Size S là từ 43 cho đến 47 nè. Size M là khoảng từ là 48 cho đến 53, size L từ 54 cho đến 58 còn size XL là từ à, 58 đến 62 nhưng mà hiện tại đồng này em chỉ có tới size L thôi nha cả nhà nha. Rồi, chị yêu nào lấy mẫu này lên cho em là BB1 đúng không mọi người? Đầm hồng này mặc lên rất là cưng Màu hồng này baby nha Màu hồng baby nha cả nhà nha Nhớ cho em xin cái màu luôn nha cả nhà Để em dễ canh Tại vì hàng xe số lượng nó ít đó Thành ra số lượng nó ít Thì mọi người cho em xin mã kèm màu đúng như cái mà mọi người thích luôn Cho dễ canh Nờ Không là Ví dụ nó hết hay là gì đó Báo cho mọi người luôn Rồi bây giờ này Số lượng màu hồng của em còn rất là ít Còn màu tím này em thấy là Rất là dễ mặc Ví dụ như màu hồng mình mặc lên Thấy nó baby quá thấy nó gọi là nó xinh xắn nha chị trung quá thì mình có thể chuyển qua tông màu tím giùm em em đang mặc kiểu như là lên vai nha còn khi mà cái chị lên vai các chị tháo rời cái dây ra cũng được cái này là tháo rời cái dây tháo rời được nha yên tâm giùm em còn mình muốn mặc rớt vai thì mình cứ gài lại để khi mà cái chị mặc rớt vai nó không có sợ bị tuột tại vì nhiều chị nói là em ơi cái vòng hào vòng một của chị nó hơi bé chị mặc những cái kiểu rớt vai như vậy á chị sợ nó sẽ bị tuột cái váy đi nhưng mà không sao cái này là có cái dây lên cho các chị rất là an toàn cái dây này có thể điều chỉnh kiểu dây tăng đơ cho mình luôn đầm này thì có mút ngực sẵn xịn sò cho các chị nhà mình thành ra các chị mà ngực to ngực nhỏ nhưng mà mặc lên nó cũng tạo cảm giác cái vòng một của mình rất là đầy đặn luôn ha phần này nó sẽ có những cái đường liên như xếp như thế này này cả nhà nó sẽ che được khuyết điểm cho các chị rất là tốt luôn chị nào mình có vòng hai khuyết điểm xíu hay là da mình ngâm ngâm xíu mình cứ lấy luôn cho em cái tông màu tím với tông màu hồng này hồng baby và tím mộng mơ đang chờ các chị mã bb một giùm em như rồi rồi 199 nghìn rẻ quá cả nhà ơi Tại vì cái đồng này giá gốc của em là tới 400 mấy lần Gần 500 ngàn em này Ok nè em thấy đơn của các chị rồi nè Nhưng mà bây giờ chị các chị yêu ơi Tranh thủ giùm em nha Chia sẻ like để em tặng quà luôn mọi người ơi Tại vì em hứa với các chị là đủ 500 lượt em chia sẻ Nhưng mà số lượng nó chưa có được Cho nên em chưa có chốt được cho mình nè Chị Quỳnh Ngọc ơi chị cho em xin cái số điện thoại của mình luôn nha Em thấy đơn mà chưa có thấy số điện thoại Tại vì các chị phải đầy đủ cú pháp giùm em bên em là chốt đơn mà hệ thống máy tính mà khi mà các chị có lên đơn trước các chị mà thiếu số điện thoại đó là thành ra các chị mà lên đơn sau á các chị đầy đủ thông tin là hệ thống nó chốt đơn trước á các chị tiếc lắm luôn á 199.000 chín nghìn đầm này giùm em bb 1 tranh thủ giùm em nha rồi một phút nữa em qua mẫu nhé cả nhà nha những cái mẫu này thì em như sẽ qua nhanh tại vì số lượng không còn nhiều Ồ cái vải này mọi người em sẽ để gần mọi người xem cái chất vải cho em nè cái vải của nó sẽ có cái đường những cái đường mà nó gân 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 lên đó các chị nha xin không Xinh đó mọi người Dễ thương quá trời luôn đúng không Màu hồng baby màu hồng này mặc lên cưng lắm luôn á Rồi em thấy đơn của các chị yêu như mình lên đơn quá trời luôn Đúng rồi mọi chị Màu tím cũng đẹp Màu tím màu hồng màu nào cũng xinh đó đó Hai màu này là màu nào em bán cũng chạy ngang ngửa nhau á Mà tại vì cái màu tím là nhà mát may hơi, hơi nhỉnh Số lượng hơi nhỉnh xíu cho nên màu tím còn hơi 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 nhiều xíu nè Còn chị nào mà chưa chốt mà nhanh tay lên giùm em Đây cả nhà cái đầm này là của em là hai lớp cho nên các chị yên tâm dùm em như nha Đầm này hai lớp Nè mọi người bên trong có lớp lót rất là nhìn nè không có bị mỏng Thành ra các chị mặc lên đâu có cần hỏi em là Đầm này là bên trong có gì không mọi người nha hai lớp rất là rõ ràng cho các chị luôn mặc lên kiểm giác là rất là nhẹ nhàng và bay bổng Đó y như là đi ra ngoài đường mà nhìn rất là dịu dàng Ngày hôm nay chị nào muốn biến hóa mình thành một cô gái dịu dàng đầm thấm Thì mình nên mặc cho em mẫu này Đúng không? Đó là con gái phải mặc váy nha mọi người nha. <laughs> Rồi bây giờ nè, em sẽ chốt khoảng tầm 30 giây nữa thôi nha các chị. Ôi mấy chị chốt đơn nhiều quá em định qua luôn mà các chị vẫn đang lên đơn Rồi BB1 dùm em như đặt hàng kèm mã kèm màu và kèm số điện thoại dùm em Còn chị nào mình muốn chơi game mình chia sẻ với em ít nhất là 5 lần chế độ công khai Rồi mình vào đây mình comment cho em là mát livestream Comment cho em là một con số có 3 triệu số là từ, ví dụ như là từ 001 cho đến là 999 á Trong cái khoảng đó các chị comment con số đó mà các chị yêu thích nhất Tan cho khoảng 3 đến 5 người bạn vào đây Để mình chơi game nha cả nhà nha Khi nào đủ 500 lượt chia sẻ Em như sẽ quay số trên cái phần mềm quay số á Đúng cái con số gì đúng hoặc là gần đúng với chị nào đó Thì là chị đó sẽ là ngày người may mắn nhận ngay một em đầm một em đầm hoa nhí của em Như như thế này nhá Em đầm này gần 500 ngàn đó cả nhà Và khi các chị nhận quay các chị không tốn bất kỳ một cái chi phí cả cả Thì là tiền ship luôn nha cả nhà ha Rồi bây giờ nè em đọc lại cái mã rồi em sẽ qua mẫu luôn nha các chị ưu ơi Rồi đầm này của em là BB1 giúp em nha cả nhà nha BB1 hai tông màu một tông màu tím một tông màu hồng này Cả nhà em xoay đằng sau cho các chị xem giúp em nha Phơm đằng sau giúp em nè cả nhà đó đang trước như thế này giá có 199 nghìn này chị nào bỏ lỡ là tiếc quá có mũi ngực xịn sò luôn đơn cái chị vẫn đang lên chị nào chậm tay là hết riêng mẫu này em nói thật chị nào chậm tay là hết luôn BB1 màu tím, BB1 màu hồng, 199 nghìn còn 3 size S, M, dùm em nhá Rồi bây giờ em như xin phép là sẽ qua mẫu luôn nha các chị yêu nhà mình nha Rồi qua luôn cả nhà rồi ok, bây giờ lại tiếp tục qua một mẫu đầm khác rất là xinh Nhưng mà cái mức giá ưu đãi cực kỳ nhiều luôn các chị mình nha Đầm hoài đang mặc là một trong những sản phẩm gọi là best seller Nhưng mà có mức giá giảm phải gọi là siêu bất ngờ mang đến cho các chị trong live stream Các chị mình có nghĩ là một chiếc đầm thiết kế cao cấp với mức giá là 7XX Hôm nay hoài mang đến mức giá chỉ có 1XX không à. ạ Đấy, siêu tầm 70% cho các chị mình nha Không để các chị mình phải chần chừ và chờ lâu để chốt cái mẫu đầm này nữa Thì hoài sẽ lên mã cho các chị mình luôn ạ à. BB4 là sản phẩm đầm gấm của Hoài đang mặc nha. Em này chất liệu cho Hoài sẽ là gấm nổi các chị mình ơi gấm sọc nổi nha kết hợp chọn em hoài là màu trắng và màu be rất là đẹp luôn và đầm có lớp lót bên trong phía trên cho em hoài kết hợp cho em cái bản lưng rất là to này thì chê có điểm rất là tốt và đầm này đang có mức giá là 745.000 là giá gốc giảm trực tiếp ở trong live chỉ còn 199 ngàn thôi ạ à. Cố mức giá 199 ngàn là nhanh tay chốt đơn Chị yêu nha Hoài chốt duy nhất 15 chị cho mẫu đầm Hoài đang mặc thôi ạ à. 15 chị cho mẫu đầm của Hoài đang mặc Nhanh tay chốt ngay mã sản phẩm cho em Hoài sẽ là BB4 kèm hoài Chị nào mà đang muốn chơi video Mình cố gắng là chia sẻ livestream cho thật nhiều nhé chia sẻ livestream, mình đừng quên là mình comment nhưng mà mình quên mất cái việc đó là mình chia sẻ livestream ạ. À. Mình chia sẻ livestream cho em đạt được tầm 500 lượt chia sẻ từ Hoài mới bắt đầu lướt tặng mini game được. Nên các chị mình đừng quên là mình comment nhưng không chia sẻ livestream thì lượt chia sẻ không tăng hoài không lướt được nha. Các chị mình hỗ trợ hoài chia sẻ lượt chia sẻ lên 500 đi ạ. À. Rồi ok này, mẫu đầm này cho em Hoài sẽ là BB4, trời đẹp lắm hoài quay phía sau các chị xem này Form dáng rất là đẹp phía sau kèm dây kéo khóa giúp em đầm này phía trước thì sẽ phối hợp cho em hoài là phần kiểu như phần giống ở phía trước ngực để tạo điểm nhấn cho đầm và phong đầm sẽ là phong đầm hai dây dáng bản nhỏ các chị mình nhá che khuyết điểm khá là tốt và cảm giác là cái phần dây bàn nhỏ như thế này á thì các chị nhà mình mặc nó sẽ thon gọn cái phần vai của mình hơn rất là nhiều em này thì mình có thể kết hợp cho hoài đó là đi tiệc này đi chơi hoặc là đi biển cho em hoài đều rất là sang đầm dấp ly cho em hoài hoàn toàn ở phía dưới luôn rất là đều tay để tạo điểm nhấn bồng lên cho mẫu đầm này ha cái form dáng này cho em thì lên lên rất là dễ mặc cho các chị bao nhiêu tuổi mặc cho hoài cũng được và đặc biệt là chị nào có mỡ bụng thì mình không có sợ tại vì cái phần đai lưng này cho em che khuyết điểm mỡ bụng cho mình rất là tốt luôn đầm này chị em Hoài sẽ có cho mình size đầy đủ nha chị yêu nhá SML giúp em Hoài đó là 38, 40 cân cho tới 60, 63 cân Tùy vào số đo chiều cao và ba vòng của mình nữa Thì chị nào tầm dưới 60 hoặc 63 cân mình cứ để lại cho em mã sản phẩm này Đó là BB4 kèm số thoại và kèm cân nặng chiều cao Sẽ có các bạn nhân viên nhà em tư vấn cho các chị mình nhá Mẫu này thì mình chỉ cần phối hợp cho em Hoài đó là một đôi giày cao gót Với kết hợp cho em một chiếc túi thôi là mình đã có thể xuống dính ra đường đi chơi rồi Không quá cầu kỳ nhưng mà cũng không bị đơn giản quá các chị ha Vừa sang vừa đẹp mà vừa phối hợp được rất là nhiều cái hoàn cảnh mặc thì tại sao mình không chốt ngay mà cái đầm này giá gốc tới 475 000 các chị mình mươi 435 trước và hiện tại đang giảm trực tiếp cho các chị nhà mình à, 745 là đang giảm trực tiếp chỉ còn 199 000 thôi ạ. À. Giá gốc là 745 giảm trực tiếp còn 199 000 và size số đang có đầy đủ để các chị săn thì ngại gì mình không chốt đơn. Bây giờ Hoài sẽ kiểu như là Hoài sẽ mít với một chiếc áo khoác các chị mình nhá. Bây giờ Hoài sẽ phối hợp kèm một chiếc áo khoác để mít mát với cái mẫu sản phẩm này để các chị mình kiểu như là không bị quá đơn điệu với một chiếc đầm hai dây thì Hoài đang có một chiếc áo dạng kiểu như là dạng vết nhưng mà em này kiểu dạng cách điệu các chị mình, vết không cổ các chị mình nhá. Rất là sang luôn. Mẫu này lên chất liệu cho em Hoài đó là kiểu dạng cô tông gân rất là đẹp. Và mẫu này có lớp lót bên trong nhá. Mẫu này sẽ có hai túi giả hai bên rất là sang. Đây các chị thấy mẫu áo này xinh ạ? Bơ Hoài sẽ lên mã áo này cho các chị mình luôn nha mã áo này hoài đăng lên mã sản phẩm cho các chị em mình đó là. BB3 kèm thoại nha BB3 đang có mức giá gốc cho em là 685 ngàn áo này 685 ngàn áo này và em đang giảm trực tiếp mẫu áo này còn cho các chị mình đó là 249 ngàn ạ à. Cho mức giá mềm không các chị yêu ơi Nhanh tay chốt ngay chị em Hoài đó là BB3 kèm thoại nha BB3 kèm thoại là mẫu áo này ạ à. Bây giờ Hoài sẽ khoác lên để các chị nhà mình có thể là xem được cái form dáng áo này luôn Và cái em này dễ mặc lắm các chị ơi không có khó mặc đâu Em nghĩ là em này thì cũng không cần phải khoác sẵn vào mà Các chị chờ em một xíu nhá Hoài sẽ ra đây và mít vào cái áo để các chị mình xem áo này thì mình chỉ cần khoác hờ các chị ha khoác hồ thôi là sẽ đẹp ạ à. Không cần phải khoác sẵn vào luôn ở trong trong người mình đâu Tại vì là Hoài thấy cái mẫu áo này mặc như thế này rất là sang Các chị em mình chỉ cần mặc cho Hoài mẫu áo như thế này Và mình mặc cho em Hoài với là một chiếc đầm hai dây giống như Hoài đang mặc Hoặc là kể cả là mình phối với quần tây Áo thun hay là áo sơ mi thì đều rất là sang Và xíu nữa chị nào mà muốn xem cái form dáng nguyên luôn Thì Hoài có thể là mặc hẳn vào luôn các chị xem nha Đấy rất là sang Phối thêm cho Hoài một cái túi sách nữa là đi tiệc đẹp rồi các chị mình ơi mẫu đẹp lắm nha mẫu áo cho em sẽ là BB3 kèm thoại các chị nhá mới 9 ngàn mà áo này thôi ạ à. Đây cái form dáng phía sau giúp em Một chiếc đầm rất là sang kết hợp cho em hoàn một chiếc áo màu hồng ngọt ngào này Cực kỳ đẹp cho em Hoài nên là mình thích mẫu này là mình chốt mã sản phẩm kèm ạ cho em Hoài nhá Cái mẫu này rất là sang luôn đấy ạ à, Ok chị yêu ơi mẫu này Hoài đang có size đầy đủ nhá chị yêu nhá Áo Hoài đang có 3 size đó là S, M, L cho các chị mình Tầm 60, 65 cân vẫn mặc vừa đấy ạ Và chân cái đầm của Hoài đang mặc thì chỉ có mức giá là 199 ngàn thôi Tính là cái nguyên cảnh của Hoài đang mặc bình thường các chị mình sẽ phải mua với mức giá là trên 1 triệu 500 nha trên 1 triệu 500 tại vì cái đầm đã là sáu trăm mấy rồi và cái chân váy, cái áo của Hoài Đăng cái đầm là 745 ngàn và cái mẫu áo của Hoài Đăng mặc là sáu trăm mấy rồi nhưng mà hiện tại đang giảm trực tiếp chỉ có 249 ngàn mẫu áo và váy chỉ có 199 ngàn thôi mà mình hóng chốt sẽ rất là phí tính là cái set này mình đang có mức giá sale tới là 70 đến 75% và mình hôm nay mua hóa đơn trên 300k thì mình còn được free ship nữa các chị yêu ha là mình thích mẫu nào là mình nhanh tay chốt đơn trên Hoài bằng cách là lên cú pháp này mã sản phẩm AA3 cho em Hoài là mã áo với mức giá là 249 AA4 cho mẫu đầm với mức giá là 199 ngàn Kèm số thoại, kèm cân nặng chiều cao để được các bạn nhà em tư vấn nha Rồi BB, ờ... Xin lỗi các chị mình nhá, BB3 chứ Hoài lại đọc là AA3 rồi. BB3 nha các chị nhá và BB4 à có màu khác không Hoài ơi? Chị Ngô Thanh Mai ơi, đầm của Hoài đang mặc chỉ có duy nhất một màu là cái màu trắng phối be thôi chị Ngô Thanh Mai nha. Còn cái bộ áo của Hoài đang mặc thì chỉ cũng có một màu duy nhất cho Hoài là màu hồng thôi. Em lại không có màu khác rồi. Nhưng mà các chị nhà mình ơi đừng có lựa màu khác tại vì cái màu của Hoài đang mặc mà mình đang thấy vừa mắt là mình chốt luôn thôi. Và Hoài thấy cái màu em đang mặc là khá là đẹp và rất là sang rồi đấy ạ. Nên là mình không cần phải là mặc qua màu khác đâu. Cái em áo này mình mặc mùa hè cũng được này, mặc mùa đông cũng được mặc chị em hoài kiểu lựa phong cách lịch sự à, kín đáo cũng được và mình mặc cho em như một chiếc áo bình thường cũng được luôn nha em mặc áo chỉ có 249 trăm bốn thôi Hoài thấy các chị mình lên đơn mẫu này rất là nhiều xịn quá đúng rồi chị ngọc anh ha quá xuất sắc à chơi video game chưa em hoài ơi à chưa chơi chị yêu ơi bây giờ để hoài xem lượt chia sẻ nào lượt chia sẻ mình bao nhiêu em chơi mini game với các chị luôn rồi mới bốn trăm bốn các chị ơi hoài đang cần 500 trăm lượt chia sẻ nha các chị hỗ trợ em hoài lên 500 trăm lượt chia sẻ để các chị yêu chỉ cần 500 trăm lượt chia sẻ thì hoài sẽ chơi mini game nha nên là mình cố gắng chia chia sẻ cho em thêm 100 lượt chia sẻ đi ạ món quà mini game đây chị yêu đây món quà đã nằm ở đây tầm một tiếng rồi nhưng mà chưa có chị nào uh, chưa có chị nào nhận về tay này nên là mình cố gắng mình chia sẻ giúp em thật nhiều đây hoài sẽ mít với cái set của em đang mặc với một chiếc túi các chị nhá ấy những mặc thứ như thế này đi tiệc có phải đẹp không các chị mình mặc như này đơn giản mà đi tiệc được rồi nhá là mình thích cái set của hoài đang mặc là mình nhanh tay chốt đơn tại vì như đã báo thì set này hoài có số lượng ít lắm hoài chỉ chốt cho mình tầm ba uh, hai phút nữa thôi nhá 3 phút để chốt cái set Hoài đang mặc và sau đó Hoài sẽ tiếp tục qua mẫu mới Đây là chị nào đang quan tâm mẫu này là nhanh tay chốt ngay này Hoài đọc lại mã nha BB3 là mẫu áo 249 ngàn là mức giá giảm đấy ạ Còn mức giá cho em Hoài mức giá sale á, là hiện tại Uh, mức giá gốc hiện tại của em này là tới 670 các chị mình ơi. Mức giá gốc của em này sẽ là 685.000 là gần 700 nha. 685.000 là gần 700 và giảm tiếp còn 249.000 thôi. Rồi mẫu này chị em Hoài mã sản phẩm cho em thế là BB4 là cái mũ váy Hoài đang mặc. Với mức giá là 745.000 giảm tiếp chỉ còn 199.000 thôi. Đấy cái set này mà hôm nay chị nào hóng sở hữu Hoài thấy rất là tiếc. Nên là chị nào mà thích mẫu nào là nhanh tay chốt đơn nha. Lên mã sản phẩm nhớ bổ sung số điện thoại cho Hoài nhé. Ok chị Nguyễn Thanh Huyền À. Hoài đang thấy đơn hàng của mẫu này rất là nhiều Nên là chị nào mà quan tâm cái set của em đang mặc á Là mình phải chốt nhanh Tại vì Hoài chỉ nàng với mình tầm được 3 phút nữa thôi Tại vì sản phẩm phía sau còn rất là nhiều À và cuối like thì Cuối like thì Hoài và bạn Như sẽ review lại tất cả các sản phẩm để mình săn Nên nếu như chị nào vào sau á, mà mình chưa thấy được cái sản phẩm của em Hoặc là những cái sản phẩm về mặt trước á Thì mình cứ yên tâm nha Xíu nữa em và Như sẽ review lại tất cả các sản phẩm để mình chốt đấy ạ à. Rồi chị nào chưa mà chưa chia sẻ live stream này nhanh tay chia sẻ live stream mà comment một con số giúp hoài này các chị ơi mark live stream kèm ba con số kèm tag ba người bạn vào xem live stream cùng em À rồi ok, đầm của em đang mặc mã sản phẩm cho mình sẽ là BB4 các chị nhá. Đây là đầm hai dây phía trong em sẽ cởi áo à, cởi cái mà áo khoác ra để các chị xem này. À, mình có thể là khi nào mà mình đi tiệc các chị mình mặc áo khoác này nhưng thôi mình tháo ra mình cầm như tay chị em cũng rất là sang. Rồi mẫu đầm này cho Hoài sẽ là BB4 nhá. BB4 là mẫu đầm của Hoài đang mặc với mức giá gốc của em này là 745 000 và đang được giảm trực tiếp chỉ còn cho em Hoài đó là 199 000 thôi ạ. À. Để chị nào mà chưa chốt cái mẫu đầm này là phải thật là nhanh tay tại vì cái mẫu đầm rất là hot và các chị nhà mình nãy giờ cũng rất là ưa chuộng cái áo này luôn đúng không ạ? kéo này sang các chị ha. Đặc biệt là cầu vai của áo này sẽ có độn nha. Cầu vai có độn cho các chị ở mình nên là mẫu này. Thì chị nào thích mẫu này là chốt ngay mã sản phẩm cho Hoài. Chỗ kéo rất đẹp lắm. Và các chị chờ để em Hoài chốt cái mẫu váy một xíu xíu Hoài sẽ khoác lại mẫu áo các chị xem nha. Hoài nghĩ là chiếc đầm này rất là đẹp rồi, 199 000 Nhưng mà mình phối cho em Hoài thêm cái áo khoác 249 000 này lên một set gần 2 triệu tiền tiền kiểu như là tiền để mua các sản phẩm này luôn thì tại sao hôm nay mình sở hữu cho em hoài chỉ tầm đó là năm 50 không đến 500 trăm ngàn mà mình không mua thì phí làm các chị mình ơi hôm nay mình mua cho em hoài đó là 448 trăm ngàn nguyên cảnh nha 448 trăm ngàn nguyên cảnh của hoài đang mặc đó là bb 3 cộng bb 4 nên là mình chốt luôn Ồ, ok bây giờ thì hoài sẽ mặc lại cái mẫu áo khoác để các chị xem ạ bây giờ cho hoài một giây đi hoài mặc lại cái mẫu áo khoác nhưng mà chắc là hoài sẽ xin phép ra đây mặc tại vì là kiểu như là mặc ở trong đấy thì em thấy hơi ngại một xíu các chị mình nên là hoài sẽ xin phép ra đây mặc nha để các chị nhà mình xem livestream nó sẽ vừa mắt thuận mắt hơn của các chị mình ạ. À. Đây ok bây giờ Hoài đã khoác vào rồi tại vì mỗi lần em thấy là mặc cái áo khoác này vào thì cái concept này nó sẽ sang hơn và được các chị nhà mình rất là ưa chuộng. À, chị nào mà hay theo cái phong cách mà Hàn Quốc nhẹ các chị mình mình nên mặc những cái form thế này tại vì Hoài thấy màu trắng và phối màu hồng thì rất là sang nha. Rồi mình còn chị em Hoài đó là tầm 2 phút cuối được, các chị yêu ơi. 2 phút cuối để chốt set của Hoài đang mặc và sau đó Hoài sẽ tiếp tục qua mẫu nha. Tại vì Hoài đang thấy Như đang mặc một chiếc đầm rất là xinh rồi và mình sẽ cố gắng là qua mẫu thật nhanh ạ à. à. để em kiểm tra lượt chia sẻ một lần đi các chị ơi Hoài sẽ kiểm tra lượt chia sẻ của các chị mình một lần Xem là lượt chia sẻ các chị mình đang ở là bao nhiêu Rồi lượt chia sẻ của mình là 417 Các chị nhà mình cố gắng giúp Hoài đi Tại vì từ giờ tới cuối live Hoài bắt buộc là Hoài phải tặng cho bằng được cái đầm này Tại vì cái đầm này đang rất là muốn tặng các chị mình rồi Nhưng mà bây giờ đã lỡ đưa ra target là 500 Nên bắt buộc mình phải chia sẻ đầy đủ cho em 500 nhá 417 lượt chia sẻ rồi bây giờ lên 500 Mà tại sao mình không chơi được các chị để gần cái đầm các chị để có động lực chia sẻ này quá là đẹp luôn chị nào không chơi game thì mình vẫn chơi các chị hoặc là xíu nữa mà các chị mình không chơi là như như tặng là em Hoài ra em chơi các chị mình em mà dành mất quà các chị mình là buồn lắm nên là Hoài mà chơi là phải chia sẻ mạnh lắm các chị ơi nên là à, nhiều lúc là nhân viên không chơi là vậy các chị nên là mình cố gắng là mình chơi mình game thì mình chia sẻ thật nhiều và comment đúng cú pháp giúp Hoài nha rồi bây giờ Hoài sẽ giới thiệu lại cái set em đang mặc và em sẽ qua mẫu ạ à. mẫu sản phẩm của đầm Hoài đang mặc sẽ là BB4 nhá BB4 với mức giá gốc là 745 và đang được giảm trực tiếp còn cho em Hoài đó là 199 ngàn Có 3 size đầy đủ cho các chị em mình đó là L và em đầm này lên chất cho em Hoài là gấm nổi nha Gấm sọc nổi này, có lớp lót bên trong, mức giá cho em Hoài quá mềm ạ, chín 199 ngàn Một màu duy nhất cho Hoài đang mặc, mặc đi chơi, đi làm, đi tiệc được nha Áo Hoài đang mặc cũng có một màu lên chất liệu cho Hoài kiểu dạng cô tông gân Các chị em mình ôi rất là đẹp luôn Mẫu lên mã sản phẩm cho em Hoài sẽ là BB3 với mức giá đó là 685 ngàn và đang được giảm tiếp ở trong like còn cho các chị là 249.000 mẫu áo ngoài đang mặc. Nhanh tay chốt đơn bằng cách đó là comment BB3 cho mẫu áo và BB4 cho mã váy để được chốt đơn hàng thành công. Và nếu như để muốn tư vấn nhanh nhất thì mình để luôn cho Hoài cân nặng chiều cao nha. Tại vì size số nhà em vẫn còn đủ ạ. À. Đây là form phía sau các chị yêu ha Rồi ok, chắc bây giờ Hoài sẽ để như qua mẫu và chị nào đang còn thích set này là nhanh tay chốt đơn bằng cách comment cho em mã sản phẩm kèm luôn là được ạ. À. Rồi ok. Bây giờ chị nào còn thích mẫu này thì mình cứ lên đơn nhá. Tiếp theo là sẽ qua mẫu đầm rất là xinh ạ. À. Rồi các chị em thấy là các chị mà chơi game á, thì uh, mình comment nhiều số lên Tại vì em thấy có nhiều chị là cứ comment đó, ví dụ là 777 là cứ comment 777 từ đầu like tới cuối like Nhưng mà một lát á, là khi mà quay số trúng thưởng Y chang như là mình mua số đó, các chị Mình phải mua nhiều số thì may ra cái cơ hội này mình mới trúng đó, mới cao đúng không Bây giờ các chị không cần mua số các chị comment nhiều lần Nhưng mà mỗi lần là một con số giúp em nha Mỗi lần là một con số thì cái tỷ lệ một lát nữa khi mà quay số thì mọi người sẽ dễ trúng hơn nha các chị yêu nhà mình ha À, bây giờ nè à, em lên cái mẫu này Ôi cái mẫu này cưng lắm các chị Mẫu này lúc mà đã đăng lên trên web á Đăng lên trên web bán á, là các chị đã vào hỏi rất là nhiều Các chị inbox hỏi rất là nhiều Nhưng mà lúc đó là hình như là số lượng cũng còn rất là ít Và nó còn hiện tại là Nó còn lẽ sai đợt này là mà mát về được cái cái đồng này Nhưng mà số lượng hình như nó còn ít hơn Tuy nó đủ sai nhưng mà nó còn ít Bây giờ nè mọi người ơi Lên liền cho em mã sản phẩm này là BB2 dùm em liền xuất sắc nha cả nhà nha Cái mã BB2 này của em, một em đồng này giá gốc rất là cao Nhưng mọi người khi mà đăng lên trên web là mọi người mua họ rất nhiều Tại vì cái họa tiết hoa nhìn nó rất là trẻ trung Nhìn nó rất là dễ thương nè mọi người ơi Và là cái phơm dáng kiểu như là cổ sẽ là cổ vuông Tay bo phòng nhẹ như thế này, tay ngắn phơm đồng xòe mà kiểu chữ A rất là nhẹ nhàng, đơn giản Ai mình mặc cũng được Và cái chất liệu này là chất liệu cô tông mềm giúp em như nha Bên trong của mình sẽ làm lớp 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 lụa cho mình nha Lớp lụa này sẽ làm cho các chị cảm giác rất là mát Nó thấm được mồ hôi cho mình uống cái phone này xinh lắm các chị ơi Em báo giá luôn nha Giá gốc là 595 ngàn Ngày hôm nay sale sập sàn cho các chị luôn Cái đồng này gần 600 ngàn Bây giờ em sale cho các chị quá rẻ luôn Cái đồng này các chị em bây giờ mua là được free ship luôn nè BB2 giúp em như Với giá chỉ còn là 399 nghìn Free ship toàn quốc giúp em như Nhá BB2 một à, Cái này em sẽ có là hai tông màu cho các chị nhà mình riêng hai tông màu này em nói thật sự chị là một cái mẫu mà best seller của nhà mát luôn các chị phôm đằng sau sẽ có gọi là có một cái nơ như thế này rất là xinh nha phôm đằng sau em có hai tông màu một tông màu trắng hoa em đang mặc đây với là một tông màu xanh đen họa tiết như thế này nha cả nhà nha hai màu giúp em liền bình thường á các chị tại sao mà không may màu đen mà may màu xanh đen các chị biết sao không một tông màu xanh đen là một cái tông màu thay thế cho màu đen rất là tốt màu đen các chị có nhiều rồi màu đen nhiều khi mình mặc nó chuẩn quá nó quá quen thuộc rồi thì mình thay thành một cái màu xanh đen để cho cảm giác nhìn nó trẻ trung hơn nha mọi người ơi nó hắt cái độ tuổi của các chị thích hơn và cái phom màu xanh đen này mặc lên cực kỳ gọn dáng nghe các chị ha tại vì cái form này cái chân kiểu như là form váy là phong giấy với chữ a Form váy xoài tự nhiên rồi thì các chị mặc lên nó không có bị lộ cái phần bụng này đâu các chị yên tâm giùm em ba trăm như là vượt free ship tính ra em này còn có 300 trăm mấy á cả nhà ơi rồi chị yêu nào mà chốt được mẫu này là mình nhanh tay giùm em nha tại vì hình như là số lượng á cái đầm màu trắng của em còn ba size nhưng mà mỗi size em còn tầm năm sáu chiếc thôi tính ra là còn là 15 16 chiếc cái mẫu này thôi là hai mẫu này em chốt được cái tầm 30 mươi chị thôi chứ không có nhiều nha 30 mươi chị nào nhanh tay là sẽ có hàng dùm em như Rồi em sẽ chốt đơn Cái này em còn đủ size chị F, M và L luôn dùm em <laughs> Rồi em chào các chị mới vào nha Chị nào mình mới vào Mình có thể thả cho em một cái tim nha mọi người nha Dạ BB2 300 99 ngàn, Ủa cái đầm này xinh quá các chị ơi mặc lên cảm giác rất là nhẹ nhàng luôn Em thấy cái mẫu này nha Các chị mặc đi chơi nè mặc đi dạo nè mặc đi cà phê mặc đi trà sữa bữa nào mình đi nha mọi người nha cô giờ đừng đi nha Thì rất là dễ thương chụp hình sống ảo lên Facebook nha mọi người Hay là thậm chí bây giờ em như ở nhà mọi người Em như ở nhà không có việc gì làm với lại cũng không có hình đăng Facebook á Là tự động vào make up rồi là đi thay đồ rồi ngồi chụp hình vậy đó Đăng lên vài tắm xong rồi đi tẩy trang đi đi ngủ tại vì bây giờ không đi đâu được á mà kiểu cũng buồn á mua đồ đẹp quá trời mà em như thích thích là mặc đồ đẹp á mà chơi chị thì uh, phải làm như vậy thôi đúng không cái mọi người mà ở nhà em như cũng đều lắm mặc dù là chỉ đi xuống ví dụ nhà bình thường đi xuống nhận hàng thôi là cũng phải vô thay đồ rồi cho chỉnh chu rồi là uh, mặc dù là bịt khẩu trang rồi kín mít này, nhưng mà cũng phải đi uh, điều điệu đứng nha, chút chút rồi là son môi mọi người son môi rồi kẻ chân mày rồi uh, chải tóc rồi mặc đầm mới rồi mới đi xuống nhận hàng anh sẽ Mơ đợi 15 phút Bữa anh giận em luôn mọi người Nhưng mà không sao mọi người Mình lấy nhan sắc của mình Mình đánh bài cái sự giận dỗ đó ra dùm em nha Rồi BB2 dùm em như Giá gốc là 595.000 ngàn ngày hôm nay sale cho các chị chỉ còn là 399 ngàn dùm em như nha Hiện tại em so em thấy là cái lượt uh, chia sẻ của mình gần đủ 500 lượt rồi Chắc khoảng tầm em nghĩ là tầm 2 phút nữa thôi ha các chị ha là em nghĩ là đã đủ rồi á Thì uh, khi mà đủ rồi em như sẽ bắt đầu quay số để mà tặng quà cho các chị yêu nhà mình luôn còn cái đầm này của em cái chị nào yêu lái nó không nè 300, à, 435 lượt chia sẻ rồi các chị À một lát nữa sau cái mẫu này một lát nữa em sẽ lên mà. Một lát nữa em như mặc cái mẫu mà gọi là 89k nha một lát nữa em như mặc mẫu 89k cho nên mọi người đừng đừng chờ gọi là đừng bỏ lỡ cái like nha mọi người đợi em xíu sau cái mẫu của chị họ là em như mặc mẫu 89k cho mọi người luôn. Và hình như là em báo là mã 89k còn rất ít luôn á. A à, cái này là BB2 giùm em nha cả nhà ơi, BB2 kèm giùm em màu số điện thoại. Ủa, cái đầm này đơn giản nhẹ nhàng mặc lên xinh lắm, đảm bảo các chị yêu như mình luôn. Mình mua hàng của nhà mát mình được kiểm tra hàng trước khi nhận, được đóng gói rất là xịn sò đưa đến tay các chị mà cái vải này không gọi là cái vải này mình mặc nó không có bị nóng cho lên form rất là chuẩn nha mọi người ơi. Nó tự đồng nó xòe ra như thế này này thì các chị mặc lên cảm giác cái chân của mình rất là thon nó che được khuyết điểm rất là tốt và cái form chữ hai như thế này này các chị là ai mình mặc cũng được mình kiểu tròn tròn hay là ốm ốm người mình mặc cũng xinh mà cao cao thấp thấp mình mặc cũng ok giúp em như nha 399 trăm chín giúp em mà sản phẩm bb 2 kèm số điện thoại giùm em rồi nhanh tay chốt đơn giùm em cái này cái họa tiết của nó cũng rất là dễ thương cái họa tiết này là kiểu như là hoa này rồi là lá này những cái bông xinh xinh nó phù hợp với cái mùa hè này các chị mình mặc cái đầm này vô là thấy là mát mẻ rồi đó rất là xinh ha em thấy là mùa hè này thảo không thể nào mà bỏ lỡ những em đầm như thế này và cái chất liệu này là đã được qua xử lý hết rồi cho nên cái chị mặc về cái chị nhận về nha không bao giờ bị phai màu với lại cái phơm với lại cái chất quả nó không có bị nhão ra giống như là những cái sản phẩm khác thậm chí cái chị mặc rất là lâu tại vì những chị khách hàng nhà em là đa số là nếu mà đã là fan cứng rồi á là mua hàng rất rất là lâu rồi năm 10 năm mặc bao nhiêu lâu nay cũng không có bị phai mờ á mọi người tại vì hàng nhà mát là đã trên thị trường là hơn 15 năm rồi Và bây giờ đang có mặt trên tất cả các sàn thương mại luôn Thành ra là các chị cứ yên tâm và độ tin cậy đến với nhà máy giúp em nha Rồi 399 nghìn dùm em nè mọi người ơi BB2 mọi người lên đúng mẹ mà, đúng màu dùm em nha Rồi 30 giây nữa em như xin phép qua mẫu luôn nha cả nhà nha BB2 nè rồi em thấy cái chị vẫn đang chơi game này BB2 giúp em Cái này của em là tông màu này là BB2 chứ không phải BB1 nha cả nhà nha Đào em nó mặc là BB2 giúp em nha Em có hai màu nha cùng BB1 màu tím Ok em thấy đơn của mình rồi nè em có lên BB1 màu tím á BB2 này của em là có hai màu Một tông màu xanh đen với một tông màu trắng tại vì khi Facebook nó bị ẩn comment Nó nhảy đơn chậm quá mọi người ơi Đơn của mọi người đặt cái đầm mà em mặc lúc nãy Bây giờ nó mới nhảy lên luôn á Rồi BB2 giúp em nha cả nhà nha 300... 99 nghìn dùm em Được không nè Tại vì thay vì bình thường các chị mua là với giá là gần 600 ngàn đúng không Thì ngày hôm nay các chị mua cái đồng này được free ship nữa 399 mà còn được free ship nữa nha cả nhà nha Rất là ưu đãi luôn á Tại vì không bao giờ có cái giá này luôn nha cả nhà nha rồi mọi người ơi chia sẻ like giúp em đi cả nhà ơi Chắc khoảng tầm là em like từ đầu like giờ mà bữa nay sao mọi người ít chia sẻ quá trời luôn Gần gần offline tới nơi rồi mà chưa được tặng quà này 300, 436 lượt chia sẻ thôi mọi người Là khoảng tầm là 64 lượt chia sẻ nữa thôi Mà hơn gần 300 chị trong like của em Thì mỗi chị cho em xin thêm một lần chia sẻ nữa rồi Em quay số luôn nha mọi người ơi Thiệt sự có một cái chị mà gọi là Chuyên trực về cái phần mềm Ôm cái laptop của em nãy giờ Để mà chơi game quay số với mọi người thôi Đợi từ sớm tới giờ mà chưa được quay luôn mọi người Phải tạo công ăn chuyện làm cho chị nha mọi người nha Rồi bây giờ này chị yêu nào chưa có chia sẻ like giùm em hoặc là mình có thể chia sẻ nữa mình chia sẻ cho em thêm mỗi chị một lượt nữa tại vì chỉ còn thiếu sáu mươi mấy lượt chia sẻ nữa thôi cả nhà là em quay số luôn cho mọi người nha tại vì em muốn tặng luôn cái phần quà này nếu mà các chị vẫn tương tác tốt em tặng thêm một cái phần quà nữa nha mọi người nha rất là nhiều phần quà của các chị yêu nhà mình luôn cái đầm này đẹp quá chị ha đúng rồi cái mẫu này hôm bữa chị mua rồi nè xin lắm em cảm ơn chị rất là nhiều nha em chia sẻ quá trời nè chỗ thank you chị mỹ linh em sẽ bán ngàn tim sao không thấy hình shop hình nào chị anna hằng ơi hình nào chị Ý là hờ chị không xem được live stream hay là sao chị Nếu mà không xem được nó bị đứng cái chị thoát ra vào lại giúp em nha Chắc là ra đường truyền tại vì em vẫn đang xem bình thường nha cả nhà ha Để em đọc được comment của các chị á Rồi em thấy đơn của chị đang chốt đầm màu xanh đen ok chị nè BB2 màu xanh đen hoặc là BB2 màu trắng giùm em nha Cái này là màu xanh đen giúp em nha cả nhà nha Cái màu xanh đen này các chị mặc lên nó trắng và nó cực kỳ gọn dáng Nếu mà chị nào muốn che khuyết điểm tốt hơn Thì các chị gọi là một cái tông màu nó an toàn hơn thì lấy cho cái tông màu xanh đen còn nếu mà các chị thích một cái tông màu nó tươi trẻ nó năng động hơn thì lấy cho em cái tông màu trắng nhé cả nhà nha 399.000 và được free ship toàn quốc giúp em nha mọi người nha Nếu mà nãy giờ chị này yêu nào đã có đơn hàng rồi Thì mình có thể mua thêm cho em để mà hóa đơn của mình nè 495.000 là được giảm thêm cho mình 50.000 nè Hóa đơn của mình là 695.000 được giảm thêm 100.000 Và hóa đơn của mình là 995.000 thì được giảm thêm tới 200.000 nữa nha Các chị yêu nhà mình ha Em mong là các chị ngày hôm nay sẽ lựa cho em ít nhất là hai sản phẩm tội gì Ngày hôm nay là một cái livestream toàn siêu phẩm của nhà máy Toàn là siêu phẩm là bán cực kỳ chạy Hiện tại đang đăng trên web bán rất là nhiều mọi người đăng trên web là bộ là inbox là bùm 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 nổ bùm 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 là chạy không kịp thở luôn á các chị thành ra là các chị phải chốt trên like tại vì các chị thấy không những ưu đã là trên like tụi em là vừa tặng quà nè vừa free ship nè vừa tặng thêm vô trò nữa chứ ở trên web bình thường mọi người đâu có nhận được những cái phần quà tặng thêm ưu đãi đó đúng không nè rồi nhanh tay giùm em bb 2 kèm màu kèm số điện thoại giùm em để em kiểm tra lượt chia sẻ như thế nào rồi, mọi người em mong là bây giờ đủ rồi để em tặng luôn một lát nữa em còn lên cái mẫu 89k nữa cả nhà em còn lên mẫu 89k một phần quà tặng nho nhỏ nữa cho các chị nào mình nhà mình nữa nha 459 được chia sẻ rồi cả nhà ơi 41 lượt chia sẻ nữa thôi 41 lượt chia sẻ nữa thôi gần được rồi các chị Gần được rồi Chúng ta sẽ làm được nha mọi người nha Cố gắng lên Rồi bây giờ này các chị Lên đơn cho em luôn B32 em như xin phép qua mẫu nha cả nhà Còn chị yêu nào mà chưa chút mẫu này thì nhanh tay giùm em Mẫu này rất là xinh Phông đằng sau sẽ có nơi như thế này Và phông dây kéo rất là cưng ha Bên trong có lót 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 cho mình cho nên mình mặc rất là mát Không có sợ bị mỏng Em như qua mẫu nha B32 399 nha. Rồi cái bây giờ hoài qua mẫu đầm đồng. tiếp theo cho các chị mình nhớ em qua một mẫu đầm rất là xinh các chị ơi và đầm này thì hiện tại hoài đang có rất là nhiều tông màu để các chị mình xem ạ hoài sẽ lên ngay cái mã sản phẩm cho các chị mình đó là bb5 các chị mình nhá bb5 là mẫu đầm của hoài đang mặc và có mức giá gốc cho em đó là Mẫu này sẽ có cho em là 595 ngàn 595 ngàn đầm hoài đang mặc Và hôm nay đầm này đang được giảm trực tiếp Chỉ còn là 399 ngàn Và đang có đầy đủ size để các chị mình săn luôn Thì đầm này mình mặc đi chơi này Đi làm này, mặc đi dạo phố cho hài đầu Rất là đẹp nha Với rất là nhiều tông màu để các chị mình lựa chọn bây giờ hoài sẽ đem lên các tông màu để các chị săn em này thì hoài thấy là màu nào cũng đẹp màu nào cũng xinh nhưng mà hoài thấy có tới 4 tông màu là các chị mình ơi đầm này mình có tới tận 4 tông màu để các chị săn nha hoài đang có tông màu em đang mặc là tông màu kiểu xanh vàng xanh các chị mình vàng xanh xanh này tông màu tiếp theo là đen xanh và tông màu be trên hoài với mức giá chỉ có 399.000 chín đầm này hôm nay chị nào ưng ý đầm này là phải săn ngay cho em nha Size số em vẫn còn đầy đủ cho mẫu đầm này đấy, các chị yêu ơi à, Đầm này mình mặc đi chơi được, đi làm được, đi dạo phố được Chất liệu cho Hoài là cô tông thái nha Đầm bên trong có lớp lót các chị em mình Phần cổ chị em Hoài sẽ phối cho em đó là phần cổ hơi dáng thuyền nhẹ này Phối cho em đó là phần bèo phía trước ngực nữa rất là sang Tay cho mình thì sẽ là dạng tay con nhưng mà sẽ có độ bồng các chị ha Cái màu của em đang mặc xinh quá trời xinh luôn đấy ạ Em này cũng là một trong những sản phẩm gọi là best seller của nhà Mark ở thời điểm hiện tại. Nên là chị nào mà quan tâm mẫu này là phải chốt nhanh thì mới đảm bảo là chắc chắn mình có hàng được các chị ha. Tại vì là số lượng của những em này rất là ít luôn. Nhà Mark đã bán sản phẩm này nhà em toàn bán giá gốc không mà đã rất là cháy hàng rồi. Nhưng hôm nay em giảm trực tiếp chỉ còn cho các chị mình đó là 399 000 đầm này thôi. Và chị nào cần sở hữu một em đầm như thế này trong tủ thì mình phải chốt ngay. Tại vì là em này mặc được rất là nhiều môi trường. Mặc đi chơi được, đi làm được. Đây hoài để gần các chị xem cái tông màu nhá. Đen ạ. À màu xanh đó chị ha. Màu B và màu Hoài đang mặc sẽ là cái tông màu kiểu như rằng là xanh vàng xanh xanh rất là sang Em này thì hơi ngả xanh nhưng cũng có cái màu vàng pha nữa các chị mình Cái mẫu này thiết kế cho em Hoài dễ mặc Các chị mình thích mẫu này là mình cứ chốt ngay cho em mã sản phẩm giúp em nha Đó là BB5 kèm thoại các chị em mình à, Các chị vẫn tiếp tục chia sẻ livestream và tiếp tục comment giúp em đi ạ Tại vì là nếu như lời chia sẻ của mình ok Thì Hoài và Như sẽ mở ra cái chương trình mini game Tại vì chắc chắn hôm nay thì sẽ tặng quà cho các chị mình rồi Lời chia sẻ đang là 481 rồi Các chị yêu ơi chia sẻ thêm cho em Hoài 20 lượt chia sẻ cuối cùng ạ. 20 lượt chia sẻ cuối cùng Hoài bắt đầu lướt tặng mini game này các chị. 20 lượt chia sẻ thì rất là nhanh mà nên là mình cố gắng mình chia sẻ giúp em Hoài thật nhiều nha. Rồi chị yêu nào mà thích mẫu nào là mình cứ lên đơn. Từ đầu like giờ mình thích mẫu nào mình cứ lên đơn cho em Hoài tại vì những cái mẫu sản phẩm nãy giờ em lên á, em nào lẻ sai là em Hoài báo cho mình rồi. Còn đa phần những cái mẫu Hoài đang mặc là đang có đầy đủ size này. Ba size giúp Hoài luôn, 60 cân đổi lại mình mặc vừa. Nên các chị nhà mình muốn mà được tư vấn nhanh á, mình comment cho em đó là BB5 kèm màu, kèm số thoại, kèm cân nặng chiều cao và số đo ba vòng luôn nhá. Sẽ có các bạn nhân viên viên tư vấn dạ đây form phía sau đi chị yêu ha kết hợp cho hoài đó là dây kéo khóa giọt nước ở phía sau mặc cực kỳ tiện lợi form dáng là form dáng hơi ôm nhẹ thôi không phải là dáng quá body và em chất liệu này thì không có độ co giãn nhưng mà mặc rất là êm người các chị ha bên trong có còn kèm lớp lót cho hoài đấy ạ à. nên là các chị nhà mình mà quan tâm đồng này thì mình cứ để lại mã sản phẩm cho em đó là bb 5 kèm hoài phía sau em vẫn còn cái mức giá sản phẩm đó là tám mươi chín ngàn tám sáu các chị mình nhớ trong livestream cùng hai tới cuối và xíu nữa khi mà gần kết thúc cái livestream này thì hoài và như sẽ review tổng cộng tất cả các mã sản phẩm để các chị săn luôn. Nên nếu như mà mình đang ở trong livestream á thì mình cứ ở trong livestream cùng Hoài nha, không có rời khỏi livestream giúp em ạ. À. Rồi các chị chờ em một xíu nhá. <laughs> Rồi các chị mình nhờ chia sẻ livestream giúp em thật nhiều các chị ha, chia sẻ livestream và comment tương tác cùng em thật nhiều nhé để em Hoài xem nào. Lượt chia sẻ của các chị nhà mình hiện tại đang là bao nhiêu đây? Rồi ok, lượt chia sẻ mình là đang là 500 lượt chia sẻ các chị ơi. 500 lượt chia sẻ rồi. Vậy thì bây giờ Hoài sẽ tổ chức cái chương trình mini game luôn rồi các chị hay là để Hoài bán xong sản phẩm này đi. Cho Hoài xin thêm 2 phút đi Hoài bán xong sản phẩm này, sau khi bán xong sản phẩm này rồi thì Hoài sẽ bắt đầu lướt tặng mini game nha. Bây giờ các chị mình tiếp tục comment đi ạ. 2 phút để các chị mình bắt đầu comment này. Mắc live stream kèm cho em 3 chữ số và kèm tag 5 người bạn vào xem live stream và chia sẻ live stream giúp em thật nhiều nha. Hoài bán giúp sản phẩm này đi xong rồi Hoài và Như sẽ cùng uh, chơi với game với các chị mình và sau đó Như sẽ lên cái sản phẩm cuối live luôn cho các chị mình này. Đấy một cái sản phẩm rất là đẹp nha. Đầm này các chị của mình tông màu nào cũng đẹp hết, tông màu nào cũng sáng da, tông màu nào cũng dễ mặc không có khó mặc đâu ạ à. bb 5 kèm thoại cho em hoài nha Size số sẽ có nhân viên nhà em tư vấn cho mình hết nên là các chị yên tâm giúp em cái đầm này dễ mặc lắm các chị ơi nên là chị nào mà đang quan tâm mã bb 5 là phải chốt thật là nhanh tay nha Size số sẽ có các bạn nhân viên nhà em tư vấn hết cho mình luôn các chị nhà mình có thể phối cho em hoài với một cái túi sách như em đang mang này đây một cái mẫu đầm nhẹ nhàng này thì mình chỉ cần phối hợp cho em với những chiếc túi đó là tông màu kiểu nhẹ nhẹ một xíu thôi để dễ mặc đồ và mình có thể phối cho em hoài với những đôi giày trắng hoặc là đôi giày màu kem là sẽ hơn mình hạn chế là phối đồ màu đen lên các chị nhá à, tại vì đầm màu rất là ngọt rồi nên là nếu như mà mình lựa màu đen này ấy, thì mình có thể phối giày đen được còn đối với những màu xanh và màu be hoài đang cầm thì hoài nghĩ là mình nên hạn chế phối với giày màu đen tại vì nó sẽ bị phản màu các chị em mình sau đó mình phối cho hoài thêm túi sách hoặc là mũ nữa thì mình đi tiệc hoặc là đi chơi em thấy rất là sang rồi không có cần phải cầu kỳ quá các chị ha mặc trên những cái form này rất là dễ thương đấy ạ rồi bây giờ chị nào thích mẫu này thì nhanh tay chốt đơn này thế là bây giờ hoài sẽ bắt đầu chơi game với các chị mình nhá bây giờ hoài sẽ bắt đầu chơi game chị nào nào mà chưa comment thì bây giờ Hoài sẽ để một phút để các chị mình comment này một phút cuối cùng để các chị mình bắt đầu comment mark livestream và lưu ý giúp Hoài thoát ra khỏi livestream và vào trang cá nhân mình xem thử xem là mình đã chia sẻ đầy đủ 3 lần chưa Tại vì là nếu như mà Hoài lướt tặng mà các chị ở mình chưa chia sẻ đầy đủ ba lần là Hoài sẽ xả cái món quà này ra Là mình cố gắng là chia sẻ đầy đủ với Hoài, à chia sẻ 5 lần hả? Chia sẻ 5 lần lên trang cá nhân chỉ độ công khai các chị nha, 5 lần ha Vậy là hồi nãy có lúc thì nói ba lúc là năm nên là bây giờ em sợ là các chị mình đang bị quên mất là bao nhiêu lần thì các chị mình chia sẻ giúp em 5 lần nha bây giờ các chị mình sẽ có một phút để comment và chia sẻ 5 lần lên trang cá nhân ở chế độ công khai nếu như mình không chia sẻ đầy đủ 5 lần thì nhà em sẽ xả cái món quà đó ra nhá rồi các chị yêu đã chuẩn bị sẵn sàng chưa bây giờ chắc hoài sẽ mời như vào cùng hoài luôn đi tại vì là xíu nữa như cũng sẽ lên một cái sản phẩm cuối like luôn sau đó hoài và như sẽ review lại tổng cộng tất cả mã sản phẩm để các chị mình nên là mình à, còn một cái à còn cái nữa hả rồi ok thì bây giờ các chị mình chờ hoài một xíu nha bây giờ thì hoài sẽ cùng như chơi game luôn đi bây giờ em em vào đi tại vì xíu nó phải dùng máy tính để lướt đấy. Ừ. Rồi mọi người ơi bây giờ là em thấy là đầy đủ lượt chia sẻ rồi đúng không? Cái chị ơi, chị nào chưa chia sẻ hay chưa comment đồ gì á, comment nhanh dùm em nhanh chắc là còn 30 giây để cho các chị chia sẻ thôi rồi em sẽ uh, lướt luôn mà lướt <laughs> chơi phần mềm đúng không? <laughs> chị ra uông ngọc thắm với màu vàng bơ lên trên mã sản phẩm là BB5 kèm thoại đi chị ơi yeah. BB5 kèm thoại chứ mà xíu nước có cái nào vàng bơ nữa là em cũng không biết chốt ừ. mẫu nào nữa chị ơi mình cố gắng mình comment đúng không? của pháp giúp hoài nha rồi ok bây giờ thì mình sẽ dùng bây giờ mình sẽ dùng cái nào lướt ta mình sẽ dùng ừ, máy tính lướt luôn tính lướt rồi luôn nha. ok cái này rồi. thì chắc là phải nhờ các bạn nhà mình phụ được chứ nếu như mà Còn mình hoài lướt thì hơi khó các công nhá. chuyện có công an chuyện làm cho chị nhà em rồi à, bấm một cái thôi là bấm một cái được đúng không rồi ok bây giờ thì hoài sẽ dùng cái này để các chị xem cá đây ok đây các chị thấy như thế này là rất công bằng ừ. nha đây là phần mềm có nghĩa là ừ. những comment của chị nào mà đã comment ở trong like này rồi á, thì mình mình đã thấy được các chị mình nhá sao chị à. bé bé lại cho nó à, rồi, ok nhìn. như thế này là rất là ok rồi tại vì bỏ bỏ thẳng quá nó bị lóa nó bị uh, xa xa bóng xa. Á. rồi không càng đứng xa càng bóng rồi ok như này là vừa này, à, các chị ở mình nhớ, tại vì là cái này á, là em đã có tên tất cả những chị comment ừ. rồi nên là nếu như chị nào mà chưa comment thì nhanh tay comment lên cho em hoài nha ừ. đó cái thể lệ này. bây giờ như sẽ nói lại thể lệ một lần nữa, tại vì nếu như mà hoài kiểm tra không có đúng là hoài không tặng quà được nha. Mọi người comment giúp em là mã livestream cộng cho em 3 con số, một con số có 3 chữ số giúp em nha. Có nghĩa là từ 001 cho đến 999 đó mọi người. Comment giúp em thật là nhiều con số để mình có thể may mắn được nhận quà nha. Và tặng giúp em là 5 người bạn vào chia sẻ giúp em ít nhất là 5 lần chế độ công khai giùm em như trên các trang hội nhóm hoặc là trang cá nhân chế độ công khai okay. giùm em nha. Còn bây giờ là em sẽ đếm 5 4 3 2 1 5 giây ngược để đó, mà em okay. quay luôn nha mọi người nha. Rồi, 5 4 3 2 1 Okay. Okay. rồi màn hình đã quay rồi đó các chị ơi số gì ra số gì ra để xem chị nào nè <laughs> rồi thay ngưng lại có số nào vậy mọi người uhm. nguyễn tấn phát ạ hai chín hai một chín hai một chín cho chị nguyễn tấn phát <laughs> anh ăn <laughs> anh ơi chị gì cũng có chị, chị đang lấy nét chồng lấy rồi. người yêu rồi như các chị mình thấy nhá đây cái này là phần mềm rất là công bằng luôn các chị cái này là hên xui thôi nhưng mà em nghĩ là những ai mà chia sẻ nhiều thì khả năng chúng mình sẽ có cao rồi. Rồi. tại vì phần mềm nó cũng sẽ là phần kiểu như định lấy vị hệ được hệ thống... các chị mình những chị nào mà tương tác nhiều và đa số là hệ thống rồi. nó sẽ chút đơn chị nguyễn tấn phát ơi comment ngay chim hoài là nhận ừ. quà đi ạ mình đang khó trong livestream không mà... Oh, mà mình thoát ra khỏi livestream rồi là phí lắm chị ơi comment chim Hoàng là nhận quà nha rồi tình yêu tấn phát ơi còn đang trong livestream thì comment giúp em nha để em biết là mình vẫn đang theo dõi like nếu mà bây giờ em khoảng tầm 2 phút nữa mà em không thấy chị comment lên thì em sẽ nhường cái phần quà lại cho một chị khác nha ừ, rồi, bây rồi. Giờ thì à và đây là món quà các chị nhá em sẽ bảo lại một lần ừ. nữa đây là món quà hôm nay sẽ thuộc về chị nguyễn tấn phát và bây giờ thì chắc hoài sẽ để như tiếp tục lên sản phẩm mới tại vì là ừ. hoài bị lộn được các chị ơi, phía sau vẫn còn một chiếc đầm nữa nên hoài sẽ đi thay mẫu đầm khác nha dạ rồi bây giờ nè các chị như đầu like em đã nói với cái chị là em hứa là ngày hôm nay em sẽ lên một cái uh, mã sản phẩm với giá là 89k Giá dạ, 89k đây là một cái phần quà tặng cho 20 chị nha mọi người nha Một phần quà tặng cho 20 chị nào nhanh tay để mình săn được cái mã 89k này giúp em Bây giờ là phải tranh nhau mà săn nha Mình đi săn là mình phải nhanh mới có hết. được rồi là bắt được cái con mồi Chứ mà các chị chậm tay là hết nha Rồi các chị ơi đã ổn định chưa nè Bây giờ mình tiếp tục live stream nha Một lát nữa em sẽ nếu mà cái lượt chia sẻ của mình mà được lên cho em 1.000 lượt chia sẻ Thì em tiếp tục tặng thêm cho các chị một em đầm nữa nha Còn bây giờ thì em như xin phép là like luôn cái set em đang mặc trên người Mọi người nãy giờ có hóng cái mã 89 cao mọi người Đầm vàng hả? Đầm vàng Đầm vàng lúc nãy là đầm nào ta? Đợi một lát nữa với chị An Baby ơi, một lát nữa em sẽ review lại tất cả các sản phẩm có Có gì thì chị xem rồi đặt được cái mã của mình hỏi với Chứ giờ hỏi đầm vàng em không nhớ mọi người ơi Like riết mà không nhớ được á Rồi bây giờ nè em lên cho mình nè mọi người 89k cho 20 chị nha Hiện tại em đang live trên 3 trang Insta, Shopee và Facebook Cho nên là mình phải nhanh tay dùm em Lên liền cho em cái mã gì đây Mà áo của em đang mặc là BB6 dùm em Hiện tại mẫu áo caro như thế này Nha mọi người nha Áo caro em còn hai size và S là M S và M với giá 89 nghìn 89 nghìn nha mọi người ơi cái chút tơ mà tơ xốp nha cái chất này chất tơ xốp như các chị ơi mặc rất là đẹp luôn và hòa tiết caro Siêu dễ thương không bao giờ bị lõi thời Không bao giờ là gọi là bị kén tuổi Mẫu này ai mà cũng được Chỉ sợ là các chị có săn được hay không thôi Tại vì em chỉ có 20 chiếc thôi cả nhà 20 chiếc cho giá 89 nghìn Lên cho em BB6 nha Còn 2 size F và M Cái giá gốc của em này là 275 nghìn gần 300 ngàn bây giờ sale luôn chưa tới 100 ngàn có 89k à, cả nhà ơi rồi lên cho em liền BB6 là cái áo của em đang mặc nha chị yêu nào chậm tay là hết em nói thật sự BB6 tại vì số lượng có 20 chiếc em làm một cái phần quà tặng cho những chị yêu nào mà tình tương tác từ đầu lái giờ này nãy giờ mình chưa có chốt được á mọi người thì ngày hôm nay mình chưa được tặng và mình chưa có được may mắn thì có thể chốt liền cho em chứ mà các chị chậm tay là nó sẽ tụt mất luôn tám chín nghìn cái áo này chỗ cái cổ luôn nha mọi người nha nhìn rất là lịch sự luôn mẫu này nè mọi người đi chơi đi làm đi tiệc tùng gì cũng đẹp luôn á mà cái vải mà tơ sớ cái chị mặc lên nó rất là mát mẻ luôn nha rồi và chiếc quần của em cái này là cái quần mà em mặc cảm y chang như là cái cái váy đúng không cả nha một em quần ống rộng và nó sẽ có những cái đường chiếc ly nó tạo được cái độ phòng rất là tự nhiên luôn với cái tông màu em mặc là tông màu cam đất dùng cho em như nha mà sản phẩm này là bb 7 dùm em BB7 này để em xem nè BB7 giá gốc 495 ngàn Ủa cái giá gần 500 ngàn Cả nhà bây giờ sale cho các chị bao nhiêu 299 000 Và mẫu này thì em như sẽ có cho mình là hai tông màu quần nha Rồi tông màu đen rất là cơ bản rất là basic cho các chị với một cái tông màu cam đất dùm em như 299 000 nghìn dùm em với mã BB7 dùm em rồi em thấy cái chị lên đơn BB6 rất là nhiều này cái áo này của em 89k đây áo đẹp mà không có size L ui tiếc ghê chị Gia U ngọc thấm ơi cái này size L hả size L chắc mặt hơi hơi chật em nghĩ là nó sẽ hơi chật một xíu nhưng mà không biết là không biết là số con của chị bao nhiêu ta để em tư vấn cho mình đó Tại vì size L cái mẫu này chắc là khoảng tầm 55 55 cân đủ về thôi nha mọi người nha S với M em còn hai size M thôi Còn tầm 55 cân đủ về thì mình chốt đơn dùm em như nha Rồi bây giờ này em thấy là chị Lưu Trang này lấy BB6 Nhưng mà chưa có số điện thoại ấy. chị ơi Bổ sung dùm em với những chị nào đặt cái mã BB6 của em đang mặc cái áo này Áo caro này có đúng một cái tông màu này thôi nha cả nhà nha Đây là một cái màu, cái mã quà tặng em lên cho các chị Nếu mà chị nào chậm tay là không có Tại vì em có 20 chiếc thôi Nha mình lên đơn thì mình bổ sung đầy đủ thông tin dùm em BB6 kèm số điện thoại giùm em nếu mà các chị không có số điện thoại thì những cái phần quà này sẽ dành tặng cho những gì khác rồi đầy đủ thông tin giùm em để hệ thống chốt đơn nhá còn chiếc quần này các chị mặc là y chang như một cái váy mọi người ha em mà em tụi nó có váy không ơi mà nhìn xuống là ờ ừ, thật ra là cái quần cái phòng này là lưng quần siêu cao luôn các chị cái rốn em như ở đây này thì cái nhà mát là may thêm một cái bản lưng á mọi người lên thêm là khoảng tầm ba đến bốn phân nữa để cho mấy chị mặc lên là siêu hách dáng nha và cái phần này nó sẽ có những cái đường chít 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 ly như thế này này các chị thì nó sẽ có được những đường ly để nó tạo cái độ phòng rất là tự nhưng cái vải này y chang những cái vải ta luôn á chị ơi, cái vải này nó rất là thẳng cái phom và nó đứng phom luôn cho mình nha. đây em thấy nó rất là xinh, cái quần này của mình là mặt sẽ là dây kéo khóa một b giúp em nha, y chang cái chân váy luôn Chẳng khác gì cái chân váy luôn á các chị ha. cái này là cái phom quần em thấy là vì ngày hôm nay các chị không biết mình mặc cái gì cứ lấy cái quần này ra phố cho em. tại vì cái mẫu này rất là dễ phối đồ, một chiếc quần thằng thánh và em như cũng có sở hữu một em màu đen rồi. với giá ngày hôm nay là có 299 trăm chín chín ngàn rồi cả nhà ơi b 7 giúp em như nha. <laughs> mẫu này đẹp quá hả rồi nhanh tay giùm em 58 con em hơi hơi chọt rồi chị Ngọc Thắm ơi hơi chọt rồi 58 con không vừa rồi không có rồi tiếc ghê thôi để lát nữa nha em review lại những mẫu đằng trước có cũng có giá một ít ít rồi có mẹ có trăm mấy không à, mọi người thì mình có thể là săn giúp em nha còn riêng mẫu này 89 chín không có size L rồi tiếc ghê để hôm sau đi tại vì ngày nào em like cũng có mẹ uh, tặng cho các chị hết đó cho nên các chị yên tâm nhớ bấm theo dõi trang để khi mà em như lên like mọi người có thể theo dõi được cái live stream mình săn được những cái mẫu mà giá cực kỳ ưu đãi nha rồi bây giờ này cả nhà 59 mươi chín tám mươi chín mã bb 6 giùm em còn quần là 299 trăm chín mươi chín còn ui cái quần này đẹp lắm cả nhà ơi Quần này thì em sẽ có đầy đủ size S, M và L luôn nha cả nhà nha S, M và L chị nào mặc size L là lấy luôn cho em cái quần này Tại vì cái quần này không thể nào mà bỏ lỡ được mọi người Bỏ lỡ nó là một cái gọi là rất là thiếu sót Tại vì bây giờ các chị biết không Cái quần này đang siêu hot hết và tất cả các chị em ai ai cũng có thậm chí những chị đang ở trong uh, nhà máy đây ai cũng sở hữu một chiếc quần như hai rồi tại vì kiểu mình mặc lên không bị kén mà mặc lên nó rất là đẹp nó không mình bị, đối bị đối lộ khuyết điểm mà phối cái gì nó cũng đẹp ngày hôm nay bí quá không biết mặc gì cứ trong tủ đồ có cái áo gì là lấy ra phối hết cho em nha rồi chiều dài áo áo nó cũng là một cái form bình thường thôi để lát nữa em thả cái phơm ra cho chị xem luôn nha chị yên tâm giùm em để bây giờ em đóng thùng để thấy được những cái lưng quần này cái lưng quần này siêu cao mặc hết dáng lắm các chị mặc cái tông màu cam đất này em mặc lên rất là trắng da nha. Kiểu như là mình thấp thấp người mà chị nào 1m50, 1m48 là nên chốt liền cho em những cái mẫu quần này. Còn size cho mình đó chứ không là cái chị mà chờ chờ là nó hết size rất là tiếc luôn. Có 299 nghìn ở cả nhà. 299 mình mà cái form quần nó rất là gọi là chuẩn form thế này mọi người thấy không? Em đang cầm trên tay mà cái form nó xòe ra y chang như một cái trong váy luôn. Y chang trong váy luôn như mọi người nè. Đó, mình mặc lên mình cảm giác nó là một cái chân váy luôn á mọi người Rất là xinh và cực kỳ hát dáng Tại vì cái ống quần này nó cảm giác cái chân của mình nó thon hơn, nó nhỏ hơn Chứ mấy chị mà làm cái ống ôm như thế này tự nhiên thấy cái chân mình rất là to, rất là bắp chân á Hơi thô nha Rồi, 89 nghìn dùm cho em là mã BB6 Còn buộc em mặc là BB7 rồi 1 phút 30 giây nữa em qua mã, mã nha cả nhà ơi Cái này em không còn nhiều Em cảm ơn chị NH Vân, chị yêu của em <laughs> Cảm ơn chị rất là nhiều Rồi mọi người bổ sung dùm em cái số điện thoại này Em thấy có nhiều chị chưa lấy số điện thoại á Rồi em xin nhắc lại nha mọi người nha Rồi em để em bỏ cái form áo đó cho các chị xem Ôi áo có 89 nghìn rồi mọi người Sắp hết tới nơi rồi mà bây giờ bỏ form ra nữa Không biết còn hàng để bán cho các chị không đây rồi nha quần là BB7 giúp em như 299 nghìn dùm em nha BB7 299 nghìn nhờ mã quần dùm em Đủ size S, M và L Một tông màu đen với một tông màu cam đất em như đang mặc Ui cái này là xinh lắm cái màu đen này phối và cũng hợp nè Xuất sắc chưa kể nha Chị nào mà size S, M lấy luôn cho em cả set đi là được free ship luôn á Chị nào lấy được là cả được cả set là lấy được free ship luôn nha Chứ đừng có bỏ lỡ nha mọi người Ui trời ơi hú hồn <laughs> như... Rồi, bây giờ nè em xin phép là xỏ cái form áo ra em đứng mép qua bên để xỏ qua nha mọi người nha Cho mọi người thấy rồi em qua mẫu luôn Tại cái này 89 ngàn cũng không còn nhiều nữa Này cái form áo nó là một cái form áo bình thường giống như là những cái áo bình thường á mọi người ha Chứ nó không phải là một cái áo mà không giống như những cái áo bình thường á cả nhà Ý <laughs> là cái form áo nó cũng là một cái form áo bình thường thôi ừ, Chứ không phải là rốt top mắc hay gì hết trơn á Cho nên là mọi người mặc rất là thoải mái Đây nè, em uh, xỏ cái form ra mọi người nhìn nè Rất là xinh đó Mặc, 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 mặc kiểu tải như thế này tải cũng tải dễ, dễ thương nữa <laughs> ha Rất là năng động Ví dụ như cái chị xỏ form mặc à kiểu này Mình <laughs> mang cho em <laughs> một đôi sneaker nữa thôi Là cực kỳ năng động và cá tính luôn Rồi em như xin phép qua mẫu nha Với mã áo là bb 7 giúp Ờ 3 b BB6 là mã áo, còn 2 size F và M chị giá 89.000 cho chị nào nhanh tay mới có hàng chứ chậm tay bây giờ chắc em nghĩ là gần hết rồi đó. Còn quần là BB7 dùm em. Giá gốc là 495 bây giờ còn 299.000 với chiếc quần thần thánh này của em thôi. Rất là đẹp luôn nha mọi người ơi. Rồi em như xin phép qua mẫu luôn nha cả nhà nha. Ok bây giờ Hoài sẽ qua một chiếc đồng đầm... chị Rồi ok, chờ em hàm xíu nhá. Bây giờ mình sẽ qua một mẫu đầm maxi kiểu dạng dài cho các chị rất là sang này. Thì em đầm này ấy, là một cái mẫu đầm các chị có thể mặc đi chơi, đi làm và đi biển cho em hoài cũng được nha. Với cái form đầm mà thiết kế dài này thì che có điểm hoài thì khá là ok đấy ạ. Và phần dây của mình sẽ là dây bàn nhỏ thì bây giờ hoài sẽ lên cái mức giá để các chị săn luôn. Và em đầm này cũng là một trong những sản phẩm gọi là cuối like các chị mình nha. À, xíu nữa thì hoài và như sẽ review lại tất cả các sản phẩm để các chị săn và em này thì mã sản phẩm cho hoài sẽ là BB8 ạ. BB8 với mức giá đầm của hoài đang mặc sẽ là 595.000 là giá gốc và đang được giảm trực tiếp chỉ còn là bao nhiêu các chị 399.000 cho ngoài luôn nhưng mà đầm này thì có hai màu nhá đầm này hoài đang có hai màu để các chị xem ạ đó là cái tông màu à, trắng phối hoa hồng các chị ơi trắng phối hoa hồng và cái màu xanh như hoài đang mặc nhá hai họa tiết này đều rất là sang các chị nào mà quan tâm đầm này á thì mình thiết kế thêm hoài kiểu như là Bây giờ mình cần một cái sản phẩm đi biển này, đi chơi này, đi tiệc này, đi dạo phố hoặc là đi Đà Lạt, đi Sapa rồi đấy Sau dịch mình đi thì bây giờ mình mua ngay trên hoài đầm này Chỉ có 399 ngàn thôi Chất liệu cho hoài là cô tông lụa siêu mềm mịn và siêu mát nha Đặc biệt là rất là kiểu như là hách dáng các chị luôn Mặc mẫu này lên nhìn rất là người rất là cao này Và hoài thì đang phối với một đôi dép gọi là dép bệt thôi các chị Chứ em không có đi dép quá cao nhưng em này chỉ tầm 3 phân thôi Phối cho em hoài một cái túi trắng xinh xinh nữa là rất là hợp cái concept này luôn Các chị nhà mình có thể kết hợp cho hoài thêm mũ nha để mình có có thể là mặc đi biển hoặc là kể cả là mình mặc đi du lịch cho em hoài có thêm mũ thì nó sẽ xinh rất là nhiều tại vì đầm hoa là một trong những sản phẩm rất là trend cho mùa hè nên chị nào mà quan tâm đầm này này ngoài thế là màu xanh hay là cái tông màu hồng đỏ này đều là hai cái tông màu dễ mặc tại vì nền của nó đều là nền trắng và đầm này em lên thiết kế các chị nhà mình đó là phía trên một lớp phía dưới hai lớp các chị nhà có từ phần trên ngực này sẽ là một lớp phía dưới cho em sẽ là hai lớp này phía trước ngực sẽ phối hợp cho mình đó là cái phần khoét hơi ve nhẹ ở phần phía trước ngực và kết hợp cho em một cái dây để mình thắt nơ à, thì cái em điểm dây thắt đơn này là không có bị hở nha Đây Hoài quay phía sau các chị xem Form rất là sang luôn Và không có bị lỗ khuyết điểm của các chị mình Chị nào đang quan tâm mẫu này thì mình cứ chốt mã sản phẩm cho em Hoài sẽ là BB8 kèm ngoại nha BB8 kèm ngoại ạ à. Đây cái form này chị nào mà ví dụ bình thường mình muốn check khuyết điểm phần bóc chân Tại vì mình ngại mang form ngắn bị lộ đầu gối các kiểu Thì mình cứ lựa cho em những cái form đầm này Và cái mẫu này là một trong những sản phẩm mà nhà mát bán rất là chạy luôn Tại vì đầm hoa là cái sản phẩm mà các chị săn cực kỳ nhiều Và Hoài thấy đầm hoa là cái sản phẩm cũng không có kén da và không kén dáng của các chị mình ấy Nên là chị nào mà quan tâm đầm này là mình cứ lên ngay cho em thôi Đối với mẫu đầm này cho em đó là từ 38 cho tới 63 cân mình mặc vừa chị yêu nha Em có 3 size đầy đủ cho mình đó ạ S, M, L 38 tới 63 60 cân đổ lại tùy cân nặng và chiều cao các chị mình tầm eo 75 đổ lại thì mình sẽ có size này. Chị nào mà đang thắc mắc mẫu đầm BB8 này mình cứ lên trước cho em. Đây mình muốn xem gần họa tiết hoài giờ gần họa tiết các chị xem nhá. Đây là họa tiết đầm hoa các chị ha. Rất là sang cho em luôn. Cái họa tiết này nền của nó sẽ nền trắng và phía trước bản ngược phía trước của nó sẽ là tầm tới đây thôi các chị ha. Và phần eo thì không cần chiết ben nhiều nữa, chỉ cần chiết ben cho em hoài hai đường ở phía này thôi. Đã tạo điểm nhấn cho cái phần vòng vòng eo của mình được ôm trọn rồi. Nên là mình cảm giác là không có cần chiết quá nhiều tại form em này thì hơi kiểu dáng a à, hơi a à, nhẹ các chị có độ xòe nhưng không phải quá xòe đâu xòe vừa phải như này nhìn nó sẽ thanh lịch và không có kén tuổi nếu như xòe quá thì ví dụ các chị là mình hơi lỡ đứng tuổi một xíu nên mình sợ là mặc mẫu này sẽ trẻ quá thì em thiết kế cho mình đó là ôm phần võng lưng vừa phải thôi và không có chiếc ben quá nhiều nha như này thì bao nhiêu tuổi mặc cũng được này hai mấy ba mấy bốn mấy và năm mấy tuổi mình mặc cũng được tại vì cái tóc màu trắng mà phối hoa thì đâu có kén dáng và đâu có kén người mặc đâu các chị ha à, đầm này mặc đi chơi thì tiệc được luôn chị yêu ơi có nhiều chị muốn kiểu như là chiều chị bảo là đầm này mặc đi tiệc có được không em thì hoài nghĩ là được nha nếu như mình mặc đi tiệc mình phối lại cho em hoài cái kiểu tóc khác đi à, mình mặc cho em hoài là bối tóc lên đấy, các chị ạ mình mình mặc đi tiệc nó sẽ, sẽ phù hợp hơn còn không nữa thì hoài thấy là đầm hoa thì mình mặc đi du lịch nó là ok nhất tại vì vải rất là mát nha mặc đi du lịch là phải lựa những cái sản phẩm sao nhỉ không bị lộ mỡ bụng này ăn uống được thoải mái tại vì đi du lịch là bao giờ cũng ăn uống rất là nhiều là thoải mái này với lại là mình chụp hình lên nó phải xinh và các chị ạ mình những cái mẫu đầm này đầm hoa là chụp hình lúc nào cũng rất là ăn ảnh hết và cái màu da ở ngoài các chị ơi, mình mặc màu trắng thì hoài nó là siêu đẹp rồi da ngâm cũng được nha tại vì là da ngâm như hoài mặc vẫn rất là ok là chị yêu ơi eo tầm 78 thì nhà em hiện tại không có sai chắc eo tầm 75 rồi lại mình mới có sai thôi các chị ha nếu như chị nào mà cần thắc mắc về số đo cân nặng của mình mặc sai nào thì mình cứ comment cho em là bb8 dấu cách số điện thoại kèm cân nặng chiều cao kèm cho hoài số đo ba vòng luôn thì các bạn nhà mình sẽ tư vấn kỹ càng cho mình và tư vấn chính xác nha thay vì là bây giờ mình comment cho em là bây giờ chị mặc sai nào chị 55 kg chẳng hạn đi thì hoài không chứ tư vấn kiểu như là cũng có thể tư vấn được nhưng mà nó chưa có sát sao và chưa có chuẩn 100% Nên các chị mình cứ lên cho em đó là mã sản phẩm số điện thoại kèm cho em hoài cân nặng chiều cao và số đo 3 vòng luôn Còn nếu như mình chưa có đo số đo ba vòng thì mình cứ để cho em hoài cân nặng chiều cao trước Sau đó các bạn nhà mình sẽ hướng dẫn cách mình đo để mình chọn cái size là ok nhất ha Bây giờ các chị mình này chốt cho hoài 2 phút mẫu này đi 2 phút mẫu này sau đó hoài và Như sẽ review lại tất cả các mã sản phẩm có trong live các chị luôn Là chị yêu nào mà đang thích sản phẩm này nhanh tay chốt BB8 nhá. À, chờ hoài một xíu hoài lấy cái điện thoại ha. Đó, ok bây giờ thì hoài sẽ đọc một vài comment nãy giờ thì em cũng đọc được comment ở bên máy này Thì các chị mình nhưng mà bây giờ hoài sẽ lướt lại một vài comment nữa để đọc cho các chị mình nha và chị nào đang thích mẫu này thì nhanh tay chốt đơn cho em hoài này rồi bb 8 như chị yêu nhá bb 8 kèm thoại cho hoài hoài đang thấy là các chị mình vẫn đang xem livestream rất nhiều và chắc là bây giờ thì mình sẽ review đấy các chị mình ơi bây giờ thì hoài và như sẽ dành thời gian để review tất lại tất cả các mã sản phẩm để các chị nhà mình có thể là chốt đơn lại một cách nhanh chóng hơn nha tại vì là nhiều chị không có thời gian mình coi từ đầu like từ cuối like thì hoài và như sẽ bắt đầu là review uh, các sản phẩm để các chị mình săn ạ. Rồi, rồi bây giờ là em sẽ đưa lại những mẫu đầu like tới giờ để các chị xanh uh, nhá. rồi, đây, rồi đầu tiên mã sản phẩm đầu tiên cho hoài sẽ là AA1 các chị mình nhá aa một này là đầm hoa Hoài đã mặc rồi này à Đây sẽ có hai màu để các chị mình săn Là màu hồng, màu hồng đỏ và màu xanh phối trắng các chị nhé Mã sản phẩm có giá gốc cho Hoài đó là 695 ngàn Và đang được giảm trực tiếp còn cho mình đó là 449 ngàn ừ. Mà đang có đây đủ size ha Phong đầm cho Hoài các chị xem kỹ giúp em rất là đẹp luôn Rồi Ba AA1 kèm Hoài ạ à. AA1, AA1 giúp rồi. em nhé giá là 449 000 Cái này đầm này xinh, xinh luôn. lắm luôn. đúng rồi. Nhìn kiểu như sao các chị không muốn đưa em nó ra luôn ấy. Kiểu ờ. như review và muốn giới thiệu lại luôn. Đây cái mẫu áo rất là hot của Như này. AA2 với mức giá chị em đó là 249 000 áo này thôi. Là mức giá giảm các chị nha. Em này có mức giá gốc là 355 000 Màu hồng, màu trắng, màu da, màu đen chỉ còn cho mình đó là size M và size L thôi. Ừ. Riêng cái em màu về là mình chỉ có một màu đó là cái màu màu này đúng không? Màu trắng sữa hả? màu trắng á màu đỏ là còn đầy đủ size đúng rồi vậy là mình còn mỗi màu đỏ là có đầy đủ size thôi còn là những màu khác là em đang lẻ size các chị lưu ý giúp hoài này màu AA2 hai này có mức giá gốc là ba năm năm và nhà em đang giảm trực tiếp chỉ còn hai trăm bốn mươi chín ngàn ừ. nhưng chỉ có mỗi màu đỏ là có đầy đủ size chất liệu cho hoài sẽ là kiểu dạng cô tông lụa các chị đẹp lắm luôn đấy ạ à. rất là dày dặn và dễ mặc vì em này là form áo sơ mi basic ấy, ừ. nên là dễ mặc lắm căn bản luôn các chị mình không có cách điệu nhiều nha nên là phối với quần tây chân váy đều rất là đẹp và những cái mẫu còn lại màu còn lại thì em sẽ còn là size m và size L thôi đấy ạ. các chị mình có thể chụp màn hình gửi qua inbox cho nhà em sau đó sẽ có các bạn nhà mình tư vấn màu và size cho các chị kỹ hơn nhé rồi ok bây giờ hoài qua mẫu tiếp theo ha Hoài sẽ lên tiếp theo mẫu sản phẩm cho mình đó là AA3 với mức giá cho em là 445 ngàn Đang giảm trực tiếp còn 299 ngàn Set này lúc đầu như mặc rất là nổ đơn luôn các chị em mình Đây một cái chân váy rất là dễ thương Với chất liệu cho em Hoài là kiểu dạng linen xô các chị mình nha Linen nha Em này có lớp lót bên trong và đầm sẽ là may cho mình theo kiểu dạng tầng rất là xinh Bây giờ chốt màu nào trời Hoài nhìn lại Hoài không biết chốt màu nào luôn ừ. Màu nào cũng đẹp quá <laughs> Đúng rồi màu này cũng dễ mặc lại cũng rồi. dễ với đồ này Tông màu kem, tông màu nâu với lại tông màu hồng giúp em mà cái váy này là một cái váy siêu thần thánh luôn á chị ha Đi đâu mình mà mặc cũng xinh Mà cái chất này quá là dễ thương luôn Cái lưng thun mình cũng dễ Đúng mặc rồi. nữa ha Cái Chốt. này còn đủ size luôn Chốt ngay mã cho em sẽ là AA3 Các chị nhé 249 ngàn đang có đầy đủ size Rồi ừ. ngắm lại AA3 và chụp ngay màn hình gửi qua inbox cho nhà mát nha rồi bây giờ Hoài sẽ tiếp tục lên mẫu tiếp theo cho các chị mình đó là AA4 ạ. À. A4 với mức giá gốc là 395 000 và đang giảm trực tiếp còn 249 000 áo này luôn. Đây là một cái áo kiểu dạng mà cách điệu một xíu đó là cổ áo sơ mi cổ vết kết hợp cho hoài tay ngắn và có hai túi hai bên với hai họa tiết giống như đang cầm là cái tông ừ. màu be nâu các chị, kiểu như nâu nâu BP và cái màu hoài đang cầm sẽ là màu xanh nha. Chị nào quan tâm mẫu này chốt ngay mã sản phẩm cho hoài sẽ là AA4 kèm thoại với mức giá là 249 000 Rồi ok bây giờ thì mình sẽ tiếp tục là lên mẫu khác cho các chị luôn nhé. Các chị nhà mình thích mẫu nào mình có chụp màn hình và gửi qua inbox cho nhà em này. Rồi mình lên tiếp theo cái mã sản phẩm đó là đây để cho như uh, giới thiệu cho các chị mình nhé. Mẫu này sẽ là AA5 ha. Dạ rồi tiếp theo sẽ là mã sản phẩm AA5 giúp em là mã cái chân váy nha cái chân váy form giống y chang như là tiểu thư các chị ha nó phồng ra mà kiểu như là cái vải này rất là đẹp luôn nè mọi đẹp người quá ha cái ờ. này rất là xuất sắc luôn vì hoài đang có ừ. thực sự ra là cái mẫu áo vest mà hoài mặc lúc đó là bb 56 ừ. là cùng một mã Và cái này ừ. là theo của một set đó, các chị mình đây cái này là uh, cái này là mã bao nhiêu ta cái này hình như là BB5 đúng không ta cái mẫu mà một hai trăm bốn mươi chín ngàn đúng rồi cái mẫu này sẽ là BB2 BB... À BB3 đúng rồi. Vậy là sẽ là BB3 các chị bb mình. BB2. No. Cái áo cái đúng áo bé Cái là, là... BB mấy chị? B -b BB3 đúng không? BB3. BB3 Đây, <laughs> B -b là nguyên cùng một set của nó sẽ đi, là đi cùng cùng nhau được. Nếu chị nào đang thích cái mẫu chân váy thì mình lên mã rồi em này. Mã trong váy sẽ là a 5 giúp em Như nha Giá gốc là 455 ngàn Và hiện tại đang sale chứ chị là còn 249 ngàn thôi Cả cái set này em thấy rất là sang Đúng luôn á Cái chị ha nhìn vào là tự nhiên thấy là Tự nhiên là bên bên bề ngoài là nhiều vàng Mà bên trong nhiều tiền Ôi <laughs> <laughs> set này cực kỳ sang chảnh luôn các chị nha Cái tông màu hồng này nó không hề bánh bèo Và nhìn cái những cái đường gân vải của mình á rất là xịn sò so luôn Áo là sẽ là mã cho em là BB3 giúp em Với giá gốc là tới 685 ngàn Mà ngày hôm nay sale luôn cái áo này chỉ còn là 249 nghìn Thay vì cái chị mặc cả xế này Cái chị tách ra cái áo Cái chị khoác như lúc này của chị ấy. rất là xinh luôn nha Mua cả xế là đã được free ship rồi Hóa đơn cho em 300 ngàn là đã được free ship giúp em nha Rồi chân váy giúp em sẽ là mã AA5 giá 249 Còn mã giúp em là Uh, chung váy áo của em sẽ là mã BB3 giúp em nha rồi tiếp theo em sẽ qua okay. tiếp cho mình một cái sản phẩm nữa đó là mã chung váy nè này. mẫu này lúc này em mặc là cái gì chốt quá trời luôn xinh lắm luôn á rồi lên cho cái chị mã áo với là mã chân váy cùng một set em như đang mặc lúc nãy nha là mã AA6 giùm em. Áo là mã AA6 hiện tại em chỉ còn hai size là L với L thôi. Giá là 169 000 giùm em với hai tông màu kem với tông màu hồng giúp em nha. Mẫu này xinh lắm kiểu nó đơn giản nhẹ nhàng nhưng mà lúc nãy mặc lên rất là cưng. Cái này là uh, cái, cái 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 sẽ là sẽ ở đằng trước á. À cái này sẽ đằng trước. Đúng không? Đâu sẽ đằng sau chứ. Sẽ đằng trước hay đằng sau? Mắt đằng sau. Đúng rồi. Ơi ơi ừ, ừ, nãy em mặc ngược. <laughs> hồi nãy em đó. mặc ngược nhưng mà em tư vấn rất kỹ luôn mọi người nhưng mà hồi nãy em mặc ngược lên vẫn rất là xinh nha kiểu này sẽ, sẽ... có thể mặc được hai ừ. kiểu đấy nhưng mà thực ra cái sẻ cái này cái nó cổ, cổ rồi. của mình nó 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 bằng nhau nữa các chị thực ra là cái sẻ này nó sẽ nằm ở đằng sau nhưng mà ừ. nó chung tùy mỗi chị cách phối thôi còn như thì như thích mặc đằng trước các chị mình... nhưng mà không sao các chị ha nói chung là thời trang là do các chị mình tạo ừ. lên mà nên là mình có thể là mặc tùy kiểu sao mà nó không có bị xấu ra được các chị ha rồi ok chị nào thích mẫu áo này lên mã giúp chị nha là a 6 giúp em với một trăm sáu nha rồi tiếp theo sẽ là mặt trong váy lúc này em phối cùng đi luôn mọi người ơi Bùng nổ đơn là cái này Trong váy của em là mã AA7 giúp em như luôn với ba tông màu giúp em A7 này chỉ có giá là 249 nghìn thôi giúp em nha Cái phong tuần này mặc lên rất là gọn dáng nó kiểu như là cực kỳ cưng giống y chang như là tiểu thư luôn nha mọi người ơi 249 nghìn AA7 249 nghìn Rồi. Kiểu thích má chân váy lên AA7 249 ngàn giúp nhà mát nha Hoặc là mình có thể chụp màn hình gửi của inbox cho nhà em để được chốt đơn nhanh chóng nhất ạ à. Rồi tiếp theo sẽ là mã áo là mã AA8 giúp em như nhé AA8 là mã áo giá 399 ngàn với hai tông màu giúp em Cái chất này là gọi như là giúp tơ với chị ha ừ, môi, Rất là Kiểu văn, văn kiếng này ừ. Và có lớp lớp bên trong cô tông cho các chị mình nữa Nên là mà không có sợ bị cộm ngứa hay là bị mỏng nha Mẫu này em đang lên mức giá là 399 ngàn chị yêu ha Lên ngay mã sản phẩm cho em này AA8 giúp em với giá 399 ngàn giúp em nha. Còn mã chân váy nữa đầu này là, là phối chung luôn ấy các chị rồi. ha. Mã chân váy này là A9 à, à, giúp em với có tông màu là xanh đậm với tông màu hồng thì em chỉ còn là size là uh, S nè size L với size XL có nghĩa là màu hồng hết với màu mồm. xanh đậm là hết M nha mọi người nha. Em xanh còn một con này sai. còn đầy đủ size luôn. A9 với mức giá chỉ có 199 trăm nghìn thôi mọi người ơi. Riêng về cái này là quá giá quá mềm luôn ha Chị yêu nào chốt thì lên cho em A9 199 trăm nghìn. Rồi tiếp theo sẽ là sản phẩm này. Chị yêu nào mà chưa đặt á nhanh tay dùm em nha okay. em review lại nha. Lắm. Nãy giờ bán rất là hot và hoài nhớ in cái mẫu này hình như ừ. 199 000 ngàn đúng không? Đúng rồi. Tại vì mức giá quá là mềm các chị mình. Rồi, bây giờ mình sẽ chốt mã giúp em nha. Rồi, BB1 giúp em Như nha mọi người, chỉ okay. có 199 000 Cái này là tới 495 ngàn hồi nãy em Như mặc mà các chị chốt quá trời. Màu tiền với tông màu hồng với cái chất liệu của mình là chất liệu tôm mà tơ gân lên mọi người ơi, nó gỗ nổi lên rất là xinh luôn. 199 000 mã BB1 giúp em Như nha, còn đủ size S, M, L giúp em. Rồi, tiếp theo sẽ là mê, một mẫu váy rất là basic, rất là phù hợp cho cái tông màu gọi là mùa hè như thế này Là BB2 dùm em BB2 với giá gốc 595 000 gần 600 ngàn ngày hôm nay sale với chị còn là 399 000 Và đầy đủ size hai tông màu xanh đen với tông màu trắng giúp em Hòa tiết hoa rất là mát mẻ luôn nha cả nhà nha Đằng sau này rất đấy. là dễ mặc phía đằng sau có kết hợp cho mình khoét tặng đơ rất là xinh các chị mình nhá rồi chị nào thích mẫu này lên mã sản phẩm giúp em ạ à. bb 2 Ok bây giờ mình sẽ lên mẫu tiếp theo Mẫu sản phẩm này cho mình sẽ là BB4 các chị nhá Với mức giá trong ngoài đó là 199 ngàn Đồng này có giá gốc là 745 ngàn chị yêu nhá 745 ngàn và em đang giảm trực tiếp này Chất liệu cho Hoài sẽ là gấm vân nổi các chị ha Mẫu này lên chất liệu cho mình rất là xịn sò Và em này Hoài đang chốt mức giá là 199 ngàn Chị ông nào đang thích BB4 chốt ngay chị em nhé Giá gốc 745 và đang có đầy đủ size Giảm trực tiếp chỉ có 199 ngàn thôi ạ à. rồi tiếp theo sẽ là mặt sản phẩm đầm BB5 giúp em như nha BB5 này phải nói là một cái em đầm Đúng đánh thôi. giá là ngôi sao luôn mọi người ơi Giá gốc của màu. em là bao nhiêu đây 595 ngàn mà sale kia còn là 399 ngàn nha và đang có đầy đủ size giúp em và bây giờ Hoài sẽ sâu cái tông màu cho các chị mình xem là cái mã BB5 này nha BB5 Hoài đang có màu đen ạ màu xanh nữa các chị mình Màu tiếp theo cho Hoài sẽ là màu be Và màu cuối cùng sẽ là màu vàng chanh đó chị Vàng xanh xanh rất là đẹp nha Em này là vàng xanh phủ nhau ấy, sang ừ, lắm luôn đấy ạ ừ, Màu vàng bơ bơ Đúng rồi, 595 ngàn và em đang giảm trực tiếp chỉ còn có là 399, 399. ngàn à. thôi Rồi chị nào thích bb 5 là chút luôn nha Bây giờ Hoài sẽ lên tiếp mã tiếp theo các chị mình Mãi Mãi đó, là cái tiếp theo sẽ là cái mã quần em đang mặc trên người luôn là mã về đây các chị yêu ơi Là mã BB7 cái mã quần với giá là 299 nghìn Một tông màu đen với một tông màu cam đất em đang mặc trên người Chị yêu nào chưa đặt thì đặt liền còn áo của em mặc là BB6 với giá là 89k nha Em nghĩ là với giá 89k này thì hiện tại là số lượng nó còn rất là ít Tại vì lúc nãy em like là các chị đã đặt nhiều rồi Thật ra bây giờ chị nào vào xong mình chưa chốt được thì có thể lên cho em là mã BB6 áo nó mặc nha Còn hai size F và M thôi Với mẫu caro và chất là loại tơ shop rất là đẹp luôn 100, à không, 89 000 Còn vùng của em sẽ là BB7 với giá là 200k 99 000 giúp em nha. Rồi, tiếp okay. theo sẽ là mã váy của chị luôn. Và sản phẩm cuối cùng ở trong live ngày hôm nay và cũng sẽ là sản phẩm cái sẽ kết thúc cái live stream ngày hôm, ừ. hôm nay đó là BB8 của Hoài đang mặc nha. Đầm kiểu form dáng hơi maxi nhẹ trên Hoài này với thiết kế cho mình là đầm hai dây và lên chất liệu cho Hoài đó là cô tông lụa nha. Đầm này thì thiết kế cho Hoài hoa hai màu đó là màu đỏ này và cái màu Hoài đang mặc là màu xanh. Thì mẫu này đang có mức giá là 595 000 ngàn và em giảm tiếp còn 399 000 và đang có đầy đủ size các chị yêu nha. Chị nào quan tâm đầm này chốt ngay BB8 kèm với Hoài ạ. Rồi bây giờ là em với chị Hồi đã review lại hết tất cả được các rồi. sản phẩm mà từ đầu lại tới giờ, cũng như là đã chơi game với các chị mà hiện tại là em nói là muốn tặng thêm nhưng mà cái lượt chia sẻ của mình nó chưa có đạt được yêu cầu, cho nên là em sẽ nhường lại cái phần quà này để một cái live stream tiếp theo. Bây giờ thì chúc các chị có một buổi trưa thật là vui vẻ, mình có thể nghỉ ngơi sau một cái live stream săn xe hóa trời rồi mọi người ha. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem live. Bây giờ thì em như với chị Hồi xin phép chào tạm biệt các chị, hẹn gặp lại mọi người trong một cái live stream tiếp theo nha. Bye bye mọi người. Thank you